chứ hình bông đâu. Mình bông qua đâu. Ừ. Sao cứ thì người ta chỉ chọn được 3 món thôi. Chia sẻ đi, ngồi hết pin nó không chia sẻ được rồi. Lên rồi đấy. Hello, xin chào mọi người. Ok, em chưa thấy, từ từ. Mọi người chia sẻ bài giùm em nha. Hôm nay cũng như hôm bữa thôi mọi người. Ai chia sẻ nhiều thì có cơ hội nhận quà nha. Chia sẻ nhiều nhất, nhiều nhì, nhiều ba sau like em công bố y vậy luôn ha. Cũng được, cũng hường hường. Đây, quà tặng hôm nay mọi người. Ai nhiều nhất thì chọn trước nha. Một cái đồ vắt cam đẹp nha mọi người. Ngon lành cành đào luôn, quá đẹp luôn á. Rồi, một cái cốc rót bằng inox. Mỗi người chọn một món nha mọi người ha. Mọi người chia sẻ bài giùm em ngân mạnh tay nha. Một cái xô nhỏ nhỏ, xô thủy tinh. Hai cái chén màu xanh, hai cái chén màu xanh. Với quan trọng nhất là cái này. Đây, xịn chưa? Cái này mà lên một cái rượu trái cây mọi người, rượu trái cây á, người ta pha vậy nè. Rồi em cảm ơn chị Đài Trang nha. Mọi người chia sẻ mạnh tay giùm em ngân nha. Đây, quà thì em để nhiều lắm cho mọi người, có nhiều sự lựa chọn. Mọi người chỉ cần chia sẻ thôi, có mua quà hay không cũng không quan trọng mọi người. Mọi người nhớ chia sẻ để được nhận quà nha. Tâm hồn trong sáng quá hả, chứ sao. Đây, có bình bông nữa nha mọi người, quà tặng nè. Đây, dĩa mini, đó chảo với chảo mini size, chảo chống dính. Cả nhà chia sẻ giùm em mạnh mẽ nha. Ấm men có không ngon, có anh Quý Mão lên ấm men giùm em đi ạ. Rồi, gửi cái link vô cho mấy bạn nhân viên chưa? Sao rồi? Sao rồi? Nick Fake hả? Chia sẻ rồi, trúng đợt trước, giờ chia sẻ nữa có được tặng không vậy? Được bình thường chị, cứ chia sẻ hội nhóm là được tặng thôi mọi người ơi. Mỗi lần là mỗi tính chứ cứ... Trời ơi, nó bể một cái chết quá. Em thích cái này nhất mọi người. Em thích cái này nhất. Bữa nay chị Ngọc Anh nhắm được món quà nào chưa? Đây, em thích cái này với lại cái vắt cam nhất mọi người. Đó, mọi người cứ chia sẻ là lụm quà thôi. Cái ấm men đâu, lên ấm men giùm em đi. Chia sẻ mạnh tay vô nha mọi người. Quà không thiếu nha. Em chào Ngọc Ly ạ. Em chào Ngọc Ly, chào mọi người. Hả? Sao? Thôi được, cứ để đây cho khách vô sau, khách còn nhìn thấy quà tặng chứ bất công giới thiệu tới giới thiệu lui. Rồi cả nhà yêu nhớ chia sẻ mạnh tay giùm em nha, cứ chia sẻ là có quà thôi ạ. Chắc xỉu, chơi vậy thôi nó mới nét chị Ngọc Anh. Rồi với Ngân lên nha. Vô thôi mọi người ơi. Mọi người chia sẻ mạnh mẽ giùm em đi, không mua cũng được. Chia sẻ vào hội nhóm là được quà thôi ạ. Đây em Ngân lên nha, thấy bữa uy tín không? Có quà là có quà. Ấm men mới khen luôn nè, nãy anh trai nào mới hỏi em. Thấy mấy cái mini thích hả? Dạ, chia sẻ là được quà thôi, còn chuyện mua là chuyện khác mọi người, không sao. Rồi con này xuất sắc luôn ạ. 195 ai mở bát cho em, rực rỡ bữa nay mọi người. 195, mã là 195 mới khen luôn á, đẹp lắm, màu trắng nha. 195 có lưới lọc bên trong ngon lành, không có bị rỉ ha. Mã là 195, xịn sò. 195 full trắng, em lên chảo pháp từ size nhỏ rồi, ok cho mình chảo pháp đi các bạn. Mọi người cứ yêu cầu đi rồi mấy bạn nhân viên lấy dần là vừa ha. Chị chọn lấy thêm rồi, ok chị nha. Đây, với Ngân lên cho mình con này. Nắp inox 64.000, mã 64 giùm em. Mã 64 à, để coi ai chia sẻ nhiều rồi nha. Mình coi sơ coi. Cái điện thoại này sao không coi được vậy? Lấy cái điện thoại nào mà coi được chia sẻ được giùm mình coi. Điện thoại em lên nguồn chưa? Đây, mở lên đây nè chị Dung, để coi ai chia sẻ mình còn biết, mình cổ vũ. Mấy bạn mới gọi cho chị hỏi quà tặng chị lấy gì. Dạ, 64 cho Lucky Lucky. Hỏi mà chị, tại anh Trung anh chọn chậm quá cho nên là bữa nay mới hỏi quà. Rồi con này em ngân cân cho cả nhà yêu của mình. Bé này là 65, mã 65. Mã 65 giùm em ngân ha, 65.000. Phải hỏi người thứ nhất chọn cái gì mới hỏi người thứ hai, thứ ba, thứ tư cả nhà. Rồi con này em ngân cân cho cả nhà là 42. Trời nó đẹp. 42 hiệu Tiger nha. Mã là 42 giùm em ngân luôn. 65 của anh Sô Trung ạ.
Anh Tô Trung cho với Ngân số điện thoại đi. Bên em là chuyển khoản đi hàng, đơn trên 1 triệu hỗ trợ 50% tiền ship ạ. 30.000 mã 30 quý vị, mã 30, 30.000. Mọi người nhớ chia sẻ quyền lợi nha mọi người ơi. À, chị lấy cái nồi vàng. Chị lấy cái nồi vàng đúng không chị Ngọc Anh? Chị Ngọc Anh lấy cái nồi vàng đúng không? Để em coi coi lượt chia sẻ sao em cập nhật cho mọi người nha. Mọi người chia sẻ mạnh tay đi ạ. Ôi ai mà lấy được cái này nè, cái này đẹp quá. Cái này đẹp thật sự luôn á. Nó không có bị dính dơ nữa mọi người, tại nó là thủy tinh mà. Để em Ngân vô coi coi mọi người chia sẻ tới đâu rồi nha. Ngân uy tín hả? Trời, tất nhiên rồi. Tặng là tặng thôi mọi người. Quà rất là nhiều nè. Hôm nay mọi người nhớ chia sẻ mạnh hơn hôm bữa nữa nha. Đây, mạnh tay lên cả nhà ơi, để em cập nhật tình hình chia sẻ bài cho mọi người nè. Ai để bấm vô cái đã. Cái dây hơi dài không nhìn rõ mặt đá. À mặt đá hả? Đây mặt đá. Cái dây nó tuột xuống lưng quần luôn à. Đây để em còn coi. Mới 92 lượt chia sẻ mọi người ơi. Còn yếu lắm mọi người. Lần trước gần 1K2 luôn á. Rồi mọi người chia sẻ mạnh mạnh giùm em nha. Một chút mình thống kê nha. Rồi 30K lon cà phê mã 30 giùm em. Mã 30 42 nè. Rồi đây em Ngân lên một cái quánh nhôm nha mọi người. Con này là mini size thôi ạ. Kim Ngân fan. Trời quá trời quà để nó dướng díu quá mọi người ơi. Em này size 12 và sâu lòng là 7 nha. Rồi bé này em Ngân cân cho mình là 69. Mã 69 giùm em. 69.000. Chảo Tifan đâu kêu nãy giờ. Chảo Tifan còn size to không mọi người đẹp ơi. Còn size to lấy size to được không? Còn size to mà chưa có thấy size nhỏ. 69 cho Như Võ. 69 của Như Võ. Rồi con này bọc xịn nè. Bé này 55.000. Mã 55. Mã 55. Anh Trung của Ngân đâu không thấy chia sẻ cho Ngân. Không biết được. Anh Trung nhiều khi giờ đang cài ở ngoài đó mọi người. Anh Trung lần trước chia sẻ gần mấy chục, 6-70 lượt vậy đó. Rồi con này là size 28 và sâu lòng là 9. Mới tin luôn nha quý vị. Chảo Pháp xài bếp ga giùm em. Em này em Ngân bán cho mình 200. Chảo mới đẹp ạ. 200 mọi người check cái lòng nè. Chảo Pháp nha. Mã là 200 xài bếp ga giùm em ha. Rồi mấy chị. Anh Trung bị hạn chế luôn hả? Anh Trung bị hạn chế luôn hả? Đó thấy chưa. 200 em chốt cho chị Ái Sa. Bé này là 59.000 mọi người đẹp quá nè. Mã 59 có cản đá luôn. Tội anh Trung ghê không. Chia sẻ tới bị hạn chế luôn kìa. Quá trời quà rồi. Shop mình có đá mài dao nha. Trần Tuấn kem đá mài dao đi. 45.000 à mấy bà ơi. Bếp ga giùm em. Mã 45. Mã 45 à. 45.000. Thôi đây có mấy cái này để làm quà luôn đi. Đây em Ngân có mấy cái chung nè mọi người. Xịn lắm để làm quà luôn ha. Bởi vì mọi người chia sẻ mạnh tay đi rồi một chút mình chọn quà nha. Nhắc cái ổng vô liền hả. 100.000 một viên nha cục vàng ơi. 100.000 một viên là chừng nào mà mài hết cục này thì liên hệ mua cục tiếp nha. Không biết chừng nào bán được cục thứ hai luôn á mọi người. 100.000 một viên full hộp giùm em. Mặt đá mài dao của Nhật nha. Đây em Ngân lên cái bình 2 lít miệng rộng. Em chào mấy anh chị khách mới nha. Mọi người nhớ chia sẻ bài để được nhận quà nha. Mọi người có mua hay không mua cũng được. Chia sẻ bài càng nhiều càng tốt. Ai nhiều nhất, nhiều nhì, nhiều ba là được nhận quà. Rồi bé này là 198. Mã là 198 giùm em. 198. Dạ thì mình cứ chia sẻ. Cuối like nó sẽ có bản thống kê. Em thấy rồi, em thấy cái biểu tượng chia sẻ rồi đó. À được 100 mấy rồi nè. À chị Ngọc Anh đang dẫn đầu. Chị Ngọc Anh đang dẫn đầu. Mọi người lưu ý là chia sẻ hội nhóm nha mọi người nha. À, nhóm nó chém anh Bạch Sáp rồi. 198 cho chị Nguyễn Dung ạ. 198 cho chị Nguyễn Dung. Đây em Ngân lên con này. Con này là size 21 và sâu lòng là 10 nha cả nhà ơi. Bé này là 126. 126 giùm em. Cái này là cái quánh nhôm. Mã là 126. Trời ơi quá trời quà tặng. Có cái bình bông nữa mọi người. Sao mấy anh chị hôm trước hiền ghê không lấy bình bông nha. Lấy cái đồ nhỏ dễ thương chứ không lấy cái bình bông nha. Bình 1 lít 2 thôi không phải 2 lít em ơi. Hôm trước anh đo được hơn 2 chai Lavi 500 vậy hả. Vậy mà em tưởng 2 lít chứ. Để em coi lại nha. Chị Nguyễn Dương con này là 42. Mã 42. Mã 42 giùm em Ngân nè. Mà mấy lít thì em cũng cân ký mọi người. Em đâu có đếm lít tính tiền đâu mà. Mọi người khó khăn với em quá. Đây cho mấy Ngân thêm chảo đẹp đi trời ơi. Lên con này. Đây lòng đẹp quá. Có từ luôn nha quý vị. Chị muốn nhỏ xíu cưng cưng hả. Vậy chị Ngọc Anh lấy cái đồ dắt cam đi đẹp lắm. Size 26 em... Hả?
Hả? Chị Bích Vân cho em xin số điện thoại. Bích Vân cho em số điện thoại đi ạ. 135.000 có từ mọi người, 135 mã là 135. Em thích nhất cái này mọi người ơi. Ráng nha mọi người, ráng lấy cái này nha. Hoặc là cái thố bự này cũng đẹp nữa nè. Quá trời quà rồi. Hôm nay có ai muốn xem quà thì nói để em ngân lên lại nha. Lên ấm thì chật cái ấm men á. Rồi bé này là 47.000, mã 47 giùm em. Mã là 47 đi quý vị, 47.000. Bình full inox 1 lít nè. Bé này là 80, mã 80, mã 80. Chào bé chốt đơn hả? Quỳnh búp bê chứ ai anh? Quỳnh búp bê. Ừ. Đây em ngân lên con này, chua cha xịn nha. Dày lắm luôn á mọi người, hai đáy luôn nè. Làm kệ lên, làm kệ chân lên nhìn cưng lắm. Ừ. Mọi người cái này là size 16 và sâu lòng là 14. Mọi người cứ theo em chia sẻ bài thôi là cũng cũng nhiều rồi đó mọi người, khỏi cần mua. 184, mã là 184 ạ. 184 nha. Ơ chưa cha, quên cân cái nắp không nội ơi. Xin lỗi. 220 ạ. 220. Quên cân cái nắp. 220.000 giùm em. Mã là 220. Xin lỗi nha, quên cân cái nắp. Trời ơi 184 nhảy ghê không? Vắt cam là quà tặng thôi, mọi người chia sẻ giùm em ạ. Hôm nay chị nhận được hàng rồi, rất ok rồi, em cảm ơn chị Đinh Hậu nha. 220 chút cho Bùi Ngọc Hân. Giọng bé nào dễ. Chị quên, em chia sẻ vào hội nhóm ở đâu? Làm chị chia sẻ bên Facebook muốn chết. Chia sẻ vào hội nhóm mà hỏi em hội nhóm ở đâu hả? Mấy cái hội nhóm chị tham gia đó đừng có chia sẻ vào hội nhóm 18 cộng nha bà nội. Đây cái ấm men màu xanh đẹp quá nè. Con này bán cho cả nhà là 190, mã là 190, đẹp nha quý vị ơi. Mã là 190. Hôm nay sexy dữ trời. Hồi nãy em ở bên nhà, em bên nhà em qua em quên lấy đồ, em ghé vô nhà mẹ có gì mặc cái đó. Mấy cái đồ này hồi chưa có chồng đó mọi người. Con này size 16 và sâu lòng là 8 nha. 57.000 mã 57. À 190 cho chị Hương Nguyễn lên đồ men đi chàng trai ơi. Quá trời quà tặng rồi mọi người ơi, chia sẻ mạnh tay vô. Để em coi ai nhất nhì rồi nha. Coi có gì thay đổi không? Gần 200 lượt chia sẻ rồi đó. À vẫn là cô Ngọc Anh nhất nha mọi người nha. Em này 167 ạ. Một ớ xin lỗi 67 chứ em nhầm, 67, mã 67. Mã 67 có ly giữ thiệt không chị? Ly giữ nhiệt. Có bình giữ nhiệt, ly giữ nhiệt có nha. Đây em lên cái ly giữ nhiệt nha. Đây lên con này chu cha. Rồi xuất sắc. Thôi con này để tặng luôn đi, lấy con khác đi trực ơi. Cái này để vô bộ quà tặng luôn đi nè. Vào hội nhóm xong nó không cho hả? Ai mà biết. Rồi em cảm ơn chế. Đây quà tặng nhiều quá em hết chỗ đứng luôn rồi mọi người. Đây em ngân giới thiệu ly cho mình nha. 264 cái nha mọi người, ly mới 100% luôn. Đổ nước sôi vô cầm bình thường không nóng tay nè, giấy tờ đầy đủ ha. Ly này là dung tích 450ml. Hôm bữa em bán 90.000 một cái đó, hôm nay sale cho mọi người 4 cái đáng lẽ là 360, sale còn 260 nha. Do vận chuyển nó có trầy nhẹ, rồi vấn đề chỉ có trầy nhẹ thôi. Rồi 260 giùm em, mã là 260. 190 em chốt cho chị Hương Nguyễn. 190 cho chị Hương Nguyễn, đá mài giao nhật 100k đây. Lên viên đá nè. Trời ơi, cái quà tặng vậy có uy tín quá không vậy trời. Rồi chia sẻ banh sát giùm em đi quý vị ơi. Có chảo mới sâu lòng không? Em có chảo si đẹp thôi, còn mới thì không có. Lên cho mình mấy cái chảo si đẹp đẹp giùm mình nha. Như con này của Pháp mọi người nhìn bên ngoài nó hơi thì đã xài rồi mà, nhưng mà lòng rất là tốt nha, đồ Pháp mà. Rồi em này em ngân cân cho cả nhà là size 26, 167.000, 167, mã là 167 giùm em. Ơi quà tặng uy tín quá mọi người ơi. Đó mà cho Trung Nguyễn Minh. Em đọc rồi mà. Rồi em lên bình nước nè, em này nửa lít 53.000, mã 53 giùm em nha. Hiệu Tiger, mã là 53 quý vị ơi, cho em mấy con chảo chiên trứng đi. Đây, lên con chảo chiên trứng, bé này là size 18 và sâu lòng là 5 nha. À, 85.000, mã 85, đẹp không mọi người, cái này chiên trứng là 10 điểm luôn. Vân đá trong, vân đá ngoài nè, 85.000. Lên cái bình dạng chai nha quý vị ơi, sao mọi người, quá đẹp. Con này là 61, dễ thương lắm nè. Mã là 61 giùm em. 85 cho Nguyễn IV. IV cho em số điện thoại nha. Bên em là chuyển khoản rồi mới đi hàng. Đơn trên 1 triệu hỗ trợ 50% tiền ship. Kiếm cái ấm chị chốt với thêm ấm men đi. Bé này là size 25 và sâu lòng là 11 nha quý vị ơi. Rồi con này em ngân cân cho mình là 269. Mã là 269 giùm em. 269 ngàn. 61 em chốt cho Hai Mai. 61 em chốt cho chị Hai Mai. 61 em chốt cho chị Hai Mai. Rồi với ngân lên cái bình màu hồng.
55.000. Trời quá đẹp. Mã 55 giùm em. Dạ rồi, ok, cảm ơn mọi người nha. Mọi người xong nhớ cho em ngon số điện thoại liền để quên nha mọi người nha. Đây, từ. Ủa, comment mới ở dưới đúng không? Không lót comment mới kìa. 55 cho lúc kia lúc ke. 55 cho lúc kia lúc ke. Đây cái ấm ở trên ảnh chụp nè mọi người. Rồi, ngon lành cành đào cho mọi người check nè. Đây, bên trong có lưới nha. Đấy, đẹp chưa? 10 điểm liền. Rồi, cái ấm em ngân cân cho cả nhà là 195 ạ, 195. Mã là 195 giùm em. Mã là 195. Rồi, mấy anh chị yêu của em chia sẻ mạnh tay lên ngang chứ giờ quà nó ngợp ngạt quá rồi mọi người ơi. Rồi, 195 chốt cho Quý Mão. Này là size 18 và sâu lòng là 9 nha quý vị. Hai đáy có từ. Anh Quý Mão kêu số điện thoại nha. Bên em là chuyển khoản đi hàng. Có nào áp suất chị Thu Hồ cần mấy lít có từ hay không từ ạ? À, 165 mọi người, hai đáy luôn nè. 165 ruột rất đẹp, mã là 165 giùm em. 165.000. Lên nhẹ cái nồi men nha mọi người, đẹp ghê chưa? Em này là size 19, sâu lòng là 10, đã qua sử dụng nhưng mà rất là đẹp nha mọi người nha, ngon lành luôn á. Rồi, con này với ngân cân cho cả nhà là 320, mã là 320 giùm em. Mã là 320, đẹp nha mọi người. Đây mọi người check. 320.000, mã là 320. Lên chảo sâu lòng đẹp kìa. Rồi đợi em một cái nha. Đây với ngân lên con này cho cả nhà 2 lít luôn, miệng rộng. Bé này là 202, mã là 202 giùm em. Mã là 202. Rồi em xin chào mấy anh chị mới vô nha. Em nói lại lần nữa, mọi người có mua hàng của em hay không mua hàng cũng được, không sao hết. Mọi người chỉ cần chia sẻ thiệt là nhiều giùm em. Một chút cuối live em sẽ thống kê lại là khách nào có lượt chia sẻ nhiều nhất em sẽ tặng quà cho mình nha. Mình được chọn quà ngẫu nhiên nè. Em nói lại lần nữa ha. Một cái nồi dễ thương nè, hoặc là cái này, hoặc là một cái bình bông, hoặc là cái đồ vắt cam, đẹp lắm nha mọi người. Hàng quà tặng của em là hàng chỉnh chuẩn luôn chứ không phải là tặng đồ vớ vẩn đâu nha. Đây, xịn lắm nha mọi người, có nguy cơ bằng bạc lắm nha mọi người. Em nhìn cái kiểu đẹp lắm nha. Đấy, rồi hai cái bát thủy tinh nè, với một cái thố to lắm nha. Cái này trộn xà lách là hơi bị sang luôn ý. Đây, rồi con này một cái xô nha, một cái xô và hai cái chảo nhỏ. Đây, nhiêu đây chỉ là để làm quà tặng cho mọi người thôi đó. Mọi người thích cái nào chọn cái đó, không sao hết nha mọi người nha. Quan trọng là có vô được top 3 không nè. Chia sẻ mạnh lên nha. Xem lại son 150 em ơi. 220 cho Nguyễn Sinh ạ. Cho em số điện thoại đi Sinh ơi. Bên em là chuyển khoản đi hàng. Đơn trên 1 triệu sẽ hỗ trợ 50% tiền ship nha. Xem lại cái gì 150 đó bạn ơi. Đây, con này size 18 và sâu lòng là 8, chảo sâu lòng vân đá nha chàng trai, đẹp lắm nè. Vân đá từ trong ra ngoài luôn. Con này là 192 à, rẻ lắm. 192, xịn sò, mã là 192 giùm em. Nồi áp suất gọn gọn có từ 3 lít các bạn, 3 lít. Đây em lên thêm con to nữa cho mình dễ chọn nè. Đây, cái này là hàng xịn nha mọi người, cầm lên là thấy khác hẳn liền. Cái màu nó màu hồng, size 29 và sâu lòng là 10. Em này là 207, mã là 207. Mã là 207. Hoa Phạm kiểm tra đơn hộ mình với chuyển khoản từ ngày 13 tháng 10. Gì? Nay vẫn chưa nhận được thiệt luôn hả? Coi đơn Hoa Phạm đi Quỳnh. Sao không báo sớm, báo trễ quá chị. 207 cho Nguyễn Sinh, cho em số điện thoại đi Nguyễn Sinh ơi. Sao ghê vậy? Dữ vậy? 207 là cái kia hay cái này vậy? Cái kia. Ờ, 207 nè. Ô vậy luôn hả? Kiểm tra gấp giùm em đi chị Quỳnh. Trời ơi, sao để dữ vậy? Đây, em lên con này gọn nè, cục vàng ơi. Con này gọn nha, nó áp suất bên em là bao xài mọi người cứ thoải mái. Có ron, có núm đầy đủ hết luôn á, về là dứt thôi. Hai đáy có từ nha, ron núm sạch sẽ, lòng sạch sẽ, con này tầm 3 lít nha. Rồi, em này là 635.000 cục vàng. 635, đẹp dữ dằn luôn mọi người. Mã là 635 giùm em. 635.000. Thôi, hôm nay là quà nhiều hơn hôm bữa trước luôn. Hôm bữa trước quà là có mấy món mà có hình như là chừng 5 món quà, bữa nay quá trời quà luôn mọi người. Con này là size 12 và sâu lòng là 10 nha, 22 chứ, sâu lòng là 10. Em nội inox này có từ nha quý vị ơi. Bé này em ngân cân cho mình là 179, 179 giùm em, mã là 179. Chào người đẹp nhé, hôm nay em thấy đẹp quá. Dạ em cảm ơn nha, cảm ơn mọi người nha. Rồi em ngân lên cái ấm cho mình nè. Con này có từ luôn nha quý vị. Bé này là 89, mã 89 giùm em, tầm 1 lít rưỡi á mọi người. Mã 89, 89.000. Cái nồi áp suất lúc nãy ok không chị ơi?
Đây, lên bình Joji, bé này tầm 300ml thôi nha. 46.000, mã 46, đẹp dữ luôn nè mấy anh. Mã 46, lon cà phê nha. Mã 46 giùm em ngon. Chảo vuông nha mọi người, chảo vuông làm trứng ốp la, vân đá trong vân đá ngoài. Em này là 77, mã 77 ạ, mã 77. Không thấy áo quần chi hết hả? À? Áo quần thôi anh Trung ơi, bữa sau anh Trung ơi. Bữa nay vô chủ yếu chia sẻ nhận quà thôi anh Trung. Đây em lên cặp này mới luôn nha mọi người, mới tin luôn nè, xuất sắc luôn. 46 em chốt cho Hương Vương ạ, à, khách cũ đúng không? 77 chị Tuyết Lê ạ, à, 77 chị Tuyết Lê. Hả? Chị Tuyết Lê khách cũ mới. Cho em số điện thoại nha chị Tuyết Lê ơi, bên em là chuyển khoản đi hàng. Rồi, à, nay bình đẹp quá hả? Bình nào? Rồi, à bình nước hả? Rồi con cặp này 300 nha quý vị, cặp này 300 nha, mới tin rất đẹp ạ, à. 300, mã 300. Nó quánh banh xác lấy gì chia sẻ nữa. Tính ra anh Trung ạc lon quá trời luôn á. Ghi số anh Cường Thanh kìa. Rồi lên chảo đẹp đi anh Cường vô kìa. Đây em lên con này. Con này là 95.000 loại 1 lít nha mọi người. Con này là lách xích nè. Bao nhiêu hết bao nhiêu, 95.000 bao nhiệt mọi người cứ yên tâm. Mấy cái đồ nhiệt bên em là bao nhiệt hết á. Rồi Bé Ngân lên cho mình con bình này. Bình này là 72.000, mã 72 nửa lít nha. Mã 72 màu xanh. Mã 72. À, trước thì nghe với xem sản phẩm thì ù tai mờ mắt, nhưng hôm nay chưa kịp xem sản phẩm mà đã mờ mắt ù tai rồi. Lại ghẹo em nữa. Đây Bé Ngân lên quánh cho mọi người nha. Con này có vạch chia nước bên trong, size 21 và sâu lòng là 8 nè. Nhưng mà cái đứa này xài bít ga. Rồi em này là 90.000, mã 90. Mã 90 ạ. À, 72 cho chị Nguyễn, điểm cho em số điện thoại đi chị Điểm ơi. Thấy số chị Quý Mão chưa bạn? Chị Nguyễn điểm cho Bé Ngân số điện thoại nha. 72 là cái gì vậy? Chảo vuông. Cái bình hả? Rồi ok. Đây em Ngân lên một cái nồi, nồi nhôm nắp hoa mọi người ạ. À. 90 cho chị Tuyết Lê, số không? Đây con này là size 21, sâu lòng là 10, 120.000, mã là 120 giùm em, mới tin chưa xài. Chốt cho chị 72, có chủ rồi bà nói ơi. Đẹp quá mọi người, công nhận quà tặng hôm nay chất lượng thật sự luôn. À, chào Phượng Quỳnh nha, hello, xin chào xin chào. Khen đẹp mà không chịu hả? Có đẹp đâu mọi người. Nà, 60, mã 60. À, được giải người đẹp can đảm mọi người, bữa nay like cam thường luôn nè. Ghê không? Bữa nay em Ngân like cam thường luôn á. Đây, chảo nhôm nha, size 17 và sâu lòng là 9 nè, con này đọc nè. 83.000 anh chị, 83, cái này là nhôm nha. Nhôm đúc luôn, mã 83 giùm em. Mọi người khen thiệt chứ mọi người cứ ghẹo đẻo em ngại mọi người. Lên cái ấm men màu đỏ với mấy cái đồ men em bán đi bà nội, bà giấu hoài. 60 chị Như Ý Nguyễn à. Rồi 44.000 giùm em, mã 44. 83 cho anh Cường Thanh, 83 em chốt cho anh Cường Thanh. Đây, em lên con này chiên trứng có từ ạ. À. Bé này lòng đẹp, size 20. Con này là 91.000, mã 91 giùm em đi mấy cục vàng. Có từ đàng hoàng nha. Mã là 91. Chào cô Lê Nguyệt, chào mọi người. 44 chị Như Ý nè. Có số chưa? Như Ý là khách quen là tới đấy. Rồi ok, 69.000 giùm em, mã 69. Mã 69, đẹp, ngon, thơm, ok. Rồi ok, 91 em chốt cho Vi ạ. À. Em ngon, đẹp thiệt mà. Chị em mọi người, chị Hằng Lâm, chị của bé Ngân Lâm. Con này là size 26 và sâu lòng là 8 nha, nồi lẩu xịn. Rất là dày luôn. Anh chị nào xài được cái này hư thì báo em đền nha. 370.000, nó dày kinh khủng. Mã là 370, mã là 370 giùm em. Trời ơi, mạng cô Lê Nguyệt chậm dữ vậy. Em like, con like một buổi rồi cô mới chào con lâu lắm rồi đó. 69 chốt cho Hồ Lợi, Hồ Thị Cẩm Lợi. Rồi à, Cẩm Lợi cho em số điện thoại nha. Bên em là chuyển khoản đi hàng. Đơn trên 1 triệu hỗ trợ 50% tiền ship nè. Con này nửa lít mà nó đẹp quá mọi người. 70 Joji Rusi. Đây đẹp lắm luôn, xịn sò. Mã 70 giùm em Ngân. Lên cho em mấy cái bình tuyển chọn đi. Mấy cái bình nước tuyển chọn. Chảo chống dính size lớn có luôn xin ơi. Này con này của Pháp rồi mọi người xài được không? Ở Việt Nam xài quen dữ không? Đây ấm men Pháp màu hồng nha. Em này cân cho cả nhà là 196. 196, mã là 196 nha. Bên em là chuyển khoản đi hàng nha mấy cục vàng của em ơi. Hàng si hả shop đó mọi người thấy không? Hàng đẹp tới khách tưởng hàng mới luôn đó. Si nha chị Lụ nha. Giá có bằng 1/4, 1/5 thôi mọi người ơi. Đây con này 2 lít nè. 196 cho Nguyễn IV à. Check số điện thoại hết đi nha.
Rồi con này là 183.000 quý vị. Nó vừa có vặn rồi vừa có nắp bọc nữa nè, rất là vệ sinh luôn. Rồi ok. Cho hai cái nắp phụ luôn nè. Rồi qua đi, 100 mấy? 183 nha, mã là 183 giùm em. Đây em lên cái bình nhỏ cho mấy chị gái nè. Con này là 42.000, mã 42. Tất cả mấy sản phẩm này em bao nhiệt hết, mọi người yên tâm nha. Ái chà chà, cái này đẹp quá xinh ơi, lấy cái này nè xinh. Size 34 luôn nè. 183 cho chị Hằng Lam. Rồi em này là 202, rất là đẹp luôn mọi người. Nếu mà nói cái này là hàng si thì em thấy nó như hoa hậu vậy đó, đẹp lắm. 183 của chị Hằng Lam. Đây với con lên thêm bình cho mình nha. Còn nguyên tem nè mọi người thấy không? Sao mà người ta xài kỹ dữ vậy kìa. 202 em luôn chốt cho Nguyễn Sinh à. Thêm chảo đẹp đi người ơi, ruột sạch sẽ lắm mọi người. Em này là 209 giùm em, mã là 209. Mã là 209. 42 cho trái tim mùa thu nè. Trái tim mùa thu cho em ngon số điện thoại đi ạ. Bên em là chuyển khoản đi hàng nha mọi người nha. Rồi bé lên con này. Con này là chảo sâu lòng size 24, sâu lòng là 8 có từ. 119. Trời ơi rẻ dữ vậy. 119 nha, đẹp không mọi người? Nói đồ si mọi người có tin không? Mã là 119 nha. Rồi em Ngân nói lại lần nữa mọi người, cho dù có mua hàng hay không mua hàng cũng được. Mọi người chỉ cần nhanh tay chia sẻ vào hội nhóm càng nhiều lần càng tốt mọi người. Đây. Đây là những quà tặng dành cho khách chia sẻ nhiều nhất, nhiều nhì, nhiều ba nha. Đây, mọi người em Ngân tặng rất là mạnh tay cho nên anh chị cứ thoải mái chia sẻ. Đây, một trong những quà tặng ha, tức là mình sẽ được chọn một trong những mình có thích cái nào thì mình tia trước đây ạ. Đây cái thố này đẹp lắm mọi người. Cái này chưng trái cây cũng đẹp, hay là để múc súp hay là xà lách đều đẹp mọi người. Xuất sắc luôn. Đây hay là thích mini thì có xô nhỏ nè. Có bình bông nè ha. Một trong những món quà, một cái đồ vắt cam nè. Đây một cái này, một cái cốc đông nè. Cái này hơi bị tiện luôn á nha. Đừng có đùa. Đây hai cái chảo mini đó. Mọi người thích cái gì thì chọn cái đấy ha mọi người ha. Chảo chống dính nhỏ mini. Hai chảo quà tặng không. Đây đây đây, quà tặng còn nè chị. 119 cho chị Hai Mai. 119 em Ngân xin chốt cho Hai Mai ạ. 119 cho Hai Mai. 209 cho chị Thủy Nguyễn. 209 của chị Thủy Nguyễn đó. Cái này có thể bằng bạc lắm nha mọi người. Em nhìn cái màu uy tín lắm nha. Hình như là bằng bạc đây. Về kiểm tra thử xem nha. Lên thêm chảo chống dính giùm em. Đây em lên con này 5 lít quý vị. Quá bự luôn á, 5 lít nha. Có từ 193. 193, mã là 193. 193 ngàn. Anh chia sẻ cho vợ có được không sếp? Chia sẻ lên hội nhóm anh nha. Anh hay dạy lắm rồi đó. Rồi bé lên con này. Ly cà phê. Ly cà phê này 50, mã 50 giùm em. Đưa rổ 49 giùm tôi coi. 193 của Nguyễn Sinh à. Đây em Ngân lên con này size 18 và sâu lòng là 9 nha. Bé này có vạch chia và bắt được từ luôn mấy chị, đẹp quá nè. Con này là 112, mã là 112 giùm em. 112.000. 50 chốt kìa bạn, 50 cho Hai Mai. 50 của Hai Mai. Đây lon cà phê em còn nhiều. Lon cà phê này là 35.000. 35. 112 của Hai Mai. Một bạn ngưng lại. Bé Liên check số điện thoại đi bé Liên ơi. Đây mọi người, gần 300 lượt chia sẻ rồi. Mọi người chia sẻ mạnh tay giùm em Ngân nha. Để có cần em nói ai nhất nhì không ạ? Gần 300 lượt chia sẻ. Cô Ngọc Anh vẫn nhất nha mọi người. Cô Ngọc Anh vẫn nhất nha. Mọi người cướp ngôi cô Ngọc Anh đi mọi người. Nhanh lên mọi người ơi. Chưa hết like là mình còn thay đổi tình huống được nha mọi người. Đây em Ngân lên con này. Có từ. Cái gì? Cái này nãy em kêu 35 rồi mà quên. Cái lon cà phê đúng không? Rồi em lên một con chảo chiên trứng à. 85.000, bé này size 22 nha mọi người. Quá rẻ, có từ luôn nè. Mã 85 giùm em. Mã là 85. Ui là trời, bà Dung còn vụ ăn con nít nữa bà Dung. Em lên cái bình 2 lít đây nè mọi người. Ruột cực sạch luôn nha. Đây mọi người coi, quá đã quá đa luôn. Wow, 250.000, mã là 250. Mã là 250. Lên chảo vuông nhỏ của Pháp có nha. 85 của Vinh Hạnh. 85 của Vinh Hạnh à. Rồi em Ngân lên thêm con này cho cả nhà yêu nè. Bé này là size 22 và sâu lòng là 10. Coi cái lòng nè mọi người, quá đã luôn. Cái nồi men đẹp cực kỳ, không tróc men nha. Rồi em nồi men này size 22 đó nha mọi người. Con này là 350, rẻ bèo, đẹp xuất sắc luôn. 350, không có gì để chê luôn nha mọi người. 350 giùm em con, mã là 350. Mã là 350, cái này là cái gì vậy? À, cái này đọc rồi nha quý vị. Ái chà, ngon à nghe. Bữa nay bữa chị nhất xong cũng tuột hà. Nay con chị nó nói con tự học bài. Mẹ lấy quà đi.
350 em chốt cho chị Thanh Huyền Nguyễn. Ucha đẹp quá mọi người. Cái gì dữ vậy ta? Cái bộ cơm á mọi người, cái bộ hộp cơm á. Ái chà đẹp quá nè. À đúng rồi, bộ hộp cơm nha. Còn có túi xách nữa, quá uy tín luôn nè trời. Xuất sắc quá vậy nè. Rồi, em lên nha mọi người ơi, nhanh tay lẹ chân quý vị ơi. Đẹp quá, chất quá. Rồi cái bộ hộp cơm này em Ngân bán cho cả nhà. Đẹp quá mọi người ơi. Bộ này thôi bán 400 vui vẻ đi, bán 400 vui vẻ. Ai? Chị Thanh Huyền Nguyễn cho em số điện thoại nha. Bên em là chuyển khoản đi hàng, đơn trên 1 triệu hỗ trợ 50% tiền ship ạ. Rồi 400 của thương nhân. Em này 51.000 quý vị, mã 51 giùm em. Mã 51 đấy mọi người, thấy em Ngân chơi đẹp không? Không không cần mua hàng, chỉ cần chia sẻ livestream là có quà thôi mọi người ơi. Chia sẻ càng nhiều càng tốt ạ. Nhất nhì ba là luôn có quà xịn. Rồi 39.000 mã 39 luôn quý vị, mã 39. Rồi đây em Ngân lên cho mình con này, 51 anh Phước Nguyễn à, khách mới á. Đây bé lên con này, con này là size 25 và sâu lòng là 7 nha mọi người. Hàng rổ này là của Nhật nha, ngon lành luôn. 49.000 một cái, anh chị nào mua từ 10 cái thì nó chỉ còn 45.000 thôi. Ai thích chốt 49 giùm em, 49. Anh Phước Nguyễn cho khách mới có số chưa bạn? Có rồi. Có rồi đúng không? Rồi 49 mã 49, nồi men 25 cao tầm 17 có nha. Nồi men có nhiều nha. Bạn support lấy nồi men giùm mình đi ạ. À. Quà tặng như vậy mà mọi người không lấy nữa thì thôi em biết nói gì nữa mọi người. Đây chảo pháp đẹp nha mọi người, lòng rất là đẹp, xài bếp ga giùm em. Con chảo pháp này là 100.000 ạ, 100.000 bếp ga nha quý vị. Mã 100 giùm em. Cái nào ga hay là từ em Ngân đều giới thiệu rõ ràng, mọi người lưu ý kỹ giùm em nha. Rồi em lên dặn giùm tôi cái mấy mẹ nặng quá. 100 em chốt cho Vinh Hạnh, 100 cho Vinh Hạnh. Có rổ đây à, 49 nha. Chị chia sẻ nhiều rồi nghe. Dạ thì cứ ai vô top là được thôi mọi người. Có cái phần mềm thống kê đây mà, cứ ai chia sẻ nhiều nhất nhì ba là được thôi, cứ yên tâm. Hai cái cho Nguyễn Sinh nè, hai cái cho Nguyễn Sinh. Đây nè cái nồi áp suất, để qua một cái em ra. Bình 39 chị được không? Nãy em kêu tên ai? Nồi men chị Mỹ Ngọc. Con này là size 23 và sâu lòng là 15. Đẹp dữ dằn luôn mọi người ơi. Men trứng cút nha. Rồi con này em Ngân cân cho cả nhà. 400 450, mã là 450, mã là 450 giùm em. Mã là 450, 49.000 một cái nha mấy chị hai của tôi ơi. 49.000 một cái rẻ bèo mọi người, mới tin mà, hàng này là hàng 100% mới mà. Mã 49 nha mọi người, mua 10 cái thì chỉ còn có 45.000 thôi, rẻ bèo như con mèo ạ. Đây, lên cái bình nửa lít màu hồng. 450. À 10 cái hả chị? Hay là cái nồi 450. Thanh Huyền Nguyễn 450. Rồi em này là 72.000 nửa lít nha quý vị ơi. Nó mới nè mọi người, coi cái lớp kim tuyến nè. Quá là xịn sò luôn. Kéo qua. À đây em Ngân lên chảo nha, lên quánh nha. Em có cái quánh chống dính size 16 và sâu lòng là 8. Mới tin luôn mọi người, coi cái ruột nè. Đẹp ghê không? 72 tiết mùa thu cho em số điện thoại đi ạ. Tiết mùa thu chứ không phải tiết mùa đông hả ta? Tiết mùa thu cho bé Ngân số điện thoại nha. Bên em là chuyển khoản đi hàng, đơn trên 1 triệu sẽ hỗ trợ mình 50% tiền ship, lộn. Rồi con này 100.000 ạ, 100.000 giùm em. Mã 100 ạ. Em trước kìa hả, lên nồi men thêm đi. Ai trước em chốt trước mọi người ơi, em đâu có ưu tiên ai mọi người. Rồi bé Ngân lên con nồi men cho quý vị nè. Con này là size 28 và sâu lòng là 14 nha. Có từ anh chị ơi. Rồi con nồi men này là 455 giùm em ạ. À. Bự nha mọi người, nồi này to. 455, mã là 455. 100 cho chị Lê Nguyệt, cho cô Lê Nguyệt ạ. 100 cho cô Lê Nguyệt. Đây bé Ngân lên con này, chiên trứng size 23, có từ luôn nha mấy cục vàng ơi. Đây. Rồi con này em Ngân cân là 122. 122 có từ ạ, mã là 122. Cái gì? Có nồi cơm hả? Không anh ơi, cái số tài khoản của em là 5509 nên em không dám bán nồi cơm. Nói chứ em không có bán đồ điện nha. Rồi bé này là 48.000, màu đỏ nhung nha mọi người, tầm 300ml, đẹp lắm. 48.000, mã 48 giùm em. Đây bé Ngân có 122 của Quyết Vũ, thêm nồi giùm em đi. Đây con này là ấm men nha mọi người, nó hơi rỉ xíu nha. Để em bán, tức là nó hơi bị xét lòng á, em bán rẻ lại. Rồi con này là 170, bán cho mọi người 140 thôi. 140 vui vẻ, 140 đã báo lỗi rồi nha Quỳnh ơi. 140 giùm em. Đây phát từ nè, hồi nãy cục vàng nào hỏi nè. Đã đời đó. Size 23 và sâu lòng là 7 nha.
em này là 180 ngàn, chảo pháp nhỏ có từ nè, 180 ngàn giùm em, mã là 180, mã là 180, 180 ngàn. Rồi mấy anh chị chia sẻ mạnh tay lên ngang để em coi ai nhất nhì rồi mọi người ơi, để coi coi ai nhất nhì rồi nè, gần 400 lượt chia sẻ rồi. À, cô Ngọc Anh vẫn đứng đầu mọi người, cô Ngọc Anh vẫn đứng đầu. 180 chị Hai Mai. 180 chị Hai Mai, quà như thế này mà mọi người không chia sẻ nữa thì em nói gì mọi người. Chia sẻ thôi, có mua hay không không quan trọng ạ. Đây, tặng giày mà mọi người không chia sẻ thì em buồn biết mấy luôn á mọi người ơi. Một trong những món quà nha mọi người nha, mình được quyền chọn ạ, mình được quyền chọn một trong những món này ha. Em lại lấy cái thốn này liền, Tết chinh trái cây là thôi rồi luôn mọi người ơi. Múc súp hay là làm gì cũng đẹp hết á. Ở đây mình có một cái xô nhỏ ha, và hai cái chảo nữa nè. Đó, chảo mini, cái này để tặng thôi không bán nha mọi người. Mấy anh chị nào mà có yêu thích mấy cái đồ cute thì chia sẻ mạnh tay giùm em nha. Lên nồi men size lớn rồi, ok. Có quánh không quay không con? Dạ có, quánh không quay lên đi chụp đây. Đây nồi men nữa nè mọi người, đâu mà nồi đẹp đẹp dữ dằn vậy nè. Dạ không để, cái này để tặng thôi, mọi người thích thì chia sẻ giùm em nha. Dung ơi hạ này xuống giùm em ơi, chọc quá. Đây bé lên con này là size 22 và sâu lòng là 12 nha mọi người ơi. Mới tin luôn ạ. À. Rồi cái này ngân con cho mình là 400 ạ, 400 ngàn con này. Mã là 400 giùm em, mã là 400. Cái cặp ly này nó có nguy cơ bằng bạc lắm nha mọi người. Nhìn cái màu có nguy cơ bằng bạc lắm nha, hên hên biết đâu bằng bạc mọi người, em tặng mà. Mọi người cứ chia sẻ thoải mái đi, đâu có mất gì đâu mà lo. Đây bé lên một cái nồi không quay đây nè cô Vinh Hạnh ơi, cô Vinh Hạnh. Con này là size 20 và sâu lòng là 10 nha, đẹp lắm. Rồi cái này bán cho mình 110 ạ, 110 cô Vinh Hạnh ơi. Mã là 110, mã là 110. Gần 500 lượt chia sẻ rồi cả nhà yêu ơi. Đây bé Ngân sẽ lên cho mình một con quánh Mỹ vui vẻ. 110 cho Vinh Hạnh, 110 cho Vinh Hạnh. Lên thêm đồ giùm mình đi ạ. Rồi con này, con này có từ nha quý vị, Mỹ đàng hoàng nha. Cái quánh Mỹ này là 285 ngàn, mã là 285, mã là 285. Em chào chị Vận Chiến nha, mã là 285. Nồi men lớn hồi nãy cục vàng nào hỏi em nè, đây em lên luôn. Nồi men lớn luộc gà size 28 và sâu lòng là 12 đó, luộc được đủ chưa chị? Đây nó như vậy ha, nó có xước nhẹ đây, đốm ở trong lòng thì ok hết ha. Rồi con này em ngân cân cho cả nhà là 285 chút rồi bạn ơi. 285. Em này là 469 ngàn, 469 nha, mã là 469. Tính ra rẻ mọi người, nồi men to mà 469 lòng ok luôn, mã là 469 giùm bé. Đây còn không thì mình lấy nồi chống dính cũng được. Em có con nồi chống dính quá mướt luôn nè mọi người, cái ruột như chưa xài luôn đẹp lắm. Size 23 và sâu lòng là 25. Con này đẹp nhất nói luôn quý vị ơi. Con này em ngân cân cho cả nhà là 350 vui vẻ, đẹp lắm. Mã là 350, chống dính và có từ luôn nha. Mã là 350 giùm em ngân, 350 ngàn, mã là 350. Rồi với Ngân sẽ lên cho mình thêm một cái bình nước nè, một cái bình nước ha. Em này nửa lít thôi mọi người, 57 ngàn, mã 57 giùm em, mã là 57. 350 cho chị Nguyễn Thúy ạ, 350 cho chị Nguyễn Thúy. Rồi cho em thêm đồ đi anh chị ơi. Con này là size 18 và sâu lòng là 8 nha. Đây bé lên con này 57 của tuyết mùa thu, 57 tuyết mùa thu. Rồi con này em ngân cân cho cả nhà là 75 ngàn, xài bếp ga giùm em, 75 ngàn. Mọi người thích bình hả? Đây em ngân lên bình cho. Bình của em bao nhiệt, 45 ngàn, mã 45. Anh chị cứ yên tâm, em test nhiệt từng cái cho anh chị hết nha. Cái này của Pháp mình sao quý vị? Cái này là size 22 và sâu lòng là 10 nha. Cho mọi người check nè, xuất sắc chưa? Bếp ga nha, 120 ngàn, quá bèo, 120 ngàn, mã là 120. 45 cho Bình Vũ, có số chưa bạn? Bình Vũ cho em số điện thoại đi, bên em là chuyển khoản đi hàng, đơn trên 1 triệu hỗ trợ 50% tiền ship, có chốc nhẹ thôi, còn lại ok hết nha mọi người. Rồi con này là 375, rẻ bèo, size 23 nha mọi người ơi, sâu lòng là 8. Đẹp lắm mọi người, quan trọng là ở trong nó ok, chỉ chắc ngoài xíu là một lỗ chút xíu. 120 cho chị Vinh Hạnh. 120 của Vinh Hạnh, 120 của Vinh Hạnh. Ủ cơm, còn ủ cơm cho xin ủ cơm đi bạn ơi. Đây với Ngân lên con này, bình Caro nha mọi người, hai khóa, nửa lít, 53 ngàn giùm em ạ. Mã là 53, mã 53. Chị khách cũ, dạ rồi ok, sorry nha, nhiều khách của em không nhớ hết được. Đây với Ngân lên thêm cho mình con này, xịn sò chưa, nồi nhôm vàng đi anh chị ơi. Con này là 254, mã là 254 giùm em, 2 lít nha, mã là 254. 253 cho Phước Nguyễn.
53 em chốt cho anh Phước Nguyễn ạ. 53 cho anh Phước Nguyễn. Rồi biết không, lên cho mình con này lấp lánh luôn mọi người ơi. Bé này là 53 mã 53 giùm em, mã 53. Cái gì? Lên nồi nhỏ, còn nồi nhỏ nào bán không Trực ơi? Ở trên còn nồi nhỏ bán kìa. Cái này làm quà tặng. À em chào mấy anh chị mới vô nha. Mọi người có mua đồ hay không mua đồ cũng được mọi người. Chỉ cần nhanh tay chia sẻ thiệt là nhiều lượt vào hội nhóm giùm em ngon nha. Càng nhiều càng tốt, ai cũng có cơ hội ngang nhau, mọi người có mua đồ hay không cũng được ạ. Càng nhiều thì sẽ có cơ hội nhận quà càng cao nha. Em có một cái nồi nè, một cái bình bông nè, bộ ly nè mọi người, ly rất đẹp nha. Rồi hay là cái cốc rót đó, rất là nhiều sự lựa chọn cho khách được nhận quà nha. Cho nên mọi người bỏ công một xíu ngồi chia sẻ bài là cái tỷ lệ nhận được quà rất cao nha mọi người nha. Đây, mọi người có mua hay không cũng được, chỉ cần chia sẻ là được. Lên ủ cơm, ok. À, quan trọng cái này nè, cái đồ dắt cam mọi người, nó đẹp xỉu luôn, nhìn quá là sang luôn á mọi người, ngon lành cành đào. Rồi ok, tiếp tục đi bạn ơi. Tào lao, có cái nào khác? À, có ba cốc men lam xanh để cúng không? À, em không có bán gốm lẻ nha, em bán đồ inox thôi. Rồi bé này nửa lít 56.000, có cảng đá luôn nha mọi người, mã 56 giùm em. 56.000 à, 56.000. Bán giao lưu vui vẻ với mọi người, cái đồ gia dụng thôi chứ em không có bán gốm, gốm em bán tấn nha mọi người. Rồi con này là 69 full inox nửa lít luôn. Mấy cái bình inox này em tuyển chọn nè mọi người coi, rất là đẹp, càng rửa càng bóng nha mọi người nha. Mấy cái đồ này xài hoài được hoài luôn. Đấy, xịn chưa? Mã 5, mã mấy? 59 mà. 69 hả? À 69, mã 69 giùm em nha. 69 cho bình Vũ nè, 56 cho anh Phước, 56 cho anh Phước. Đây, đồ men nè mọi người. Cái này là cánh hoa sakura nha mọi người. Đó, đẹp chưa? Con này là size 18 và sâu lòng là 9 à. Em này là 180.000, còn gì rẻ hơn nữa mọi người. Quá xịn luôn nè. 180, mã là 180 giùm em, ok. Mã là 180 nha baby ơi. Đây có một cái con nồi men nhỏ mọi người. Cái lòng rất là ok nha, nó có bị chốc đít một xíu, em giảm tiền cho mình ạ. 180 Nguyễn Ivy. Rồi con này 140.000, thôi tính 100 vui vẻ, 100 vui vẻ, nó hơi chốc tóc xíu nè. Bán rẻ thôi. Cái ruột ok nha mọi người. Quan trọng là cái ruột và cái vỏ thì nó có va vấp, nó có bị này bị kia thiệt. Rồi lên con bình nè. Em bình em ngân cân cho mình là 62.000, mã 62, 100 cho Nguyễn Phan, ghi là đã giảm giá rồi, ghi là đã giảm giá giùm mình nha. Rồi em lên cái quánh inox nè. Đây cả nhà. Con này là size 18 và sâu lòng là 8 nha. Bé này em ngân cân cho mình là 158. Có từ luôn. 158 giùm em, men đun từ bình thường nha mọi người nha. Men nào cũng xài từ được hết á. 158, hello Rin bé nha, xin chào. Đây với Ngân lên cái hộp cơm Zoji Rusi nè. Có hộp đũa sẵn rồi nè, để em coi cái ruột nó như thế nào. Còn quan trọng là mấy ngăn thôi mọi người. 1, 2, rồi 3 ngăn, 420.000 giùm em ạ. 420.000, 3 ngăn còn có hộp đũa nữa. Mã là 420 giùm em. Mã là 420 ạ. 420 em chốt cho anh Trung ạ. 420 cho anh Trung. Rồi với Ngân lên một cái con nồi nhôm. Em này lòng chống dính size 22 và sâu lòng là 13. Mọi người coi cái lòng nè, đẹp lắm luôn. 420 có chủ rồi, cho mình xem nồi men, lấy nồi men thêm giùm em đi. Rồi con này là 337 nha mọi người, bao ruột đẹp luôn, có vạch chia nước nữa. 337, mã là 337. Để em đến kê sơ cái vụ chia sẻ coi được mấy lượt rồi nha. Đã coi được mấy lượt chia sẻ rồi, gần 500 lượt chia sẻ mọi người. Cô Ngọc Anh vẫn đứng nhất mọi người. Sống ai xoắn ngôi cô Ngọc Anh vậy? Cô Ngọc Anh vẫn đứng nhất luôn nha. 337 của An Nguyễn Thanh, cho em số điện thoại đi. Bên em là chuyển khoản đi hàng, đơn trên 1 triệu sao hỗ trợ mình 50% tiền ship. Rồi bé này 50, mã 50 ạ. Mã 50 cả nhà yêu, 50.000. Mã 50. Đây nồi men con vịt dễ thương quá nè. Trời trời, cưng nghe không? Ngon lành. Em này là size, em này là size 25 và sâu lòng là 10 nha. Nó có bị đầy xíu nhưng mà cái lòng ok nha mọi người, dưới đít ai đâu thấy. Rồi con này đâu coi. Trời ơi, con này có 320 à mọi người ơi. Mã là 320 giùm em. Mã là 320. Ủ cơm 4 ngăn em chưa có thấy Hạnh ơi, em chỉ mới thấy ủ cơm 3 ngăn thôi. Rồi mấy con lên nắm 1 lít cho mình nè. Con này là full inox luôn nha. Bếp ga à, có lưới lọc 95.000, rẻ bèo à mọi người. 95.000. Cái này là đồ Nhật giá Việt Nam quý vị ơi, rẻ quá. 95.000, mã 95 giùm em. Mã 95. Rồi em ngon lên con bi cúc nè, đây đây. Anh chị nào có cái nồi ủ cần sửa ruột lấy cái này đi mọi người.
Em có cái ruột nồi ủ nè. Rồi con này là 70, mã 70 nha. Hiệu Bi Cúc bọc tốt luôn, nửa lít. Mã 70. Đó. An Nguyễn Thanh có thể nhắn tin cho em trước được không? An Nguyễn Thanh nhắn tin cho em trước đi ạ. Nồi men cái nọc, đúng rồi, nồi men cái nọc nấu từ được nha baby. Cái ruột nồi ủ mọi người ơi, size 18 và sâu lòng là 6 nha, hai đáy luôn nè. Nấu như bình thường cũng được thôi. 95 cho Nguyễn Ivy ạ, 70 cho mùa thu. Mấy bạn check số điện thoại hết chưa? Nói nãy giờ. Rồi con này là trời ơi có 270 mấy ngàn, 277 đâu quý vị. 277 giùm em. Ai có cái ruột nồi hư tầng 2 thì lấy đi. Mã là 277. Lên cái này, nồi nhôm vàng nhỏ với ạ. À, cái nồi nhôm vàng nó để làm quà tặng thôi ạ. Quà tặng của like trước rồi. 277 của Bùi Ngọc Hân. Rồi em ngon lên con này, xịn sò. Quay xếp lại được luôn, có dây đeo luôn nha mọi người. Con này là 283. 283 giùm em, mã là 283. Cái ruột nồi nó mua về để dành để thay thế cũng rẻ nữa mọi người. Cái nồi ủ mấy triệu, cái ruột 200 mấy. À 95 có chủ rồi baby ơi, lên thêm đồ bình inox xịn giùm em, cái lô tuyển chọn đâu. Đây, lô inox bên em là bao mọi người thích luôn, đẹp lắm. Rồi, con này là 104, bao nhiệt trên từng cây số nha mọi người. Bình nào cũng test nhiệt hết, mọi người cứ yên tâm. Rồi, con này là 1 lít nha. Cái kia gần 2 lít anh Duy Hiển ơi. 283 chốt kìa. 283 của Mai Xuân ạ. Đây mọi người, bình inox rất là đẹp, mọi người cứ yên tâm. Anh Trung Nguyễn 104 cho em số điện thoại đi ạ. Anh Trung khác rồi đó, khác nữa rồi đó. Ghi số 2 đi để lộn á. Rồi con này là 93.000, mã 93 giùm em. Mã 93 nè quý vị. Mấy cái bình tuyển chọn đâu bán đi bạn ơi. Mã 93. Kìa quá trời bình đẹp ở dưới kìa, để dành hay gì á. Đây là gì mọi người nhìn biết rồi đó. Pháp mọi người, mới tin chưa xài. Cái này em bán cái nha. Rồi 95 chốt bạn ơi. Rồi hả? 95 có chủ rồi hả? Có chủ rồi. Hay là cái bình nước? Bình nước là 93. Ok. Rồi con này là trời có 190.000 rồi quý vị. 190 giùm em. Mã là 190. Có nồi lẩu nha Hiền ơi, cho mình mấy cái nồi lẩu cù lao cù ơi rồi đi. Cho cái nồi lẩu trước đã. Lên hai cái thố men viết pro quá nè mọi người. Trời ơi đẹp dữ, xịn sò. Cái nhỏ thì nó hơi tróc tróc xíu nha mọi người. Rồi, trong ruột ok là được mọi người ơi. Rồi hai con này 190 chốt kìa. Cho chị Hai Mai. Rồi con này là 140.000 hai đứa mọi người, rất là đẹp nha. 140.000 ruột ok. Chỉ có cái đít giống như người ta để thôi, còn cái thân là bình thường nè. Rồi 190 giùm em. Mã là 190. Bình 140 em nói nhầm 140. Quý Mão 61.000, mã 61 full đen luôn nè. Con này nửa lít nha mấy anh trai, mới tin luôn nè. Đây cho mọi người coi cận luôn nè. Hiệu Themos đẹp xuất sắc. Đây em có nồi lẩu nè, nãy con rúa nào mới hỏi em nồi lẩu đó. Đây biết ơn lên nồi lẩu cho cả nhà nha. Có từ đàng hoàng. À, con này là 161.000, mã là 161. Mã là 161. Giọng đòi nợ nghe sao nhẹ nhàng quá vậy hả? 61 em chốt cho anh Phước Nguyễn. Cái này là chưa vô chuyên môn thôi. Tới một chút nữa bả đòi nợ đi rồi biết. Rồi con này là 48. Trời full đỏ luôn anh chị. 48 màu đỏ rất đẹp. Zoji Rusi. Mã 48 gì ạ? Từ từ. Từ từ nôn cái gì? 161 là gì? Nồi lẩu Quỳnh Chi. 61 của anh Phước Nguyễn. Rồi bé này 62.000. Sao mấy cái hàng 6 nó đẹp dữ vậy mọi người. 62.000 giùm em. Mã 62. Không kịp thì la lên nha. 48 có chủ chưa? Chưa. Anh nhìn tránh, anh nhìn tránh cho em số điện thoại đi ạ. Tên khó đọc quá vậy. À, 140 có chủ chưa bạn? 140 có chủ chưa? 140 có chủ chưa? Có rồi nha, không được nha. Đây lên cái nồi lẩu khác mọi người. Đây Ngân lên con này có từ đàng hoàng nha. Bé này là cho em mấy cái ly tặng quà trong like vui vẻ đi. 140.000, quá đẹp. 140.000 ạ. Đây cái lẩu, mã là 140 giùm em. Mã là 140. Bây giờ mình tặng quà trong like vui vẻ nha mọi người. Em này size 27 và sâu lòng là 7 nè, có từ luôn. 140 của Nguyễn Phan ạ. 140 cái nồi lẩu á. Rồi em này là 165. 165 mã là 165. 190 anh chốt được không? Chảo không quay. Không được rồi anh ơi, không được rồi. À đây em ngon tặng mọi người mấy cái ly uống nước nha. Chốt giùm em mã gì ạ? À? Mã gì ạ? À? 165 cho Trung Nguyễn ạ. À. Quà tặng là mã gì mọi người ơi? Quà tặng của em ngon là mã gì ạ? À? Rồi qua nè. Ôi hai cái này dễ thương ỉa, quá đẹp luôn nè. Rồi ngon cu te tặng cho cô Ngọc Anh, tặng cho anh Trung ạ. À. 165 chốt chưa bạn? 165 chốt rồi ạ. À. Rồi ok phải không?
Trời ơi, tặng cái gì mà tặng, mã tặng ở bên em là ngân cute mọi người ơi. Rồi con này là 44, mã 44 giùm em, Josie Lucy, mã 44 nè. Ngân điệu đà hả, có điệu mấy đâu, bình thường. Rồi bé lên con này 55.000 quý vị, mã là 55, mã là 55 giùm em, 55.000. Đây bình tiễn chọn 44 của Quỳnh Gia Bảo, đây mọi người xem, xuất sắc luôn. 1 lít nha quý vị. Em này bán cho cả nhà là 71.000, mã 71 giùm em. Mã 71, mấy cái nồi 130, còn mấy cái đem bán hết đi. Quỳnh đua xe. Và Vân cứ tè, trời đất ơi, Vân cứ tè con Vân nào vậy? 71 anh Trung. Em này size 18 và sâu lòng là 8, có từ quý vị ơi. Con này là 105.000, mã là 105, 105. Liệu hôm nay có giao thép không em? Có quý vị. Có. Có nha. Trời coi thường tôi hay gì? 71 chốt rồi, lên thêm bình inox đi. Con này nồi nhôm vàng mới chưa xài, size 23 và sâu lòng là 10 nha. Rồi cái này 130.000 giùm em, mới tin nè, 130.000, mã là 130. Mã là 130, ông Trung không trả bài kìa. Trời cái bình này nó mới mọi người. 105 cho chị Hai Mai. 105 cho chị Hai Mai, nó mới tới cái độ mà trên này nó còn cái tem hướng dẫn luôn nè. 105 cho ai? Hai Mai. Rồi con này 78, mã 78 à. Ok, em anh đợi em mãi. Rồi xin lỗi đi, tí có nồi nhôm vàng lên rồi ok. 35.000 giùm em mọi người ơi, quá xinh. 78 cho anh Trung, 78 cho anh Trung ạ. Rồi lên con này 1 lít Kira có dây đeo luôn nè, mấy cục vàng. Rồi con này em ngân cân cho mình là 125, 125, mã là 125. 79 có chủ chưa? À 78 chứ không phải 79, 125 Xuân Mai. 125 của Xuân Mai, Mai Xuân ấy. Đây cái bình này trời ơi 1 lít nữa nè mọi người. Bình tuyển chọn nha. Con này là 104, rất là đẹp, 104. Mãi ngắm gái over hết nên thay bên mình. Rồi em ngân lên thêm con này nha. Đây bé này là 68.000, mã 68 giùm em. 68 có cản đá luôn. 104 của anh Phong Lê, cho em số điện thoại đi, bên em là chuyển khoản đi hàng, đơn trên 1 triệu sẽ hỗ trợ mấy anh chị 50% tiền ship nha. Rồi con này là 93, mã 93, mã 93. Ca nhôm trước mặt hả? Trời ơi, 68 cho Bích Vũ à. 68 Bích Vũ. Đây cả nhà yêu sẵn đang đông, em giới thiệu lại lần nữa nha. Tất cả những món sau đây đều là quà tặng cho khách nào có lượt chia sẻ nhiều nhất, nhiều nhì và nhiều ba. Một chút cuối livestream là em công bố luôn cái đồ vắt cam mọi người. Nhìn luxury thật sự luôn á. Đây. Dạ em cảm ơn Việt Anh. Chảo nha mọi người, chảo mini để tặng thôi mọi người, chứ cũng không thích bán gì mấy đâu. Bình bông nè. Đó mọi người chỉ cần chia sẻ càng nhiều càng tốt. Một chút em sẽ công bố nha. Càng nhiều là cái lượt, cái khả năng nhận được quà tặng càng cao mọi người. Hai cái chén nè, đẹp lắm. Rồi một cái nồi men, mọi người thấy sao ạ? Một cái nồi men, quan trọng là cái này là mọi người nhức nách. Cái này mà Tết mà trưng đồ là thôi rồi luôn mọi người ơi, đẹp lắm luôn. 93 của dạ, cảm ơn anh Việt Anh. Đây cả nhà, hai cái ly nữa nè. Mọi người có mua hay không cũng được, mọi người không sao hết. Mọi người chỉ cần chia sẻ, chia sẻ là nhận quà, càng nhiều càng tốt mọi người ơi. Có mua hay không cũng được. Cái này là cái xô nè, dễ thương lắm. Cái này để cắm hoa, để bàn ăn, dễ thương lắm nha. Đó mọi người thấy em ngon uy tín nha mọi người không? Nói tặng là tặng, có mua hay không cũng được mọi người, không quan trọng. Đây bé lên cái thố bằng men nha mọi người. Em thố men này là size 25 và sâu lòng là 13. 123.000, 123, mã là 123. Em cảm ơn Việt Anh nha. Em cảm ơn Việt Anh nha. Đây cái này là cái nồi thép mọi người, nồi thép chiên ngập dầu ấy, mới chưa xài luôn. 123 chốt cho Nguyên Phan, 123 cho Nguyên Phan. Rồi bé lên con này là nó mới tinh chưa xài, bằng thép nha mấy bà ơi. Con này là lên nồi men trời ơi, size 23, sâu lòng là 9, đẹp xuất sắc luôn. Rồi có 340 rồi mọi người, 340 mới luôn nè. Ở trên này nó có một cái ghế này đố mọi người làm gì ghét cái đồ ăn lên á. Rồi ok ha, 340, 340. Anh chia sẻ một lần cho vợ rồi có được tặng không? Một chút chị tặng mình riêng anh nha. Có bình giữ nhiệt 1 lít đẹp không? Có, lên bình thêm giùm em đi. 340 em chốt cho chị Mến ạ. À. Đây con này, đó cho có tương tác rồi đó anh Cường Thanh. Cái này size 24 và sâu lòng là 7 nha. Có bông, có truyện đàng hoàng mọi người, bằng thẹ bằng gan. Em này là 489 giùm em ạ. À.
có chuyện đàng hoàng nha, hơi bị ngầu luôn. Mã là 489. Có cái chị đó chị mua rồi chị không biết xài mọi người. Đồ gang thép mà chị cứ điện kêu sao mà nó bị sét, sao mà nó bị rỉ. Rồi cho chị trả lại đi, trời ơi nó lằn nhằn. Gang thép là cái nào cũng rỉ sét, mọi người biết xài hả mua nha mọi người nha. Rồi con này size 20, sâu lòng là 6, có từ nè. Bé này là 107 chiên trứng quý vị, 107 giùm em à. 489 của cô Thủy. Đây men nè, nãy ai hỏi em nè, men có men luôn. Con này là size 25 và sâu lòng là 10. Đây quý vị ơi, nó có bị trầy nhẹ thôi, cái lòng là không lo, rất đẹp. 107 của chị Song Nhi. Song Nhi có số chưa? Rồi con này là 329 ngàn, rẻ bèo. 329 nha mọi người, coi cái lòng nè, 10 điểm. Mã là 329 nha. Em cứ lên giao rỉ anh húp hết. Rồi lên giao rỉ cho anh đi, hẹn nãy giờ. Lên đi để anh đợi. Ok em lên liền luôn này Đăng Nguyên ơi. Dạ anh lấy hết cho em cân lượt luôn đi. 53.000 mã 53. Có cản đá nha quý vị. Mấy cái đồ inox của em là tuyển chọn hết, mọi người thích lắm. 53.000 mã 53. Con này 1 lít màu hồng mọi người. Màu hồng. Em này là 78, mã 78 giùm em. Mã 78 329 em chốt cho Trần Kim Tuyến ạ. À. Rồi, khách cũ mới. Cho em số điện thoại nha mọi người ơi, 53 của chị Phượng Chiến chưa? 53 chị Phượng Chiến nè. Chị Trần Kim Tuyến có số chưa bạn? Kịp chưa? Chị Lê Trang sao bị cảnh báo nữa rồi kìa. Không, chị xả lần đó rồi, chị chỉ năng thử cho chị mua rồi. Xả một lần hả? Mọi người ơi, mọi người có mua hàng thì chắc chắn giùm em nha, chứ bên em xả đơn rồi là không bán lại á. Đây, bán ế chứ cũng chảnh lắm mọi người. 30 mã 30. Mã 30 à, chị Kim Tuyến cho rồi đó. Bên em là chuyển khoản đi hàng nha mấy cục vàng ơi. Ai mà đồng ý với phương thức thanh toán này thì ủng hộ với Ngân nha. Hồi sáng em mới xả hàng đơn, mua quá trời mua xong kêu chị không biết chuyển khoản, chị không đi ra đường, chị không có tài khoản gì tùm lum tà la hết trơn. Em trầm cảm với mấy ca đó luôn em. Mọi người thấy trên live với Ngân nói tới nói lui là bên em là chuyển khoản đi hàng, mọi người thấy được thì hãy ủng hộ em nha. Rồi 78 mã 78. Mà cái chuyện chuyển khoản nó đâu có khó đâu mọi người, mình chỉ cần ra Thế Giới Di Động nè, điện máy xanh, Bách Hóa xanh nè, bây giờ người ta chuyển khoản hộ giùm mình quá trời luôn, tiệm vàng cũng có luôn, đâu có gì đâu khó. Bán cho chị được không bé ơi, năn nỉ luôn. Rồi mọi người mua đàng hoàng thì em bán thôi, có gì đâu. Tại em giận cái là tiết công sức của anh chị em, mọi người biết một cái like là 5-6 người phụ chứ đâu phải là một mình em làm được đâu. Mà mình nói xuống like mình nói xả một tiếng là xả em buồn lắm luôn á. Bữa nào em ai xả là em đi nhậu à. 80 mã 80. Mã 80 hôm nay không có hàng ở trên để đập á, có hàng ở trên thì bị mất cái mặt. Rồi vô nè huynh đệ ơi, vô 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 nè, sẵn sàng chiến đấu nè, thép nha, giao thép nha, giao thép mà nó rỉ gì đừng hỏi sao nó rỉ nha mấy cha. Rồi 80 cho Vinh Hạnh. Rồi con này 121.000, 121, 80 của Vinh Hạnh rồi. Rồi đứa này là 240, tập trung nha. Này bé ngon đẹp nha, em cảm ơn anh Thành nha anh Thành. Rồi con này là 211, tập trung này dân chơi ơi. 211 lên một lần không quay lại nha mọi người nha. 145 giùm em. 240 Đặng Nguyên à, 240 Đặng Nguyên. Hôm nay dễ thương quá, bảo sao gấp 3 lần like. Em cảm ơn anh Việt Anh nha. 234 à, 234, mã là 234. 145 của Đặng Nguyên. Rồi em này 100.000 à, 100.000 mấy dân chơi của em xem nhanh nha. Kéo à, 234 Đinh Trường. Con này là 120 giùm em. 234 của Đinh Trường. Wow, có hai con này đẹp quá nè, xỉn nhớ. Rồi đứa này là 50, còn đứa này là 51 đi ạ. À, 50 và 51 đi bạn. 50 và này là 51 đi. À, 100 em chốt cho thuốc dụng cụ ạ. À, thuốc dụng cụ cho em số điện thoại nha. Bên em là chuyển khoản đi hàng, có chưa? Rồi em này 76.000 quý vị, mã 76 nha. À, 50, 51 của Trung Nguyễn, 51 Trung Nguyễn. 50 của Trần Nhi. Rồi con này quá đẹp luôn. 54 giùm em. Kịp chưa? Kịp không? Đưa đây tôi bấm là đưa cái máy ra đây. Đưa cái máy ra đây tôi. Nhưng mà kịp không? Kịp không? Rồi 54 nè, 54 nè. 54 của ai? 76 của ai? Đặng Nguyên. 76 Đặng Nguyên chưa? Rồi con này là 220.000, mã là 220. Mã là 220, 54 Nguyễn Hương. 54 Nguyễn Hương không kịp la lên nha. Rồi 166 giùm em nha mấy cục vàng ơi. Mã là 166. Anh Chí Lê đổi avatar nhìn lão vậy.
220, mã là 220, mã là 220 giùm em. Đó, mấy dân chơi tập trung vô nha, qua một lượt coi á. Rồi, con này là 219 á, 219, mã là 219. Chậm anh xem chữ hả? Rồi, ok, 219 giùm em. 220 Đặng Nguyên, 220 Đặng Nguyên, giao hãng nào thua chị ơi? 130, mã là 130. Em bán dao rất là dốt, mấy anh mà có xăng dao xịn vô mua của em là lời. Em chỉ cân cái thôi mọi người ơi. 119 Đặng Nguyên, 220 Đặng Nguyên chưa? 103 mọi người, 103, mã là 103. Bây giờ cái đồ lông đao nó có dơ vô tay em cũng cân ký mọi người, chịu luôn á. 130 cho anh Cường Thanh chưa? 130 anh Cường Thanh. Kịp chưa? Quá nhanh quá nguy hiểm hả? Chị đổi hai ba ta đẹp, ai cũng đẹp đó, có em xấu. 103 cho chị Đài Cang. 225. 225 quý vị tập trung quý vị ơi. 225 nè. Còn nhiều dao thép không vậy? 220, 130 cho Đinh Trường bạn ơi. Có là một nào 130 không? Có chút rồi. Đinh Trường, rồi ok. Tập trung. Nãy mới nói nhiêu qua rồi. 220 quý vị, 220 nha. Rồi tới con này là 100 ngàn giùm em, mã 100. 220 Đặng Nguyên. À, cái trắng ngay chỗ cái tay em là cái gì vậy? Là quà tặng nha chị, là cốc đông nè, để tặng cho khách có lượt chia sẻ nhiều nhất nhì, một đống quà luôn nè. Thích cái nào chọn cái đó. Nay có chén sứ không em? Có sứ pháp, em có mà. Chén tròn không có nha. 139, 139 giùm em. Mã là 139 nè, 139 ngàn. Con này bự nha quý vị ơi. 260, mã là 260 giùm em. Mã là 260. Rồi đứa này nó có 63 ngàn nha quý vị. Mã 63 giùm em. Mã là 63. Em ơi có xô đá, có nồi đá size to không? Nồi đá là gì không có? Nồi vân đá hả? Coi có không? 250 Đặng Nguyên. 250 hay 260? Rồi hai mã luôn. Rồi con này 108, 108 giùm em quý vị. Mã là 108, 63 đáp Nguyễn Văn. Rồi em này là 81 ngàn, mã 81 giùm em. Mã 81 quý vị, kéo qua đi. Rồi đứa này 81 luôn, hai cái 81 luôn à. Hai cái 81. 108 Diễm Hương, kịp chưa? 63 có chưa? In cái bill ra đi chút kiếm, kịp chưa? 108 Hương Diễm, cho em số điện thoại đi ạ. Rồi bên cái này 162 ngàn, 162 cho số điện thoại đi ạ. Bên em là chuyển khoản rồi mới đi hàng nha. 166, chậm như vậy mà còn chậm nữa hả? 166, 81 anh Trí Lê. 81 anh Trí Lê. Rồi đứa này là 90 nha quý vị ơi. Mã 90 giùm em. 162 cho Đặng Nguyên. 162 Đặng Nguyên. Con này là 112, 112. Mã là 112 giùm em. 112 ngàn. Rồi đứa này là 58, mã 58. Mã 58 giùm em. Chậm lắm rồi đó mọi người. 162 Đặng Nguyên nè, 90 đáp Nguyễn Văn, kịp không? Rồi đứa này là 54, mã 54 giùm em. Mã 54. 112 tước dụng cụ. 112 tước dụng cụ. 109, 109, 109, 109. À, 58 Vinh Hạnh, 54 Nguyễn Hương, kịp không? Nguyễn Hương có số chưa bạn? Khách mới bao nhiêu tiền đi đơn, bao nhiêu cũng đi hết anh, nhưng mà chuyển khoản thì đi hàng ạ. À. 112 cho đáp Nguyễn Văn chưa? Nguyễn Hương cho em số điện thoại đi ạ. À. Rồi 112 cho đáp Nguyễn Văn, 109 cho anh Đặng Nguyên. Rồi đứa này 180 ngàn, mã là 180. Mã là 180, 180 ngàn nha mấy anh trai ơi, ok chưa? Bên em là chuyển khoản đi hàng, bao nhiêu cũng chơi cũng đi hết á mọi người. Chuyển khoản thì đi thôi à. Rồi, ok, được bao nhiêu lượt chia sẻ rồi. Em không coi coi, mọi người chia sẻ mạnh tay lên, quà nhiều quá, ngọt quá mọi người ơi, gần 700 lượt chia sẻ. Đây em ngon show cho mọi người coi quà tặng lại lần nữa nha. Em chào mấy anh chị mới vô, mấy anh chị có mua hay không mua cũng được ạ. À. Nhưng mà tất cả đây là quà tặng cho khách có chia sẻ bài, không liên quan gì tới mua hay không mua nha mọi người nha. Chỉ cần chia sẻ càng nhiều càng tốt, vào hội nhóm mọi người nha. Vào hội nhóm thì đây là một trong những món quà. Đây mọi người, một trong những món quà mình có thể được chọn nha. Đây, chảo mini size nè, hai cái ly đẹp nè. Ai chảo mini nữa nha, thích cái gì chọn cái đó. Một cái nồi men đẹp mọi người, một cái nồi men. Và đây là một cái thố rất là đẹp nha mọi người nha. Để trái cây hay là súp hay là xà lách đều đẹp ạ. À. Xô đá và một cái bình hoa. Lâu gặp. Bé Ngân đẹp quá hả? Rồi em cảm ơn mọi người nha. Mọi người nhớ chia sẻ bài giùm em để nhận quà nha mọi người nha.
Rồi con này, con này lên lên bình nước xíu đi ạ, lên bình nước xíu đi mọi người ơi. Con này là 42, mã 42. Con dâu mẹ ơi, cho dâu mẹ ơi. Bé này mới luôn mọi người, lòng rất là đẹp, xài bếp ga giùm em nha. Con này là 100.000, rất đẹp, 100.000. Không mua cũng được tặng sao VIP vậy cưng. À, chia sẻ càng nhiều càng có tỷ, còn càng được tặng cao mọi người. Tỷ lệ được tặng quà càng cao. Hai cái chảo mini không bán, làm quà tặng thôi mọi người ơi, làm quà tặng thôi. 42 cho chị Nguyễn Hà kìa. 100 chốt cho anh Trung Nguyễn Minh, cho em số điện thoại đi ạ. Bên em là chuyển khoản đi hàng, đơn trên 1 triệu hỗ trợ 50% tiền ship nha mọi người nha. Đây bé lên con này, 42 chút chưa bạn? Nguyễn Hà. Nguyễn Hà rồi, ok. Con này em Ngân bán cho cả nhà là 200 một cái nha. Cái này để vô lò nướng á mọi người, bằng men đẹp lắm. 200.000 một cái, em có hai cái thôi. 200.000 một cái ạ. Ấm sứ trắng có, sếp ơi, ấm có, men có nha. Hai chảo mini có bán không? Để tặng thôi ạ. Để tặng thôi mọi người, dao thép còn không mẹ ơi? Mọi người chia sẻ nhiều lên mọi người, càng nhiều lượt chia sẻ thì sẽ càng có tỷ lệ được tặng quà cao nha. Đây, ở như đây là cô Ngọc Anh đang đứng đầu mọi người. Cô Ngọc Anh đang đứng đầu mọi người, chia sẻ vào hội nhóm đi ạ. Cô Ngọc Anh đứng đầu gần 700 lượt chia sẻ nha. Võ Quang Thành thứ hai nè, Trịnh Quỳnh thứ ba nè, Ngọc Hân thứ tư nè. Đó mọi người chia sẻ mạnh tay lên mọi người ơi. Chia sẻ là lụm quà thôi còn ngại gì nữa mọi người. Đâu có phải mua đâu à, đúng không? Ai thích thì mua, không thích thì mua mọi người. 36, mã 36, đẹp lắm nè, mã 36. Lên dao, cho thêm dao giùm em đi. Đây, cái ấm men trắng nè, người nào hỏi em. Đẹp thôi rồi, lượm ơi luôn nè. Con này tầm 2 lít nha. Mình Trung Nguyễn có số rồi nhé. Minh Trung Nguyễn có số chưa bạn? Rồi, 192.000, rất là đẹp. 192 giùm em, mã là 192. Mã là 192 giùm em Ngân nha quý vị ơi. Cho em mấy cái nồi tuyển chọn coi. Đây, bé lên con này. Con này là cái nồi mới tinh luôn mọi người, size 28, sâu lòng là 8. Xài được từ nha. Đây đây, có từ luôn. 36 anh Phước Nguyễn, 138.000 mọi người, nó mới tinh nha. 138 bắt được từ nha. Tôi mất tiêu cái cục hết rồi mấy cha ơi, cứu ngộ giùm tôi cục hết coi. Đây này coi coi coi. Lên dao nữa hả? Còn dao thép không? Mẹ ơi, cho dao thép mẹ ơi. Đây mấy con lên con này, 138 Vinh Hạnh, ấm sứ trắng nhỏ, xốp chụp hình kìa là cái nào vậy? Bán rồi. Con lên cái khác đi. Con này là 129.000, hiệu The Mod 1 lít nha mọi người. 138 của Vinh Hạnh, 138 Vinh Hạnh. Còn rồi chơi nha mọi người, giao lên ạ. À. Giao lên quý vị ơi. Giao lên anh chị em ơi. Đây, kéo xích qua đây đi vậy sao được? Sao lụm lên cho nó đứng lên. Đây lên giao nha quý vị ơi. Full cán luôn nè. Rồi con này đẹp quá. Xịn sò, cái này bán cho cả nhà liền cán luôn nha. 140, tập trung vô dân chơi ơi. Rồi đứa này 140 luôn đi, hai cái 140 đi, giao liền cán Quỳnh ơi. Rồi giao này Galaxy, đứa 140 cho cô Trần Thủy, 72.000 mọi người, mã 72 giùm em. 140 cho anh Đinh Trường luôn ạ. À. Rồi cái dao răng cưa 63.000, mã 63 giùm em đi dân chơi, mã 63. 140 được rồi. Rồi con này The Pen cái gì nè mọi người. Đứa này là 112, mã là 112. Dao trắng anh không thích hả? Dao hết hết rồi. À, 72 chốt cho Xuân Mai ạ. À. 72 Xuân Mai, 63 anh Đinh Trường. Rồi cái này liền cán luôn, 130.000 giùm em, 130. Anh thích đen đen một chút hả? 112 Hoàng Thi ạ. À. Rồi, à, dạ không ship code ạ. À. Bên em là chuyển khoản đi hàng nha cục vàng ơi. À, con này em Ngân 135 quý vị, 135 ngộ quá nè. 135.000, mã là 135 giùm em. Dao nhỏ có nha. Đây ạ, à, đem lên cho. 130 của chị Liên Trinh, 112 có chủ rồi. Con này chia sẻ nhiều lên để được nhận quà mọi người. Quà hôm nay như thế này mà mọi người không nhận nên em buồn, mọi người hết sức luôn á. Chia sẻ mạnh tay lên. À, con này là 121 giùm em. Mã là 121. Cái dao công rúa mọi người ơi. Đứa này là cái dao công chúa có 50 à, 50 giùm em. Chảo tròn chống dính như chảo tặng không chị, lên chảo tròn giùm em nha. Đây, dao mọi người gọt trái cây giùm em. Cái này dao đứt. Dao đứt 100.000. Dao chặt xương 300.000 chị ơi, cho mình cái dao chặt xương đi bạn ơi. Dao to mũi bằng. Đây nè, 300.000 một cây mới luôn mọi người. 50 chốt cho Quỳnh Nguyễn giùm mình đi ạ. 300.000 một cây nha mọi người, hàng chuẩn xịn nha chứ không phải hàng super đâu nha mọi người. 300.000 một cây ạ. 300.000 dao chặt full hộp luôn. Mã là 300 giùm em Ngon. Mã là 300 ạ. Rồi 50 có chủ rồi quý vị, 50 có chủ rồi, kéo qua đi. Đây em Ngân lên con này.
con này là 76, có chuyện nha, mã 76 giùm em nha, mã là 76, cái đây có chữ ký luôn nè. Rồi đứa này là 90, mã 90, mã 90 giùm em ạ, 90.000, ok chưa? Cho mấy cái quánh nhôm đi chị ơi, 130 có chủ chưa vậy? Hả? Rồi em này là 135, 135, ô giao đức, ô xin lỗi nha, 150 giùm em đi, 150 giao đức, không có một anh như Quỳnh, 150, 76 cho anh Minh Nguyễn ạ, 76 cho anh Minh Nguyễn, lột tem mấy cái dưới đưa lên giùm em đi qua đi ngoài. Rồi con này là 72.000, mã 72 Galaxy, mã 72 giùm em. Rồi đây. Rồi ok chưa cả nhà, kịp chưa, kịp chưa? 150 em chốt cho anh Swan Don nè. Đây em lên lại thép lần nữa cho mấy anh coi nha. Xem giao đức 150 có chủ rồi ạ. Đây con này 72.000, mã 72 thép nè. Mã 72. Rồi đứa này có triện. Con này là 225. 225 có triện luôn nha. Mã là 225. Má có chậu dao kìa em. Rồi con này là 220.000, 220.000 giùm em. 72 Đặng Nguyên tập trung đi. 72 của Đặng Nguyên. Con này là 121 quý vị, 121, mã là 121. Mã là 121 giùm em. Đứa này có 54.000 vậy. Mã 54, mã 54 anh chị ơi, 54.000. Rồi em ngon lên thêm con này, 121 Nguyên Phan. Con này là 162, 162, mã là 162. Có chuyện nha. Mã là 162 giùm em ạ. 121 có chủ rồi baby ơi. Rồi con này là 207, mã là 207 giùm em. 162 của anh Trí Lê, 162 anh Trí Lê. Con này là 108, mã là 108 giùm em, có chuyện luôn. 108 đây nè. Mã là 108, 108.000. Mã là 108. Đứa này là 103, 103 giùm em. 103.000, mã là 103. Mã là 103. Em này là 144 nha mấy cục vàng ơi, 144.000, mã là 144 giùm em. Mã là 144. Rồi đứa ngân lên tiếp nha. 12 cho chị con như 121 là cái gì ta? 103 cho anh Trí Lê, 103 cho anh Trí Lê, 144 Đặng Nguyên. 216 ạ, 216, mã là 216 giùm em. 216.000. 144 em chốt cho Đặng Nguyên ạ, 144 của Đặng Nguyên. Rồi con này là 216, 216, mã là 216. Mã là 216. Trùng mã hả? 217 đi ạ, 217 đi để trùng. 217 đi ạ. 216 cho Đặng Nguyên, 217. Rồi đứa này có chuyện luôn nha mọi người. Em này có 85.000 thôi, mã 85. Mã 85 ạ, 85.000. 216, 217 cho 217 cho Đặng Nguyên luôn. Con này 157, mã là 157, 157.000 có chuyện nha. Mã là 157 giùm em. 85 của Nguyễn Hương cho số chưa bạn? Nguyễn Hương. Chị Nguyễn Hương cho số chưa? À, 121, 121 giùm em ngon. Mã là 121 có chuyện nha. Có chuyện 121. 121 giùm em. Nồi men nhỏ vừa lên chật ơi. 81.000 quý vị. Mã 81 giùm em. Mã 81. 157 Xuân Mai. 157 Xuân Mai. 55.000, mã 55, gọt trái cây bén nha mọi người, bén nha. Em ngon có dao mà đá mài dao mọi người, 100.000 một viên giùm em. 100.000 một viên, em có đá mài dao của Nhật full hộp luôn nha. Đây 100.000 một viên giùm em ạ. Con này là 72, mã 72, 55 mộng điền, 55 mộng điền. 94.000, mã 94 quý vị, mã là 94 giùm em. Mã 94 đá mài dao 100.000 một viên nha. Rồi đổi mớ đi mỗi tay quá. 144 có chủ rồi. 55 mộng điền. Rồi ok, đổi món đi quý vị ơi. Em lên cái quánh nhôm nè. Con này là đá mài 100 cho Quỳnh Chi. Xem lại dao 80 có chủ chưa? Dao 80 có chủ chưa? Có chủ rồi em ơi. Mất lượt 100.000 rồi. Con này là 113, 113 có từ nha quý vị. Mã là 113. Anh có sổ hộ nghèo có được giảm giá không? Ư là trời. Thiệt ráng. Hộ nghèo có bền vững không? Em nghèo bền vững luôn nè. Cái này là size 20 và sâu lòng là 12 nha quý vị. Nồi men ngon lành cành đào. Nó chỉ bị chấm nhẹ ngay cái đít thôi mà đậy để dày sao thấy mọi người.
Rồi ok. Cái nồi men hoa 300.000 chẵn, 300.000 chẵn giùm em. Mã là 300, mã là 300 quý vị, 300.000 chẵn. Sao mà hay chơi cái vụ sổ hộ nghèo thế? Tay mưng lên con này. Cái ruột ok, quá là ok luôn mọi người ơi, xịn chưa? Ngon lành cành đào, nó bị tróc nhẹ đây một xíu ha. Rồi con này là 245.000, 245. Ồ có chốc đây nữa, mã là 245 giùm em. Mã là 245. Nồi lẩu nha quý vị, lên nồi nóc dày giùm em đi chụp ơi. Con này là size 32 và sâu lòng là 10 nha. 245 cho Quỳnh Nguyễn. Em này là 365. 365 có từ luôn nha mọi người. 365. Mã là 365, mã là 365. Rồi ok, cả nhà chia sẻ bài nhiều lên mọi người ơi. Quà tặng quá trời trời luôn nè, xịn sò. Em thích cái đồ bắt cam nhất luôn á. Một chút cuối live Ngân sẽ công bố quà tặng cho mọi người nha. Trời ơi, bình bông rồi nồi men các kiểu luôn á. Trời ơi, quá là xuất sắc mọi người ơi. Chia sẻ không cần mua, chỉ cần chia sẻ là ok. Chia sẻ càng nhiều càng tốt nha. Hai cái ly nữa nè, uống rượu uống rượu. Rồi nồi men có nắp nha mọi người, tại em lộn cái nắp lại chứ không phải là tặng cái nồi không nắp đâu. Đây em lên con này 1 lít nha quý vị ơi. Bé này là 95.000, mã 95 giùm em, hiệu Zoji Rusi. Mã là 95, 1 lít nha, 1 lít giùm em. Có bình màu tím nè mấy công rúa, cho em ấm đi. Em này là 44, mã 44 nha mấy cục vàng ơi, mã 44. Để em coi tình hình chia sẻ nó tới đâu rồi mọi người. 95 em chốt cho anh Phước Nguyễn. Rồi à, gần 800 được chia sẻ. Mạnh tay lên mọi người. Trời sao để cô Ngọc Anh dẫn đầu rồi vậy mọi người. Mọi người giả bộ, giả bộ chia sẻ nhiều lên mọi người. Cô Ngọc Anh vẫn dẫn đầu nha. 95 em chốt cho anh Phước Nguyễn nè. Lên bình 1 lít ở dưới giùm con mẹ ơi. Rồi em này là 57, mã 57 luôn anh chị. Màu xanh quá đẹp. Mã 57 giùm em. Mấy cục vàng của em chia sẻ mạnh tay lên. Chia sẻ là có quà, chia sẻ là có quà. Nhất định phải lấy cái này nè, cái này đẹp quá. Rồi em lên con này 1 lít nè. Con này giống con 95 hồi nãy á mọi người à, 99, 99 hơn 4.000 nha. Mấy cái inox này em tuyển chọn từng cái hết mọi người. Rất là đẹp. Đó mọi người thấy không, xuất sắc luôn. Dao thép đen hả, còn em đen thôi mọi người ơi. Ngân có người yêu chưa? Dạ chưa, em chưa có người yêu nha. Con em thì nó mới học lớp 3 thôi chứ người yêu thì em chưa có. 57 Na Hoàng. Rồi bên em là chuyển khoản đi hàng nha Na Hoàng ơi. Đơn trên 1 triệu sẽ hỗ trợ mình 50% tiền ship ạ. 58, mã 58 quý vị. Mã 58 màu đỏ nhung. Mã 58 giùm em. Cho em cái ấm. Đây em Ngân lên ấm cho mọi người nè. Rồi ok. Con này ruột sạch sẽ mới tinh luôn nha quý vị. Rất đẹp. Em này tầm 2 lít đó mọi người. 114, 114. Mã là 114 giùm em. Mã là 114. À tiếp tiếp gì mình ơi. 58 cho Phước Nguyễn. 58 cho anh Phước Nguyễn nha. Rồi con này là 81, mã 81. Mã 81, cái nắp là cái ca luôn nha mọi người. Mã 81 giùm em. Đừng có la lớn, nó đá chị như anh Trung bây giờ. 114 cho Liên Trinh. Trên này nó có chữ luôn mọi người. Happy cái gì nè, full inox nửa lít nha. Con này là 61.000, mã 61, đẹp quá. Mã 61 giùm em. Không 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 sợ không sợ. Sờ rất tay. Nhìn tưởng 18 tuổi mà sao hư sớm vậy. Hay vậy quá. 50.000, mã 50, mã 50. Ngân nay 27 xuân không. Trời ơi đâu mà 27, em 35 tuổi rồi mọi người nhìn sao vậy. 61 chị Phương Võ cho chị dao mũi bằng. Lấy con dao 300 ha chị. 66.000 mọi người, đẹp quá. Xuất sắc. Đây. Em Ngân tuyển chọn cho mọi người từng cái mà. Xịn sò. Lấy đi dao 300 ha chị Phượng ha. Chị Phượng lấy dao 300 nha. 20 một đứa mọi người. Những cái bình này là bình để xe đạp nha. Để xe đạp thôi mọi người, không có giữ nhiệt. Để xe đạp đựng nước uống chơi thôi ạ. 66 cho Thúy Phương Trần. 66 Thúy Phương Trần được 4 cái nè. Được 5 cái. Được 5 cái nha, 20.000 một cái. 20.000 một cái, đựng nước uống chơi nha mấy cục vàng ơi. Rồi ok chưa. Đây lên cái lon cà phê màu hồng cho mấy chị gái chưa có chồng nè. 2 cái cho Hoàng Thi ạ. 46.000 quý vị, có cảng đá luôn. Mã 46. Mã 46 ạ. 46. Nó nó quánh không còn thân xác luôn. Dao 300 to quá, em có cái đó thôi à. Mã 20 2 cái cho anh Thành luôn kìa. Đủ không? Anh Phước 2 cái đủ không? Đủ rồi, còn cái này. Còn một cái à. Rồi anh Phước 2 cái bấm đi Quỳnh anh ấy lấy sao. 46 cho Chiến Cao ạ. À. Cho em số điện thoại đi, bên em là chuyển khoản đi hàng.
đơn trên 1 triệu sẽ hỗ trợ mình 50% tiền ship nha. Rồi con này là 37, quá là xinh luôn, mã 37 giùm em. Mã 37, mọi người vô chỉ cần chia sẻ là nhận quà thôi mọi người ơi. Đây con này 1 lít nè, bé này là 141, 141, mã là 141, mã là 141. Nếu gái 35 thì trẻ thiệt, ủa em 35 tuổi mà con em lớn rồi em nói mọi người không tin. 37 anh Phước Nguyễn, sao hôm nay em đẹp quá em ơi, em không cố tình luôn á. Rồi con này là 44.000, cảm ơn mấy anh chị đã yêu thương mấy Ngân nha. 44.000, em lên con chảo xịn quý vị. Đây con này là nhôm vàng luôn nha, mở rời ra được nè, chiên được hai mặt luôn, tức là được hai cái chảo luôn á. À, con này là size 26 nè, em này có 309.000 là được hai cái chảo luôn mọi người, chảo nhôm vàng chống dính luôn ha. 300 lẻ, nãy em nói mấy vậy? 309, 309, 44 chốt chưa? 44 em chốt cho Phước Nguyễn à. Em cứ mơn mẩn thấy ai chịu được. Trời ơi cái gì vậy mọi người. Đây Quý Ngân lên con này nha. Con này là 66, mã 66, mã 66 nha. Có cái bình giữ nhiệt nào à, bé để pha cà phê không rỉ? Có chứ. Đây bình cà phê em nhiều lắm mọi người. Tặng nữa hả? Sao mẹ lên quà tặng hoài rồi sao? Được 49.000 lên đi trời. Nhá đi, đây đây. Đây 49.000 mọi người, mã 49. À, cái gì? Hên dạo này đau bao tử nên không nhậu, chứ nhậu là mắc ói. Bỏ nha anh Trung, anh Trung vậy hơi em tố cáo anh Trung bây giờ. Đây mọi người, mẹ em còn kêu lên quà tặng dễ thương cho người ta xài Tết nữa nè mọi người. Chia sẻ đi để mẹ em buồn mọi người. Mọi người phụ lòng mẹ em sao? 49 cho Phước Nguyễn. Có nồi bếp từ, có nha, cục cưng đây nè mẹ. Mẹ em kêu lên là mấy cái này mà mình cắm hoa đó mọi người, mình để bàn đó ha, là 10 điểm. Chia sẻ đi cả nhà ơi. À, mọi người chỉ cần chia sẻ nhất nhì ba, nhiều nhất nhiều nhì nhiều ba là được chọn quà. Thích cái gì chọn cái đó mọi người. À, cho xem kỹ cái bình nào bé nhất đi. Bình bé nhất nữa hả? Bé nhất có hình có cái 30 không chật? Đây tối rồi mà dê ai thả ra ngoài đường nhiều vậy em. Chị nhận hàng rồi. Em đẹp, dạ em cảm ơn chị Phạm Xí nha. Ví dụ đẹp mình có thể là khen là đẹp quá, đồ xịn quá, đồ hai ba câu được không? Khen ngắn quá vậy bà nội. Rồi con này là 30 Shinsunosuke, 30 nha. Rồi đứa này 31 đi ạ, à, màu xanh đậm, 31 con gấu nha. Rồi cái này 32 đi mọi người, thiệt ra là 30 thôi nhưng mà cho nó khác mã đi á. Rồi ok chưa, em giận chị Xí hết sức vậy đó. 30 anh Phước nè. Rồi bé này tầm 250ml nha mọi người. 49 mã 49, 31 của Hồng Trần, 31 của Hồng Trần. À, 32 đi mọi người, 31 có chủ rồi, 32. 32 anh Phước luôn. 45.000 lon này à, nửa lít nha mọi người, đẹp lắm. 45 giùm em. Mã 45. Mọi người khen em, mọi người khen dữ dữ lên nha mọi người. Rồi con này 107, mã là 107, mã là 107. 49 Phương Võ thôi, em giận anh Trung rồi. Dạ anh Trung nói em mắc ói mà. Con này là size 22 và sâu lòng là 6 sao mọi người. Quá là xịn luôn, trời ơi. Rồi cái nồi men quá xinh à. Con này là 350, mã là 350 giùm em Ngân. Quá đẹp nha mọi người. Mã là 350, có chấm nhẹ đây một cái thôi. Rồi 350. Có bán ngựa nhựa không em? Ngựa nhựa là gì bà nội? Hàng chị chốt mà chưa đi em, chưa được đi em ơi. Hà Bùi, chắc cái đơn Hà Bùi liền. 350 cho chị Quỳnh Nguyễn. Ngày mai xe tải mới tới lấy nha chị nha. À, tại vì bên em đi hàng một lần một xe tải lận cho nên là ngày mai mới tới lấy à. Mọi người thông cảm giùm em nha. À, 74, mã 74 à. Mã 74 giùm em ha. 74.000, con này 1 lít đẹp nè. Mã 74. Rồi mấy cục vàng chia sẻ chia sẻ cho em hết chưa chứ quà đẹp quá mọi người ơi, xinh quá. Rồi con này size 15 và sâu lòng là 7 nha. Đứa này có từ luôn nha mọi người, nhỏ xíu xinh lắm. À, con này là 69.000, ngày mai em gắn núm cho mọi người nha. 69.000, mã 69, mã 69. Thêm cái thêm cho em cái nồi men đi. Đây mọi người, 1 lít Changer nè, 1 lít Changer. Xịn chưa? Cái ruột rất đẹp nha. À, 113, 113. 74 cho chị Du Lan. 69 chị Hằng Lam, 69 chị Hằng Lam. Rồi em Ngân lên cho mình con này à, màu xanh 300ml. 59, mã 59. Dạ cái núm màu đen anh Trung nha. Anh Trung hay quan tâm tới cái núm quá. Thiệt tình luôn á. 113 có chủ rồi mà. Chưa. Rồi 113 của Chi Mary ạ. 113 của Chi Mary. Đây em lên mấy cái thố nha mọi người. Cute quá nè.
Mary là sao? Xin lỗi. 113 của Nguyễn 8. 113 Nguyễn 8. 69 Chi Mary nè. Cho em thêm mấy cái men đi mọi người, cho em thêm mấy cái inox đi ạ. À. Nguyên bộ này em đang bán cho mọi người là 100.000 ba món, 100. Hết cái dao thép rồi cục vàng ơi, hết dao thép rồi. Đây, em lên con này một lít nè, ruột đẹp nha mọi người, có cản đá. Em này là 84, mã 84. Chị chơi núm đỏ hả, nhiều khi được núm hồng anh hốt nè. Thiệt, mọi người quậy em quá trời quá đất rồi đó nghe. 200 chốt chưa bạn? 200 là gì ạ? 100 á, riêng bé. 100 riêng bé nha. Mọi người cứ nói núm núm làm em khó chịu quá. Chị Mary không có phải mã 69 nha, 59. 59 của chị Du Lan. Là sao? 59 của Vu Lan hả? Là không có 69 đúng không? Rồi qua đi. Con này là size 23 và sâu lòng là 12. Hai đáy có từ nè. Có từ nè anh chị ơi. Em này là 239.000. 239 nồi đẹp nha mọi người. Mã là 239. Nói chung là của Chi Mary không có đúng không? Của Chi Mary không có Mary ơi. Đây em lên con này nó bị tróc. Yeah, trời còn gì hàng họ nó ép. Đây con này nó bị tróc nhẹ xíu nha mọi người. 84 của Vu Lan à. Bé này là size 27 và sâu lòng là 12. Sâu lòng là 12. Con này là 393 mọi người, rẻ bèo như con mèo nó to đùng vậy đó. 393 to nha mọi người nha. Mã là 393, chỉ bị tróc ngay cái đít xíu thôi. Rồi ok. Mã là 393 qua đi Quỳnh. Rồi em lên cái lon cà phê nó có móc keo luôn nè. Đứa này là 48, mã 48, chảo đẹp đi anh em ơi. 69 là cái quánh á, chị Chi Mary có được không? 69 là cái quánh inox á. Có chủ luôn rồi, có chủ luôn rồi, chứng tỏ hàng xịn sò. Muốn bể cái lồng ngực, 48 cho anh Phước Nguyễn muốn bể cái lồng ngực luôn á. Rồi em lên con này, size 20 và sâu lồng là 10 ạ. Con này có từ hai đáy nha. 174 giùm em, mã là 174 ạ. Nồi lớn cho cacao đi bạn ơi. 48 em chốt cho anh Phước rồi, thêm bình đi. Mình chốt 84 và 59 nhé Vu Lan, phải không? Rồi, đúng rồi. Rồi em lên con này đẹp nè, lồng kim cương size 28 có từ 165. 165 mã là 165, lồng kim cương luôn nha. Lấy cái nồi Mỹ luôn đi nè cacao. Lấy cái nồi Mỹ luôn cho nó uy tín nè. Có từ luôn nè, xịn chưa? Rồi cái nồi Mỹ em ngân công cho cả nhà là 700.000 chẳng, 700.000 chẳng, size 27 nha. Size 27 sâu lòng 15. Đây 700.000 chẳng giùm em. 700.000 chẳng. Lấy cái đó luôn đi cục vàng ơi. Lên cái bình màu xanh, ở trong nó bật được luôn nha mọi người. Lên chống dính không quay nhỏ, lên chảo chống dính không quay nhỏ giùm em. 700 cho Minh Hoàng ạ. 700 em chốt cho Minh Hoàng. Rồi bé lên bình này 1 lít ạ. 91.000 mã 91 nha. Mã 91 mọi người ơi, 91.000. Rồi mấy cục vàng chia sẻ tới đâu rồi em coi cái coi. Em coi cái tình hình chia sẻ tới đâu rồi đó. Còn có ai xoán ngôi cô Ngọc Anh không? Gần 800 lượt chia sẻ, mọi người chia sẻ mạnh tay giùm em nha. Cô Ngọc Anh vẫn nhất nha mọi người. Lên dao nữa đi em gái, rồi ok theo yêu cầu khán giả đi ạ. Rồi lên dao ha. Coi cái gì? Cái gì vậy trời? Chặn đi. Vớ vẩn nói tầm bậy tầm bạ. Rồi em lên con này ạ. Đẹp nha mọi người. Bé này là size 21 và sâu lòng là 6 nè, không quay. 125.000 đẹp quá mọi người, xuất sắc luôn á. 125. Mã là 125 giùm mấy ngân nè. Con này của Pháp. Chị Mai Đinh Thị cho em xin số điện thoại. Con này là size 24 và sâu lòng là 6 nha. Em này là 140.000, mã là 140. Đúng rồi, của Amway á nha. 125 em chốt cho chị Nguyễn Hương nè. Chị Mai gì? Chị Mai Đinh Thị cho em số điện thoại đi ạ. Bên em là chuyển khoản rồi mới đi hàng nha mọi người. 45.000 mã 45. Mã 45, 91 cho Vũ Lan đi em. Vu Lan 91, cái gì? 140 của Nguyễn Hương ạ. Đây em lên cái nồi H2 tầng nha mấy cục vàng của em. Size 25 và sâu lòng là 15 nè. Rồi con này em ngân cân cho mình là 257, mã là 257. Mã là 257 giùm em. 257.000. 125 có chủ rồi. 125 có chủ rồi. 140, 125 có chủ chưa? Rồi đúng không? Rồi 257 cho chị Hai Mai. 38.000 lon màu hồng, mã 38 giùm em đi mấy anh trai chị gái. 38.000. Bình này tầm 1 lít nè. Đây đẹp không mọi người? Không mớt luôn. Em này là 81.000, mã 81, nắp bật xịn nè. Mã 81 giùm em ngân. 81.000.
chảo chiên trứng có từ 73 quý vị, mã 73 có từ nha, mã là 73. Ui cha, 81 em chốt cho Nguyễn 8, 81 cho Nguyễn 8. 91 ăn kịp không, anh Phước Nguyễn hỏi kìa. 257 có từ không, chấm hỏi. 257 có từ không, hỏi hết giùm mình cái coi. 257 là cái nồi hấp đúng không? 73 chốt cho ai bạn? Liên Trinh có từ nha anh ơi, có từ. 73 của Liên Trinh, em này là 94, vân đá từ trong ra ngoài xài được từ luôn. 94, mã 94 giùm em. Đây với ngon lên con này mọi người ơi, có từ đàng hoàng màu hồng. Em này chỉ có 230.000 à, ghẻ bèo 230, mã là 230. Mọi người cần có từ hay không từ thì nói rõ em biết nha. Đây bé lên con này, 94 chốt cho Song Nhi luôn. 124.000, loại này 1 lít nha mọi người. 124, 230 cho chị Mến. 230 em chốt cho chị Mến, lên thêm men hết đi Trực ơi, bán cho hết cái kệ này luôn đi Trực. Để chút nữa lên cái khác. Rồi, cho chị Mến đi. Đây với ngon có một cái quánh nhôm rất là đẹp nha. Con này là size 20 và sâu lòng là 9124 anh Phước. À, bé này là 90, mã 90. Mã 90 cho mình mấy cái bình inox tuyển chọn nữa bạn ơi. Mã 90 giùm em anh chị. Em chào Khánh Thu nha, chào mọi người. À, mọi người mới vô em xin chào nha. Mọi người có mua hàng hay không cũng không quan trọng, mọi người nhớ chia sẻ bài cho em Ngân thiệt nhiều nha. À, để mà mình chia sẻ nhiều nhất, nhiều 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 ba là sẽ có cơ hội nhận được những quà tặng sau đây. Em nói lại, hai cái ly đẹp chưa? Rồi, một cái cốc đông nha, mình chọn một trong những thôi nha mọi người ơi, chứ không phải là hết nha. Đây, một cái xô nè, đẹp lắm. Em lựa từng cái mà mọi người. Rồi, đây nè, cái này nữa nè, cái này cắm hoa là 10 điểm hoặc là để kẹo ở trên bàn á mọi người. Đó, rồi thêm cái vỏ kẹo nữa nè. Đó, tặng như vậy thôi chứ muốn gì nữa mọi người. Đây, hoặc là cái đồ bắt cam, hoặc là một trong những nha mọi người, chứ không phải là tất cả nha. Đây, chảo mini 90 chút là đẹp. Rồi cái thốt coi chỉ cho có động lực chia sẻ mọi người. Rất là đẹp nha mọi người nha, chứ không phải là quà tặng tặng đồ tầm bậy tầm bạ đâu nha. Đây thêm con này nữa nè. Xịn không mọi người, tặng hẳn cái nồi men nha. Đẹp lắm, ruột đẹp đàng hoàng nha. Đó, uy tín chưa. Bình hoa nữa nè. Mình sẽ được chọn một trong những món quà nha. Rồi vô. 91 chốt chưa? 91 chốt chưa? 91 chốt chưa? Đây nè, cái này là mấy? Cái này 99.000, mã 99. Mã 99 giùm em ạ. À, mã 99 lên chảo không quay đi. 90 chốt cho Cúc Châu đúng không? Rồi, 99.000, con này 1 lít nha anh chị. Mã 99 giùm em ngon luôn ạ. À, 99.000. À, cho em thêm chảo không quay đi Trực, với mấy cái chảo đẹp đi. Chảo mình hồi chiều mới lên đó. Rồi, chốt đi. 99 em chốt cho Hoàng Lê ạ. 99 em chốt cho Hoàng Lê nè. Rồi lên thêm mấy cái bình full inox nha mọi người. Con này tầm 2 lít và có dây đeo, có tay xếp. Em này nó hơi mất nhẹ, em giảm tiền cho mình nha. Con này là 230.000, tính mọi người 200 thôi ạ. Tính mọi người 200, giảm 30.000 tiền mất. Giảm 30.000, tại mấy cái nào mất sâu thì em Ngân giảm xíu cho mình ha. Đây chảo không quay có từ nè baby, mới tin. Size 27, sâu lòng là 7. Đây, đẹp ghê chưa, có từ màu xám ha. 178 giùm em, mã là 178. Mã là 178, 178 ngàn. Rồi em Ngân lên nhẹ, 200 cho Vinta, ghi là đã sale. Rồi, con này là 58 ngàn, mã 58 ạ. Anh Vinta cho bé Ngân số điện thoại nha. Bên em là chuyển khoản đi hàng, đơn trên 1 triệu sẽ hỗ trợ mình 50% tiền ship ạ. Rồi em lên một chút nè, em sẽ công bố kết quả mà trúng thưởng luôn nha mọi người. Ai chia sẻ vào hội nhóm càng nhiều càng tốt ạ. 94.000, cái bình xanh này tầm 1 lít nha, ruột đẹp nè. Mã 94 giùm em, 94.000. 58 của chị Kim Nguyễn ạ. À, rồi em cảm ơn Kim Nguyễn nha, cảm ơn mấy chị nhiều. Đây em lên cái nồi men, men màu trắng nha mọi người, nồi men màu trắng. Rồi bé này là size 22 và sâu lòng là 10. À, 207, mã là 270. Nắp đầy đủ, mã là 270. 94 Khánh Thu cho em số điện thoại đi. Bên em là chuyển khoản đi hàng, đơn trên 1 triệu hỗ trợ 50% tiền ship nha. Mấy cục vàng của em chia sẻ mạnh bạo vô nha, mất ruột rồi nè. Mình có mua hay mua không quan trọng mọi người, quan trọng là lượt chia sẻ càng nhiều càng tốt là được nhận quà thôi. 58 em chốt cho Kim Nguyên. Rồi nói rồi mà, 94 Khánh Thu xin số điện thoại ạ. À, rồi 40, mã 40 giùm em. Mã 40, một cái lon cà phê nhỏ. Bên em là chuyển khoản rồi mới đi hàng nha. Zoji Rusi 1 lít nha mọi người. Đẹp lắm luôn, coi cái ruột nè. Rồi con này là 120, mã là 120. Mã là 120 ạ. 40 cho chị Nguyễn Hà. 40 em ngân chốt cho chị Nguyễn Hà.
Rồi bé Ngân lên con này. Đây, bé này là tầm 2 lít nha mọi người. Tầm thôi, khoảng thôi nha. Cái này là chuyên giữ nóng nha. Xịn lắm nè, quai xếp được, có dây đeo nữa nè. Rồi con này là 120 chị Kim. Con này là 234, mã là 234 giùm em. 234 ngàn. Mấy chảo VIP đi chợ, mã là 234, em Ngân lên chảo VIP cho mình nha. Đẹp lắm mọi người ơi, cái lồng mà mê ly luôn, xài bếp ga nha. Em này màu vàng trứng gà, size 26, 234 Mai Xuân, 133 ngàn, đẹp quá mọi người ơi, cái lồng xuất sắc, 133. Đâu kiếm ra được người như em Ngân nhỉ, đầy, trên Shopee đầy. Anh không mua nhưng muốn xem. Dạ được mà, mọi người cứ xem bình thường, có gì đâu. Đây, nhớ chia sẻ bài với em nha. Con này 1 lít 104 mọi người, hiệu Joji Rusi 104. Mấy cái này bán được nhiều lắm mọi người, mấy này bán chạy lắm. Rồi, thêm con này nha. Nó giữ nhiệt tốt lắm, bởi vậy nên khách thích. Đây, con này là nồi chống dính mới tinh luôn, cái lồng mới tinh luôn. Luộc được gà nha mọi người ơi. Con này là size 30 và sâu lồng là 13 nha. Nhanh tay, con này đẹp ạ. 420 ngàn, mã là 420. Đẹp xuất sắc luôn mọi người, mã là 420 giùm em. 420 ngàn, mã là 420. Quà mà nhiều quá chống cả mặt luôn á mọi người, nhiều quà quá luôn nè. Rồi em Ngân lên thêm con này, màu xanh nhẹ, 44 ngàn, mã 44. Cho ấm đi anh ơi, mã 44 giùm em, 44 ngàn màu xanh. Đây em Ngân lên cái nồi nhôm mới nè. Con này mới tinh chưa xài luôn, size 22 và sâu lồng là 10. Đây, 120 ngàn, chưa gắn núm nữa nè, để em gắn cho mọi người nha. 120, cho em mấy cái quánh đi chực. Mã là 120, em gắn núm cho mình nha. Trời đất ơi, lộng cộng quá vậy nè, sao cồng kền quá vậy. Đây, gắn vô cho nó uy tín. Có núm nha, 120 ngàn, núm màu đen nha, anh Trung khỏi hỏi, núm màu đen. 120, mã là 120. Rồi, ok, lên cho em mấy cái đồ men đi, 120 ngàn. Lên dao trắng ha. Rồi ok, con này là size 22 và sâu lồng là 8 nè. Bếp ga chống dính giùm em ạ, 114, mã là 114, mã là 114. Chốt cái đó cho anh Thành đi bạn, chốt cái đó cho anh Thành, 120. Có máy cạo râu không em? Dạ không, mà ở đây em có hướng dẫn cạo râu, máy cạo râu. Rồi con này 1 lít 93 ngàn, mã 93. Em không có bán máy mọi người ơi, thông cảm nha. Đây, lên lên cái dao đi ha, lên dao đi. Đây con này đầu tiên, 114 cho Lộc Nguyễn ạ. 250 giùm em, nặng quá. Mã là 250, mã là 250. 93 cho chị Nguyễn Hà. Lụm ít nữa cho đủ đơn rồi, ok đây. 63 ngàn ạ, mã là 63 giùm em, mã là 63. Em có bán đá mài dao nha, 250 cho 250 cho Minh Hoàng, còn bình chiên nóng con bé còn nha anh. À, cái dao bằng sứ mọi người, dao sứ nha. Con này bán cho mọi người 100 vui vẻ, 100 vui vẻ. 63 anh Tuấn Anh, cho biết ngân số điện thoại đi, bên em là chuyển khoản đi hàng ạ. Rồi 121, 121, mã là 121 giùm em. 100 cho Quỳnh Chi. Rồi con này là 103, 103 giùm em, mã là 103. Từ từ để đi, mã là 103. Đợi em cái nha. Có đơn cũ rồi hả? Sorry, đông người quá. Con này là 72 ngàn, mã 72. Mã 72. Rồi 94 quý vị, mã 94 giùm em, mã 94 nha. Đá 100 ngàn một viên, cho mình coi viên đá đi bạn. 58 ngàn, mã 58 giùm em, gọt cái cây, có chữ ký nữa nè. Mã 58, 100 ngàn một viên nha. Đây, xài biết chừng nào hết cục đá mọi người. Cái độ mịn nhám của nó là 320 và 180 nha mọi người nha. Chuẩn nhật luôn, 100 ngàn một viên. 58 của Nguyễn Quỳnh Chi, 58 của Nguyễn Quỳnh Chi. Thêm con này ạ, 99 ngàn anh chị, mã 99 giùm em. Mã là 99, 99 ngàn. Rồi, đây, tới đứa này. Đứa này là dao thái lát ha, 157. Mã là 157 giùm em, 157. Một viên đá mài dao cho chị Hồng Trần. Rồi ok, con này là 99, mã 99 quý vị, mã 99 nha. Đây, viên đá mài dao của chị Hồng Trần, 157 của Đặng Nguyên. Rồi em này là 72 ngàn, mã 72. Mã 72 quý vị, IKEA, 99 cho Hồng Trần. 99 Hồng Trần, bán anh 1 phần 2 viên đá, anh hay dậy quá. Rồi 144, mã là 144 Roja cái gì nè mọi người. 144, mọi người cứ ghẹo em á. Đây em Ngân lên thêm nha.
Con này là 76, mã 76 giùm em, mã 76. Giao thái lát với mọi người. À, 90, mã 90. Mã 90 nha. Rồi ok hết chưa? Con này là 103, mã là 103, 103.000. Kéo qua đi Quỳnh. Rồi đứa này là 76, mã 76, 90 chị Phượng Chiến. 90 của chị Phượng Chiến luôn. Rồi con này là 81, mã 81. Mã 81. Được rồi. Rồi, đổi món nha quý vị. Lên bình chiên giữ nóng đi, hồi nãy có anh trai kia hỏi đó. Đây con này rất là chiên nóng luôn nè. Đây anh Phước có bao luôn, bao giữ nhiệt nha. Nhìn mấy cái này nè, đó nó vậy là chiên giữ nóng đó. Rồi con này là 312 nha anh, bự nhất của em luôn á. 312, mã là 312. Mã là 312, con bình chiên giữ nóng nè anh Phước. Mã là 312. Giờ anh Phước sắp sinh đúng không? Đây em lên cái bình cho bé uống nước nha. Bình này không giữ nhiệt à, uống nước chơi thôi. Rồi con này là 45.000, mã 45. Bình này không giữ nhiệt nha mọi người. Ơi có chứ, có 45 có giữ nhiệt nha, 45. À, kêu mê lượm cho cái mini size. Rồi cho chảo nhỏ nha, cho em thêm chảo nhỏ. Đây lên cái bộ men mọi người ơi, quá đẹp hai món nha. Con này là size 20 và sâu lòng là 10, 81 cho chị Nguyễn Hà, 81 em chốt cho chị Nguyễn Hà. Rồi con này một bộ nha mọi người, hai cái này một bộ mới luôn á. Bấm hai cái này là một bộ nha mọi người ơi. Rồi cặp này Ngân bán cho cả nhà là 630.000 hai món, mã là 630, mã là 630. Vẫn đang đắn đo bình định có bình không. Ông xã em rất là điềm tĩnh mọi người. Đây em lên con này, ấm men size nhỏ, lên ấm men size nhỏ giùm em đi. À, kiếp này chỉ được nhìn Ngân qua like hả? Rồi con này là 222 giùm em, ghê quá. Thề non hẹn biển sợ quá. 222, mã là 222. Nhìn em ngoài có khi bỏ chạy. Còn đá mài nha, nhanh lên, còn có chừng 2 thùng nữa hết rồi. 100.000 một viên ạ, 100.000 một viên ạ. Mã một mã đá đi mọi người. Mã đá đi để nó lộn. Đây em lên cái bình cho bé nha. Xịn sò bình màu hồng nè. Con này là 74, mã 74 giùm em, cho em chảo đẹp đi. Mã 74 có cái ấm men nè mấy cục vàng. Có ấm men đây nè. Đây, con này. U chà, hình con gấu nha, hình con gấu. Nó có tróc nhẹ đây xíu nha mọi người. Em này là 157. 157 giùm em ạ. À. Mã là 157 dễ thương quá nè. À, cái một viên đá cho chị, cho anh Dương Đặng Hồng ạ. À. Cho em số điện thoại đi, bên em là chuyển khoản đi hàng. Đơn trên 1 triệu hỗ trợ 50% tiền ship nha. Để em mở ra kiểm tra coi đầy đủ không hay có bị gãy gì không. Con này là 44.000 mọi người. Mã là 44 giùm em, màu đen uống cà phê luôn. Mã 44. Đây em có một cái quánh nhỏ dễ thương lắm nè. Con này size 14 và sâu lòng là 7 nha. 49.000 rẻ bèo bằng nhôm nha. 49.000. Em cho em thêm viên đá đi, 44 cho anh Chiến Cao. Một viên đá cho Trần Thị Thanh ạ, một viên đá cho Trần Thị Thanh. Rồi cảm ơn cả nhà yêu nha. Còn ai lấy đá comment lẹ em lấy cho mọi người. Em có chảo màu hồng đẹp nè. Con này là size 26 và sâu lòng là 6. À, 138, 138, mã là 138 giùm em. 49 của Rin bé. 49 của Rin bé. Đây, lon cà phê nhỏ. 37.000, mã 37 giùm em. Mã 37, một viên đá cho chị Hương Thùy. Chị Hương Thùy đổi avatar đúng không? Đúng không các bạn? Nhớ avatar màu hồng mà. Đây một viên đá 100.000 nha mọi người, viên một đá cho anh Trí Hùng. Rồi em cảm ơn cả nhà. 37 chị Kim Nguyễn, 49 Mary, kịp không? Bên em là chuyển khoản đi hàng nha mấy cục vàng ơi. Lấy hết đá giùm em đi mọi người, còn xíu nữa hết à. Nói giỡn chứ còn mấy viên à. Rồi còn xíu đá nữa là hết nha. Đây còn tầm này ạ. Rồi ok, lên bình inox nửa lít nè. Cái này đựng cà phê là 10 điểm luôn, 300ml. 62.000, mã 62. Mã 62 giùm em, 62.000. Đây, mã 62. Cho em cái nồi mini. Đây em lên con nồi mini cho cả nhà xem nha. Bé này là size 18 và sâu lòng là 12. 62 em chốt cho Phương Thúy. Thúy Phương Trần. 168, mã là 168. Xài được bếp từ nha mọi người.
có tàu luôn nè. Còn ai lấy đá comment đá giùm mấy Ngân ạ. Độ mịn nhám là 180 và 320 ạ, 320 nha. Đây em lên một bộ hãng riêng ạ. Đây chảo không qua nha quý vị. Cái này là size 27 và sâu lòng là 7, chống dính luôn, màu xanh có từ. Rồi con này là 130, mã là 130 quý vị. Mã là 130 giùm em Ngân. 130.000. Rồi mấy cục vàng của em mạnh tay lên nha. Quá trời quà luôn mọi người. Em nói lại lần nữa cho anh chị mới vô coi biết nha. Đây, hôm nay em Ngân dành sẵn những quà tặng này cho mọi người nè. Mọi người có từ mọi người có chia sẻ bài hay là không, có xin lỗi, có mua hàng hay không cũng được, chỉ cần chia sẻ bài là được tặng một trong những món quà xinh đẹp sau đây. Mình được quyền chọn nha, những người chia sẻ nhiều nhất, nhiều nhì, nhiều ba là được chọn quà nha mọi người. Quà quá trời quà luôn rồi. Đây gặp em là em sẽ lấy cái này mọi người, chân trái cây là 10 điểm luôn á, trộn xà lách cũng đẹp nữa nè. Đây em có thêm một cái xô để kẹo nữa, đẹp không, hay là cắm hoa cũng xinh luôn đó. Mọi người chỉ cần chia sẻ vào hội nhóm càng nhiều càng tốt nha. 130 chút cho Song Nhi. Đây có hai cái ly rượu nữa nha mọi người, quà tặng hôm nay rất là phong phú luôn, cốc đông nếu mọi người thích ha. Rồi một cái bình hoa nè. Rồi chia sẻ càng nhiều càng tốt ạ. Để em coi lại cái lượt chia sẻ coi được bao nhiêu rồi. Cái đồ vắt cam nè mọi người, đẹp xuất thần luôn. Đấy. Rồi một cái nồi men ha. Đó, tặng như vậy mới tặng cho mọi người, tặng uy tín luôn á. Rồi cả nhà không cần mua hàng, chỉ cần chia sẻ bài thôi mọi người, càng nhiều càng tốt ạ. Để em coi coi được bao nhiêu lượt chia sẻ nha. Gần 1.000 lượt chia sẻ, gần 1.000 lượt chia sẻ. Có một chút thay đổi rồi đó nha. Em thấy có người vượt lên rồi đó mọi người. Gần 1.000 lượt chia sẻ rồi, chia sẻ vào hội nhóm giùm em nha. Không chia sẻ trang cá nhân nha mọi người ơi, chia sẻ trang cá nhân không được mấy người thấy hết đó. Chia sẻ vào hội nhóm, sau cuối live em sẽ thông báo cho mình ạ. Rồi ok, vô. Đây lên một cái quán inox. Con này là size 22 và sâu lòng là 10. Có từ luôn nha mọi người. Rồi con này em Ngân tặng cho cả nhà là 287. Ơ bán chứ trời, 287. Mã là 287, tự nhiên nói tặng hết hồn. Mới tin nha mọi người, hàng xịn á. Con này là loại giày nè, 287, giày lắm luôn á cacao. Mã là 287 giùm em. Rồi với Ngân lên con chảo Pháp size 27 và sâu lòng là 7 nha. Em này xài bếp ga, cái nào ga từ em nói rõ cho mình luôn rồi nha mấy chị. 190, mã là 190 giùm em. Chảo Pháp bếp ga, mã là 190, 190.000. Rồi mấy anh chị tranh thủ chia sẻ đi nha, em thấy có người vượt lên rồi đó. Đây lên con này sâu lòng nè, size 29, sâu lòng là 8. Đây đẹp quá mọi người ơi, màu cà rốt, đẹp quá trời luôn nè. Con này là 170, chiên xào đã lắm. 170, mã là 170 giùm em, 170.000. Rồi anh trai nào mà thích nhiều, đựng nhiều nước thì lấy con này. Con này chắc tầm 1 lít 2 á mọi người, nó to dữ lắm luôn. Đây, rồi con này là 155, mã là 155. Mã là 155, có ai đoạt ngôi chị chưa bé ơi, mới đi ra vào mạng yếu xỉu. À, mạng yếu xìu hả? Có rồi đó, em thấy có người đoạt ngôi rồi đó, chia sẻ thêm đi bà ơi. Em thấy có người xoáy ngôi chị rồi đấy. Lên thêm chảo đẹp giùm em. Con này là 137 mọi người, 1 lít nha. 137 giùm em, mã là 137. Đây mấy cái bình bên em rất là đẹp nha mọi người, tuyển chọn 137. Ái chà, đẹp quá mọi người, chưa xài luôn nè. Xịn ghê ha. Rồi cái này đẹp quá đẹp, em không bán cái nha. Con này size 28, sâu lòng là 7 nhưng mà nó xài bếp ga, mới tin. Rồi con xài bếp ga này là 190 thôi mọi người ơi, mới em bán cái nha. Mã là 190, đẹp ghê không? Mã là 190 giùm em, 190.000. Rồi em lên thêm cái nồi ủ inox. Bé này làm nồi canh cũng được. Size 26 và sâu lòng là 14. Bếp ga nha. À, 190 Nguyễn 8, lên chảo không quay thêm. Ok. Con này nồi này em Ngân cân cho cả nhà là 174, mã là 174 giùm em, 174.000. Nồi canh nha mọi người, mã là 174 ạ. À. Đây không quay của Pháp nè. Size 23 và sâu lòng là 6 nha. 170 của 160, 160 xài bếp ga giùm em nha. 160 bếp ga của Pháp đẹp quá nè. Cho em miếng nước đi. Đây với Ngân lên thêm cho cả nhà con này. Con này là size 26 và sâu lòng là 12. Mới tin luôn nha mọi người, 45.000 một cái, thau nhôm. Mới chưa xài, 45.000. 160 em chốt cho anh Tân Ngô Thành ạ. Cho em chảo đi. Thêm chảo đẹp giùm em đi ạ.
160 với chảo pháp không quay nha. Rồi biết ơn lên thêm cho mình nè. Đây lên con chảo có từ bếp ga 45 cho Nguyễn Mộng ạ. 174 của Cúc Châu. Mộng cho em số điện thoại đi Mộng ơi. Bên em là chuyển khoản đi hàng, đơn trên 1 triệu hỗ trợ 50% tiền ship nha. Rồi cả nhà tranh thủ chốt nhiều lên mọi người ơi. Ở tranh thủ chia sẻ nhiều lên nha. Đây em này 68.000 mã 68. Mã 68 giùm em Ngân luôn. Mã là 68 nửa lít màu đỏ nha. 68.000 của chị Nguyễn Mộng một cái thao các bạn ơi, của chị Nguyễn Mộng một cái thao. Đây chảo đẹp nè, mấy cục vàng. Quá xịn luôn, lòng kim cương đàng hoàng. Diamond cord size 28, sâu lòng là 7 nha. À, con này là 150, mã là 150. Mã là 150, lòng đẹp nha. Cho Ngân lon bia hả? Em nhậu rồi mới lên like đó mọi người. Chứ không thôi sao mà nói nhiều được vậy mọi người. Đây lên hộp cơm, 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn, 4 ngăn. Rồi 450 giùm em ạ, 450. Mã là 450. 4 ngăn nha quý vị, 4 ngăn. Mã là 450 giùm em. Con này hiệu Themos 450, mã là 450. 150 em chốt cho anh Tân Ngô Thành. 68 chi Mary, chảo chiên trứng mọi người. 80.000 mã 80 ạ. Mã 80 giùm em, bắt được từ luôn nè. Mã 80. Đây bế lên cái bình màu xanh, nắp bọt mạnh dữ luôn á. Đó mọi người thấy không? Con này là 102, mã là 102. 102.000. Mã là 102 giùm em. Cái này đúng nghĩa là chảo vuông luôn mọi người. Bình thường kêu vuông chứ nó là hình chữ nhật, cái này đúng vuông luôn nè. Rồi con này trời ơi 65.000, mã 65 giùm em. 80 Lộc Nguyễn. Anh Lộc có số chưa? Khách cũ đúng không? Khách cũ đúng không? Rồi 102 cho anh Phước Nguyễn ạ. Rồi bé này là 88.000, có từ màu hồng nha mọi người, lòng màu vàng gold luôn nè. Ghê chưa? 65 em chốt cho anh Phước Nguyễn. 65 của anh Phước Nguyễn. Đây em ngân lên thêm cái bình màu xanh lá. Em này tầm 300ml, 59.000, mã 59 giùm em. Mã là 59 ạ, 59.000. Đây đây đây, mã là 59. Để coi được bao nhiêu lượt chia sẻ rồi nha quý vị. Để coi bao nhiêu lượt chia sẻ rồi nha. Ơi 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 ơi. Rồi, cái này em ngân coi để coi. Cái này xong à, bên đây quên lộn bên. Gần 1.000 lượt chia sẻ rồi mọi người, xíu nữa mọi người. Gần 1.000 lượt chia sẻ rồi, chia sẻ mạnh tay lên nhìn em đi. Gần 1.000 lượt chia sẻ rồi. Tiếp tục. Chốt chưa? Ấm trà đất em không có, 65 hồi nãy chốt cho anh Phước á. 65 của anh Phước Nguyễn, lon cà phê cả nhà. Con này là 39.000, mã 39. 59 em chốt cho lặng nhìn cuộc sống. Sao buồn vậy chị? Cho em số điện thoại nha, bên em là chuyển khoản đi hàng. Ủa xin lỗi, 59 có chủ rồi ạ. À, 64.000 mã 64 nha. Nghe lặng nhìn cuộc sống nghe buồn dữ vậy. 39 cho Ngọc Anh Nguyễn ạ. À, 39 để gộp đơn được không Ngân? Ít quá được mà anh, bình thường không sao. Mình cứ chuyển khoản cho mấy bạn à, rồi chừng nào mình muốn đi thì đi. Đây cái nồi lẩu màu đỏ đẹp quá. Size 26, sâu lòng là 10. Nói gì nữa mọi người. 64 em chốt cho anh Phạm Tuấn Bình, cho em số điện thoại nha. Bên em là chuyển khoản đi hàng ạ. À. Rồi con này 350 mọi người, đẹp xỉu. 350 giùm em. 64 cho Phạm Tuấn Bình. 64 em chốt cho anh Tuấn Bình ạ. À. Cho em xin số điện thoại. Cho em số điện thoại nha. 39 có chủ rồi Mary ơi. Con này là 1 lít chuyên nóng nè, 1 lít chuyên giữ nóng nha. Bé này là 152, mã là 152. Mã là 152. Trời. 152.000, mã là 152 giùm em. Chút nữa bể quà hết rồi mọi người ơi. Mạnh tay lên mọi người, thích quá. 152 cho Phước Nguyễn. Em thích cái này nhất luôn á mọi người. Ráng chốt cái này nha, hàng xịn đó. Quá đẹp. Rồi, tiếp tục chương trình. Đây với con lên một con quánh inox quá là đẹp luôn, dày nữa. Em này là size 22 và sâu lòng là 10. Hai đáy có từ luôn nha. Rồi, đứa này là 213, mã là 213 giùm em, đẹp lắm. Mã là 213, 213.000. Đây em có cái chảo chống dính size to, cái này ăn BBQ rồi đó mọi người. To lắm luôn. Con này là tới size 35 lận nha, 35 nè. Bếp ga giùm em nha, nó là nhôm đúc chống dính à. Rồi cái này để làm tiệc nướng rồi đó mọi người, nướng thịt rồi đó nha. 466 giùm em, mã là 466. Mã là 466, 466.000. 152 là bình hả? Lên thêm bình nước đây, mọi người thích bình đúng không?
Đây em có con bình chuyên giữ nóng nè, mấy cái miệng nhỏ như vậy là chuyên giữ nóng nha mọi người. Đấy, bên em bao nhiệt ạ? 227, 227 giùm em. Mã là 227. Mã là 227, 227 ngàn. Cái quai xếp ra xếp vô được luôn nè, ghê chưa? Mã là 227 giùm em. Cho em thêm mấy cái ấm đi, cho em mấy cái ấm đi chụp. Với nồi với nóc 227 của anh Phước. Bé này là 44 ngàn, mã 44. Chảo đó nướng mực tuột ngon và bữa nào có nướng mực tuột chụp hình lại cho em xin tấm hình em đăng nha. Đây lên một cái mâm đẹp quá. Rồi mâm này ngang là 17 và dài là 20, dài là 40 nha. Ô xin lỗi, ngang 27, 44, dài là 40, chị Loan Lê. 44 của chị Loan Lê. Trời ơi cái mâm đẹp quá, 170 ngàn giùm em. Mã là 170, mã là 170 ạ, 170 ngàn. Rồi em lên con này 2 lít nha, có từ luôn. 118, mã là 118, mã là 118. 170 của Quỳnh Nguyễn ạ. Bình của Ngân là mê chữ E kéo dài luôn á. Má ơi nó siêu giữ nhiệt kinh khủng. Rồi em cảm ơn chị nha. Đó mọi người khen dài như vậy đó mọi người. 44 chị Chi Mary ạ. 44 chị Chi Mary, cho em thêm đồ đi. Đây lên con này. Chút rồi mà. Chi Mary muộn màng quá vậy. Chi Mary sao chậm dữ vậy. Đây con này nó có lồng hấp luôn. Size đứa này là size 22 và sâu lồng là 14 nha. Có từ nè, sao mạng mọi người chậm dữ vậy mọi người, làm em chốt hớ hoài. Em tưởng là mã mới luôn á. Rồi đứa này là 191, 191. Mã là 191, xài được từ nha, có lồng hấp bên trong. Đây em lên con này, xịn sò mới tinh. 106 cho mọi người coi nè, đẹp chưa? 106 giùm em. 191 em chốt cho anh Tân Thành Ngô. Lên mấy cái nồi hấp đi cô bé, lên mấy cái nồi hấp đi. Cái này là cái gì? Cái này là cái gì không biết hả? Cái này đẹp quá mọi người. Bóp lên không? Ồ ghê. À là dở ngược bên đây. À nó là cái ấm đun siêu tốc của Nhật mọi người. 106 của Hoàng Lê. 106 của Hoàng Lê. Nhưng mà bây giờ là em không có cái đế đâu nha. Em bán cái này thôi, ai thích thì mua chơi nha mọi người ha. Không có cái đế đâu mà. Cái này ngộ quá nè. À nó là bật lên sao nó vậy hả? Nó vậy luôn hả? Thôi mọi người về tự gắn nha mọi người. Em sợ em chơi ngu quá. Ờ cũng ngộ quá nè. Rồi ok. Nói chung là nó là cái ấm siêu tốc. Nhưng mà em không có cái đế đâu ha. Nhất chính gì bù ha. Bán chơi cho vui ha. Rồi con này, con này 220 ạ. 220 ạ. 220. Mã là 220. Ngộ lắm nha mọi người. 220 nó to lắm á. Nó còn 4-5 lít á. 220, 106 chút chưa? Đồ vắt cam hả em? Dạ đúng rồi, quà tặng mọi người. Chia sẻ nhiều lên. Ai có lượt chia sẻ nhiều nhất sẽ được chọn một trong những quà tặng ở đây. Em tặng quà hơi bị độc luôn nha mọi người. Tiền quà tặng nhiều hơn tiền like nữa quá. Chắc chút nữa em bị ký đầu quá. Em lên con này, bình nắp bật. Bé này là 111, ba con số 1 giùm em. 1 lít 111, 111 giùm em. Đưa cái ấm men mới có trong bọc em lên đây coi. Chia sẻ cho thầy đi. Ừ đúng rồi, mấy em chia sẻ cho thầy đi. Đây bé lên con ấm men đẹp nha, ngon lành mọi người. Nhưng mà ở trong nó hơi bị rỉ xíu ha, nó bị xét xíu em giảm nè. 140 tính mọi người 100 thôi, tính mọi người 100 thôi ạ. À. Nó rỉ, nó bị rỉ xíu rồi em giảm giá nha. Rỉ cái lòng 100 ạ. 100 ngàn. Nồi chống dính đi nè. Con này là size, con này là size 22 và sâu lòng là 9. Bếp ga nha, 130 ngàn. Mã là 130 giùm em. Mã là 130, 130 ngàn. Để em coi được nhiêu lượt chia sẻ. Ai nhất nhì gì em báo cho mọi người hay. Rồi gần 1.000 lượt chia sẻ rồi quý vị ơi. Một xíu nữa là vượt qua 1.000 rồi đó. Cố lên, cố lên. Hôm qua là 1.001, 1.002 lượt chia sẻ. Ráng lên mọi người. Cô Ngọc Anh vẫn đứng nhất là sao vậy? Chia sẻ mạnh lên mọi người. Đây lên con này hai khóa. Mở ra nè, bật lên. 130 IV, 51, mã 51. Ấm rỉ vệ sinh được không? Thì mình rửa bên trong thôi ạ. Thì mình rửa bên trong thôi. Đây em lên con này. Bé này là size 22 và sâu lòng là 11. 51 anh Chiến Cao có số chưa? Rồi con này là 187 nồi nhôm nha mọi người. 187. Mã là 187 giùm em. Có ly hay bình nước không chị? Có nha Hoàng Tử ơi. Hoàng Tử thiếu nen hả? Có nha Hoàng Tử. Bình em đầy Hoàng Tử ơi. Rồi con này là 48 ngàn, mã 48. Nồi 132 có chủ chưa vậy? Nồi 132 có chủ chưa? Đâu có 132, 130 mà.
1, 3, 2 là cái gì kìa. Rồi con này là pháp nha, 17 và sâu lòng là 9 mọi người ơi, không hoa không từ. Trời ơi sao đẹp dữ mà có 85.000 vậy trời. 85.000 mã 85, 187 của Phong An. Đây cái bình chiên giữ nóng nè, anh nào vợ sắp đẻ thì bơi vô. Đây. Trời ơi quá xịn luôn. Em này là 300, trời 350.000. Dày lắm nha mọi người, mã là 350 giùm em. Mã là 350, 85 của Rin bé. 85 của Rin bé giùm em nha. 350.000. Cái này là 2 lít luôn đó mọi người. Siêu to khổng lồ. 350, mã là 350 giùm em. Ly miệng to có, ly 260 nha mọi người. Con này là size 23 và sâu lòng là 8 nha. Cái này là cái quánh nhôm mọi người. Cái quánh nhôm chống dính 137 giùm em. 137, mã là 137. Đây ở đây em có ly đây nè hoàng tử. Đây, ly này bữa là em bán 90.000 một cái đó nha. Nhưng mà hôm nay em ngân sale cho mọi người do vận chuyển nó có hơi trời nhẹ đó. À, một cái 90.000 mà bây giờ đáng lẽ 4 cái là 360 mà sale còn 260 à. Do nó hơi trầy nhẹ nha. Mới tin 100% luôn nha mọi người. 350 em chốt cho Minh Sinh. Minh Sinh cho em xin số điện thoại. Minh Sinh cho em số điện thoại đi ạ. Bên em là chuyển khoản đi hàng. 260 4 cái nha mấy cục vàng ơi. Bán một bịch vậy là 4 cái nè. Mình đổ nước sôi vô cầm bình thường không nóng tay luôn. Uống bia thì lâu tan đá nha mấy anh trai. À, tối ở nhà coi like của bé Ngân đi chứ đó. Để về anh húp ít dao nữa cho đủ đơn Ngân ơi. 350 cho Minh Sinh. Dao hả? Dao lên ít người chốt của em lười lắm. Cái nào mà chốt giật giọng vô mới vui mọi người ơi. Rồi con này 70 bao đẹp luôn. Mới tin 1 lít nha. 70 mã 70 à. Đó đẹp ghê chưa. Mã là 70, 70 ngàn. Rồi với Ngân lên thêm con thêm mốt màu đỏ còn nguyên tem nha mọi người ơi. 70 cho Kim Nguyên à. Ai ruột đẹp chưa. Con này là 127, 127. Có nắp đậy không chị? Nắp đậy rồi người ta cũng ly rồi mở ra hay sao? Không có nắp nha hoàng tử ơi. Rồi em lên con này lon cà phê 40 mã 40 giùm em. Mã 40 à. À 127 em Ngân xin chốt cho Loan Lê. 127 cho Loan Lê. Con này là 62.000. Mã 62. Mã 62 giùm em. Em lên cái ấm nhôm nè. Có cái quánh nhôm size 18 và sâu lòng là 8. Con này là 78.000. Mã 78 quánh nhôm nha quý vị ơi. Mã 78. Cái này là cái gì? Bình giữ nhiệt hả? Bình giữ nhiệt ngộ quá nè. Đây mọi người. À cái này là cái ủ trà đúng không? Cái ủ trà đúng không? 62 em Ngân xin chốt cho Xuân Võ. Rồi con này em Ngân cân cho cả nhà yêu là, wow cái này dữ dằn vậy sao? 250 dữ vậy? 250 nặng nha mọi người. Mã là 250 giùm em. Cái này bán cái nha. Mã là 250. Ly giữ nhiệt bán một bịch nha chị nha. Nhậu 4 người chứ nhậu 2 người nó buồn nha. À, 62 chốt cho Xuân Võ. 62 cho Xuân Võ. Rồi ok chưa? Ngân 97 hay 99? Trời ơi trời, em già rồi mọi người. 57.000 mã 57. Em 35 tuổi rồi nha mấy anh chị ơi. 78 em chốt cho Phương Thu à. Còn ai chưa cho số điện thoại thì cho bé xin nha mọi người. À, 44.000 mã 44 giùm em. Màu cam đẹp lắm. Mã 44 lấp lánh luôn. Em 35 tuổi rồi à. Đây con này trời. Chị Phương Thu cho em xin số điện thoại. Rồi 150 set này giùm em. 4 cái hố 150. Phờ răng phờ ơ gì phải không. Winalit mọi người. Winalit Yukata. Phương Thu cho bé Ngân số điện thoại nha. Bên em là chuyển khoản đi hàng. Đơn trên 1 triệu hỗ trợ 50% tiền ship à. 45 ngang là 30. Cái này là cái mâm nha mấy cục vàng. Cái mâm nha. Cái mâm này em Ngân cân là 148. 148 giùm em. Mã là 148, 148.000. 150 em chốt cho Ivy à. Nguyễn Ivy. Mọi người chia sẻ banh sát vô nha mọi người ơi. Đây lên con này. Con này là size size 25 và sâu lòng là 10, hai đái luôn. Nồi xịn. 148 của Quỳnh Nguyễn. 148 Quỳnh Nguyễn. Con này em Ngân cân cho cả nhà là 400.000 chẳng nha, siêu dày luôn. 400.000 chẳng. Mã là 400. Mã là 400 giùm em. Mã là 400. Từ từ đi. Rồi em Ngân sẽ lên cho anh hai cái bình nhỏ cho bé đi học. Bình cho bé đi học đi Trực ơi. Bé trai hay bé gái à? Bùi Ngọc Hân nhắn cái gì đó. À, 59.000 mã 59. Mã 59 à hả? 400 của Bùi Ngọc Hân. 400 của Bùi Ngọc Hân. Cho em nồi nóc kiểu dày dày nữa đi à. Nó hết cho chị tham gia rồi gái ơi. Sao vậy? 52.000 mã 52. Rosie Rusi. Mã 52. Đây cái bình con gấu đẹp quá nè. Dữ nè.
Rồi con này là 48 nha. Mã 48 có cạn đá nè, rồi có ruột luôn. Một trai một gái ok. 52 cho Xuân Võ cái này xinh nè. Rồi một trai một gái bình cho bé đi học đây nè mọi người. Rồi con này là 60, mã 60. Mã 60 giùm em Ngân nha, hiệu Themos. Tất cả những cái trên bàn này là quà tặng cho khách có chia sẻ nhiều nhất, nhiều nhì và nhiều ba. Mấy anh chị tranh thủ chia sẻ bài để được nhận quà xịn nha. Đẹp lắm mọi người ơi. 48 trước chưa? Rồi, 60 cho chị, 60 cho chị Kim Nguyên à, 60 cho Kim Nguyên. Rồi con này là 56 cho em chảo VIP đi, 56, mã 56. Đây em Ngân lên con chảo có từ đàng hoàng, chống dính. 81.000, mã 81 chảo vuông nha. Mã là 81 giúp em. Đây lên con chảo bắt được từ nè, vân đá đàng hoàng. Em này là size 27 nha, cho mọi người xem nè. Đấy xịn chưa? Bé này là 152, mã là 152 ạ, có từ 152 nè. Mã là 152. Lên mâm chữ nhật nữa đi, còn mâm chữ nhật không cho xin đi bạn ơi. Đây cái này cho bé gái được nè. Tầm 1 lít nha anh chị, 59, mã 59 giùm em. 81 có chủ chưa bạn? 81 có chủ chưa? Cái chảo nhỏ hay gì á, chảo vuông hay gì á. Lặn phải không? 81 đúng không? Lặn nhìn cuộc sống nè. À, 152 cho Cao Min ạ, 152 cho Cao Min. Rồi kịp chưa? 59 có chủ chưa? 59. Chín chưa? Mới chốt. Xuân Võ, Xuân Võ. Rồi em chào anh nha. Có thớt không bạn? Em không có thớt. Em lười lên dao quá mọi người, lên dao một chút ầm ầm nó mới vui, lên dao chút ít quá em lười quá. Rồi Rosen 69.000 cho bé đi học ạ. À. 69.000 Elsa. Mã 69 có từ nha bà ơi, muốn gãy cái tay luôn. Mâm tròn nè, mâm tròn nè. Bé này là size 36 nha, size 36. Rồi con này là 160.000, mã là 160. Mã là 160. Có từ mà. Ừ, thử chưa? Thử rồi mà. Rồi 69 có chủ chưa bạn? Tân Thành Ngô 60, 160 của Quỳnh Nguyễn. Ủ cơm, hồi nãy em có lên cái hộp cơm 4 ngăn rồi mà. 450. Rồi em này là 53.000, mã 53 ở đây. Hộp cơm 4 ngăn nãy em lên mà. 450 à, 450 bà ơi. Hiệu thêm mốt đàng hoàng. 1 ngăn nè, 2 ngăn nè, 3 ngăn nè, 4 ngăn nè, đấy. 160 bấm lộn, đúng không? Rồi, 160 chút chưa? Rồi. Cho em chảo đẹp đi. Đây, có cái nồi 53 nghìn phong. Con này là size 27 và sâu lòng là 10 luôn nha mọi người ơi. Có từ hai đáy nè. Con này là 346.000, có từ luôn. 346 đẹp quá. Mã là 346 giùm em, 346.000. Đây chảo VIP Pro luôn nha mọi người. Con này hình như là nhôm á. Nhôm nguyên khối luôn. À con này là size 25 nha. À, mâm tròn inox nữa anh chốt không kịp. Ok. Con này là 165, nhôm nguyên khối luôn mọi người, rất là đẹp. 165.000. Mã là 165, bao nhiêu cái gì ạ? 1 2 450 3 4. Rồi, 137, 137 set này giùm em 4 món. 137, mâm tròn đây ạ. À. Mâm tròn này là size 33. Rồi, ủ cơm 450 em chốt cho Đinh Hạnh. Rồi, con này là 120.000, mã là 120 ạ. À. Mã là 120, 450 của chị Đinh Hạnh. Rồi, con này là size 36 và sâu lòng là 5 nha mọi người. Em này là 140.000, mã là 140 ạ. À. Họa tiết chạy viền, 140. 137 em chốt cho Nguyễn Mộng ạ. À. Có số hết chưa? Có số hết chưa? Rồi em lên em này size 18 và sâu lòng là 10 nha quý vị ơi. Bếp ga giùm em. Con này là 115, mã là 115, 115.000 đi mấy cục vàng. Dẻo quá vậy, sao nó nhẻo vậy? Bếp ga đúng không? 140 Nguyễn 8, lon cà phê 46.000 luôn mấy cục vàng ơi. Mã là 46. 46.000 ạ. Mã là 46. Em có mấy cái này không biết là gì ạ. Thố inox size 24 nha. 72.000 giùm em, mã 72. Rồi con này là size 23. Đứa này là 83.000, mã 83, mã 83 quý vị. Con này là size 23 luôn. 84, 84, 72 cho Bùi Ngọc Hân, 72 cho Bùi Ngọc Hân. 83 em Ngân xin chốt cho Bùi Ngọc Hân luôn hả? Hay quá vậy. 83 Bùi Ngọc Hân, một cái nữa.
84 Xuân Võ, 84 Xuân Võ. Rồi bé lên con này nữa lít nha. Đây em này là 81.000, mã 81 giùm em, loại này 1 lít, mã 81, 81.000. Đây. Hiệu size nha mọi người, đẹp lắm, mới tinh luôn nè. Rồi cái này em ngân bán cái nha, một đứa duy nhất luôn. Rồi cái này bán 148.000, 148 bếp ga. Mã là 148 mới tinh ạ. 148 có chủ hết rồi nha mọi người ơi. Rồi em lên con này cho bé trai nè, con gấu 1 lít. Rồi con gấu này 81 là gì? 81 mưu sinh, ở minh sinh. Rồi con này là 81 là cái này đúng không? Rồi cái này 80 148 có chủ chưa? Phương Thu, Phương Thu 148. Rồi công rúa nè, cái này là Sophia The First nha. Em này là 63, mã 63. Xem lại cái quánh hồi nãy đi bạn ơi, xem lại cái quánh có nách nãy giùm mình luôn. Ok ok, 90 có chủ chưa bạn? Có chủ chưa? 80 á, 80 chưa. 80 cho Nguyễn Tiền, 148 có chủ chưa? Rồi Nguyễn Tiền cho em số điện thoại ạ. Phương Thu cho bé xin số điện thoại nha. Đây ngon lành cành đào, về là nấu thôi, bếp ga nha. 115.000 rẻ bèo mọi người. 115.000 không à, bằng một bình xăng đó, bằng một bình xăng đó. Có đáng gì đâu mọi người, quá rẻ luôn. Rồi con này nửa lít nè, 72.000, mã 72 đúng không mọi người? Giờ đổ bình xăng 100 mấy rồi. Có khi không được 110 mấy nè, không đủ đầy bình nữa. Đây em lên con này màu đỏ, lòng tốt, size 27, 137 bếp ga giùm em cho mọi người coi nè. 137 bếp ga nha mọi người ơi. Mã là 137, 72 cho Calo hả? Calo cho số điện thoại đi ạ. Bên em là chuyển khoản đi hàng. Rồi con này là 69.000, loại này 1 lít nha mọi người, nắp inox nè. Mã 69 giùm em ơi, mã 69 nè. Rồi mấy anh chị mới vô em chào mấy anh chị nha. Mấy anh chị có mua hàng hay không không quan trọng, 137 Lộc Nguyễn nè. Mấy anh chị chỉ cần chia sẻ bài nhiều thiệt nhiều là có cơ hội nhận được những món quà xinh xắn sau đây ha. Đây là những cái giỏ đựng kẹo hoặc là cắm hoa nha mọi người nha. Đẹp lắm à, một trong những ha. Chỉ cần mình chia sẻ nhiều nhất, nhiều nhì, nhiều ba. Một chút em sẽ thống kê sau like ngay cho mọi người luôn. Đây một trong những món quà dễ thương của em ngon nè. 69 cho Trần Nhi. Đây cả nhà mình được quyền chọn nha. Nếu mà mình lọt top 3, top 3 người chia sẻ nhiều nhất nha. 63 của Trần Nhi. Đây cái đồ vắt nước cam nè, một cái nồi men nhỏ dễ thương nha. Một nồi men nhỏ dễ thương cả nhà. Đây hoặc là một cái cốc đông. Đó. Xịn không? Đó, mọi người chỉ cần chia sẻ càng nhiều càng tốt nha. Ai thích thì mua ủng hộ, còn không thì chỉ cần chia sẻ là ủng hộ tinh thần mấy ngon rồi ạ. À. Cảm ơn mọi người. Sau live Ngân công bố quà tặng luôn nha mọi người nha. Rồi ok chưa? Tiếp tục tiếp tục. Đây bé Ngân lên thêm, mọi người thích bình inox hả? Đây con này 1 lít nha, full inox luôn. Con này là 90, mã 90. Mã 90 giùm em, 90.000. Mấy anh chị đã chia sẻ hết chưa? Mã 90, 90.000. Em có cái nồi luộc gà và có cái lồng hấp bên trong luôn nè. Con này to lắm nha mọi người, size size 27 và sâu lòng là 14 ạ. À. Mua dây chuyền có bán không hả? 90 của Phạm Tuấn Bình. Rồi, em này là 349, mã là 349. Mã là 349. Ôi cái cục hết của em đâu mất rồi. Hu hu. Đây đây đây. Bếp ga nha mọi người, 349 bếp ga có tặng lồng hấp bên trong nha. 349 dây chuyền này phải đi thỉnh đó mọi người. Phải đi thỉnh á. Ở trên này nó có con ngựa. Có một con ngựa kéo nguyên một cái dây tiền luôn á, chứ không phải là mặt đá bình thường đâu. Cái này nó có hình đó mọi người. Cái này là phải đi thỉnh đó nha mọi người. Rồi tiếp tục chảo chống dính. Ok lên chảo chống dính giùm em đi ạ. Cho xem bộ hao inox, có hao inox lên giùm em đi ạ. Đây chảo đẹp lắm mọi người, nãy giờ muốn bán chảo mà mọi người mua bình. Con này là size 24 và sâu lồng là 8 có từ. Em này là 130, quá đẹp. 130 gầu si muốn gì nữa mọi người, quá đẹp. 130 lên mấy cái chảo VIP Pro tươi tắn giùm em coi. Đây em ngân lên thêm con này vân đá trong và vân đá ngoài luôn nha mọi người, xài được bếp từ luôn nè. Con này là size 26 và sâu lòng là 7 132, mai 147.000 vân đá nè mọi người thấy không, quá xịn. 147, mã là 147. 90 của Bibo cho em số điện thoại nha, bên em là chuyển khoản rồi mới đi nè. Đây size 18 và sâu lòng là 8, cái quánh nhôm này có từ luôn nè. Cho chảo nhỏ chiên trứng đi bạn. 90 đâu? Cái gì? 90 của Bibo đó. Đây nè. Đùa.
Ủa không có mã 90 hả? Mã 90 là cái gì vậy Bibo? Sao mấy bạn kiếm không ra nè? Rồi con này em ngân cân cho cả nhà là 99.000 xài được từ. Mã 99 cho chảo nhỏ chiên trứng đi. Đây, em thích mấy cái này, bữa nay em thấy nó đẹp, em muốn like cái này. Cái này mới bán cái nha, size 18, sâu lòng là 8, đẹp lắm mọi người ơi. Cho mọi người coi nè. Rồi cái đứa này em ngân cân cho mình là 130, rất là đẹp, 130. 99 của Nguyễn Tiên có số chưa? Đây, chảo chiên trứng bếp ga nha người ơi. Con này lòng đẹp, size 18, đây lòng đẹp nha, bếp ga giùm em. Đứa này nó chỉ có 70.000 thôi, mã 70, xài bếp ga. Mã 70, 130 em ngân xin chốt cho Trần Thị Thanh ạ. Có số chưa? Có số chưa? Rồi, rồi, ok, ok. Đây, chảo xào mọi người, chảo xào sâu lòng bắt từ nữa nè. Em này là size 19 và sâu lòng là 10. 157, 157, mã là 157 giùm em, có từ luôn. Quánh nhôm của kẹo mút, quánh nhôm có chủ chưa? Lấy cái quánh nhôm khác cho kẹo mút đi, có từ á. Đây, quánh nhôm khác cho kẹo mút nè. Cả nhà chia sẻ mạnh bạo lên chứ nhiều quà quá rồi sao mọi người. 157 em chốt cho Ngọc Sơn nè. 157 đây, chảo chiên trứng thơm dai chưa có nha. Con này size 21. 104, 104 vân đá có từ, 104 giùm em nha. Đây con này, đây nè kẹo mút có từ luôn. Kẹo mút bằng 107 bấm giùm em đi kẹo mút. Mã là 107, quánh nhôm xài từ. Hôm trước mua được mấy cái đĩa Mỹ đẹp quá. Dạ em cảm ơn nha. Đó mọi người thấy chưa, đồ inox với ôi xin lỗi, đồ Pháp với đồ Mỹ của bé Ngân hơi bị đẹp luôn á mọi người. Lúc đầu chị đó đòi xả 70.000 mã 70, lúc đầu chị đó đòi xả hả? Sao vậy? Thì thấy hơi chạy cái mình nói là không chạy đó là qua camera nó soi thôi. Thứ nhất là tại vì nó là đồ si, với lại qua camera nó soi cho mọi người, mọi người cầm ở ngoài không có thấy. Cái camera nó khó ưa, giống như camera iPhone vậy đó, mình nhìn ở ngoài cũng 7-8 nút đưa vô camera iPhone như Hà Bá vậy đó. 106 con này một lít nha, 106 giùm em. 106 ông nói bình nước 90, bình nước 90 coi lại giùm em coi, bình nước 90 coi có cái nào đấy không. Chắc là có chủ rồi, lấy cái khác đi người ơi. Đã chia sẻ nhiều lên lận nhận quà mọi người, quà nhiều quá mà hơi dẹp mất công nha. Người đẹp bán gì cũng đẹp, em cảm ơn anh Thành nha. Chốt lại cái bình nước đi người ơi, bây giờ em thề em không nhớ cái đó là cái nào luôn á. 107 của chị kẹo mút. Chị kẹo mút ok, rồi em lên con này. Con này là 150 nè, chiên giữ nóng nè, mấy cái miệng nhỏ như vậy là chiên giữ nóng nè. 150 giùm em, 70 cho Bibo giùm em, 70 cho Bibo. Chảo chiên trứng mọi người. Có từ rồi, luôn. Số điện thoại. 92.000 mã 92. Mã 92. Mã 92 giùm em. Ai chà cái ly vàng này nó đẹp mọi người ơi, nó đẹp quá luôn á. Vàng chanh nha, em thích màu vàng nha, màu vàng đẹp. Bi cúc đàng hoàng, 60 mã 60 hiệu bi cúc nha. Nó mới, nó như mới luôn á mọi người. Mã 60 giùm em. Nhân viên em cẩn thận quá. Dạ, lót từng cái dĩa luôn á chị. Bên em bán đồ Pháp mọi người yên tâm. Tới tay mọi người bể cái nào em đền cái đó mọi người. Chị bị hả? Bình chị gì? Bình chị nhìn trong mới, nhìn xấu quắc mà về vệ sinh cái là thành đồ xịn liền. Dạ đúng rồi mọi người, tại vì đồ si mọi người về chỉ cần rửa lại là nó đẹp rồi mọi người. Em thì chỉ rửa sơ sơ cho nó sạch thôi chứ đâu thể nào rửa 100% như nhà mình xài được. Ai khen gì? À rồi ok, mấy cái bình này em đảm bảo với mọi người, bên ngoài á ví dụ nó có trầy xước thiệt nhưng mà bên trong về là ngon lành luôn, tại người ta cũng uống nước như mình thôi. 60 của chị Thanh nghe. 53 mã 53 giùm em, mã 53, 53.000. Con này Joji Rusi. Những cái bình này nè, mọi người mua ở đây mọi người thấy rẻ nhưng mà khi mọi người mua mới vài trăm ngàn tới 1 triệu mấy một cái là bình thường mọi người. Đồ si cho nên em bán rẻ cho mình về xài ạ. 52.000 cái này màu xanh đẹp nè, mã 52. Mã 52 giùm em. 53 cho Nguyễn Tám ạ. Rồi bé này 83.000 đẹp xỉu luôn mọi người, mã 83. Chốt đơn bảo là đĩa trầy nhé chị mà về mới con. Dạ, lên một mớ đồ Pháp đi. Cái đó là tụi em phải nói trước. Tại vì có 52 của chị Thanh Nga. 52 của chị Thanh Nga có mấy khách rất là khó mọi người về kia thiếu điều mà lấy kính lúp soi á, cho nên là thà em nói trước mấy anh chị du di được thì mua. Chứ còn mua hàng mà soi quá em sợ lắm mọi người. 110.000 2 lít có từ có còi. Em nói vậy thôi chứ về mọi người nhìn bằng mắt thường ha, ít khi nào thấy lắm mọi người. Nó có trầy thiệt nhưng mà trong mức chấp nhận được so với đồ si. Như cái này mọi người mua mới đúng không? Một cái của nó rơi vô là cả chục đô một cái mọi người, đô la. Chứ đâu phải rẻ đâu, ở đây bán đồ si cân ký mà soi quá em thua luôn á.
Con này size 22 nè, ngang là 16 và sâu lồng là 5. Nói chung là ưng nhé, nhân viên cẩn thận. Dạ em cảm ơn chị, em lên đồ Pháp luôn đây nè. Đây, em bán một lần 5 cái không bán lẻ nha quý vị ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 165.000 5 cái ạ, 165. Mọi người cứ xài đi, ưng ý thôi mọi người. Đó, mọi người thấy khách đã mua rồi khen đó, chứ phải em tự khen đâu. 165.000 5 cái, em bán một set 5 cái nha. 165 lon lê, rồi, một, ủa xin lỗi 265, xin lỗi 265 mọi người, em nói nhầm 265, xin lỗi xin lỗi. Bình siêu thị mắc mà không giữ được lâu, bình của shop chị để đá cỡ 3 ngày chưa tan, em cảm ơn ạ. Xin lỗi mọi người, 265 em nói lộn, em nói lộn lỗi em. 265 em nói lộn. Rồi, đây con này size 20 nha mọi người, size 265 Thanh Quyền Nguyễn. Đây, 5 cái dĩa vuông nha, mấy cái này để gỏi đồ đẹp lắm, rau luộc hay là để thịt nguội mọi người. 5 cái này là 265 cho anh Tân Thành Ngô. 280 ạ, 280 mã đó đó. 280 mã là 280 giùm em. Mã là 280, 5 cái dĩa vuông như thế này nha mọi người. Ở sau là made in Frank hết, mọi người cứ yên tâm. 280 cho chị Loan Lê. 280 đây. 265 em chốt cho anh Tân Thành Ngô một set nha. Em bán một set 5 cái mọi người. Tại vì đã sale sập sàn rồi cho nên là không có bán lẻ nha. 280 cho chị Thanh Tiền Nguyễn giùm mình luôn. Rồi 280 của Loan Lê, đây của chị Thanh Tiền Nguyễn 280 nè. 280 5 cái nha mọi người nha. Em bán theo set cho nó nhanh, không có bán lẻ nó lâu. Đây sâu lồng tròn đây ạ. Rồi cả nhà còn ai lấy thì cứ comment giùm em. Em lên mã tiếp theo. Bé này là size 20, thử một lần mua về xài coi đồ Pháp của em Ngân nó làm sao nha mọi người. 280 cho chị Cúc Châu luôn bạn ơi. 280 cho chị Cúc Châu. Rồi. Ơi cái set này rẻ, có 100 có 199.000 thôi, 5 dĩa. 199 280 cho Nguyễn Tám Phượng Chiến luôn ạ. 280 cho chị Phượng Chiến. 199. Kêu mấy nhân viên không lo soạn hàng ngồi đó comment chi. Vãi. 199 cho chị Hai Mai thì mình giả bộ comment cho khách tưởng thiệt chứ làm chi. Thiệt mọi người, em chưa bao giờ chơi bẩn vậy, em nói thiệt với mọi người luôn á. Con nè, nhân viên của em có vô chia sẻ bài nhưng mà những cái lượt chia sẻ đó em vẫn bỏ qua, em tặng quà cho mọi người từ trên tới dưới là khách không luôn. Chứ ví dụ như em nói là ba mã đó là của nhân viên của em comment đó, mọi người có biết không? Ý là cái lượt chia sẻ đó nhân viên em vẫn chia sẻ như mọi người mà. Em chưa bao giờ chơi bẩn trong làm ăn luôn, mọi người cứ yên tâm. Bán được là được, bán ế quá tắt like đi nhậu mọi người. Không có đáng gì mà phải ngồi comment khen, không có đâu mọi người. Nhân viên em chuẩn luôn đấy. Dạ em cảm ơn. Con này là size 20 và sâu lồng là 5 nha mọi người. Em Ngân lên. Xong chưa, kịp chưa? 199 của Lu Ngân cho em số điện thoại đi ạ. Hai Mai nữa nè. 208 hồi nãy có Nguyễn Tám Phượng Chiến bấm hết chưa? Cúc Châu kịp không? Để nó bấm đi, Thanh, ừ thì cứ bấm đi, Thanh Huyền Nguyễn kịp chưa? 208. Rồi, 199 cho Hai Mai nè. Luôn ngon cho em số điện thoại ạ. 199 của Cúc Châu. Rồi ok chưa? Mọi trời chứ mà ở đó mà vô kêu em nói nhân viên bình luận không bao giờ mọi người. Nhân viên em không hết việc làm. 320.000. Cái này là sâu lòng luôn nha mọi người, đựng thịt kho, cá kho, 5 cái 320 giùm em. 320 5 cái, made in Frank đàng hoàng nha mọi người. 320.000, mã là 320, mã là 320, 320.000. Để em nói cho anh chị nghe, tại vì em thích cái nghề này, tự nhiên em dính vô 3 năm nay rồi, nhà em có công việc làm mọi người. Nhà em hầu phế liệu nguyên khu vực này ai cũng biết hết á. Tự nhiên em tách ra em làm cái này chứ. Nhà em là muốn mười mấy 20 công nhân chứ không phải là không có chuyện làm đâu mọi người. Thích thì làm chơi thôi. Đây, con này là size 22 và sâu lòng là 17 nha. Đây, chảo này là chảo hình giống như là hình chữ nhật ấy, dĩa hình chữ nhật nha. Dĩa hình chữ nhật nha. Đây con này. Con này là 275. 275 còn nguyên tem luôn quý vị. 275, mã là 275. Mã là 275, 275.000. Mọi người ghẹo em đó hả? Em like không có áp thế này nhìn nét hẳn. Mã là 275, 275 5 cái nha, quá đẹp luôn. Mã là 275 giùm em. Thanh Huyền Nguyễn ạ, Thanh Huyền Nguyễn. Rồi con này là size 16 quý vị, size 16 sâu lòng. Như cái này em nghĩ là nên đựng cá kho, thịt kho chút chút đó mọi người. Phượng Chiến 275 ạ. 5 cái này, 5 cái này. Đồ Pháp của em ngon mọi người cứ yên tâm, chuẩn lắm. 200.000 thôi ạ. 200.000 5 cái, dễ thương lắm, 200.000. Tắt like đi. Bay nè, chơi không là gì. 200.000, mã 200, mã 200, 200 Loan Lê.
200 Loan Lê, soạn ra giùm mình đi bạn ơi, bấm bill đi. 200 cho Loan Lê, 200 cho anh Tân Thành Ngô. Mà 200 cho anh Tân Thành Ngô ạ. 200 là tròn nhỏ đi đây. Cho một bình giữ nhiệt, đợi em cái baby, đợi em cái nha. Em lên cho nốt mấy cái này đã. Em lên hết mấy mã này. Con này là size 16 và sâu lòng là 5. Cái này thì em sẽ đựng hạt hướng dương, hạt dưa ha. Rồi ok, 5 đứa này nó chỉ có bác ăn cơm 60 ngàn một cái. 170 thôi mọi người, 175 cái luôn. 175 cái giùm em. Mã nào qua một lần thôi ha mọi người ha. Mọi người thích cái nào thì chốt luôn, em không quay lại ha. 170 ngàn, mã là 170 giùm em. Mã là 170. 170 cho hai mai, 170 cho hai mai. Mã tiếp theo đi ạ. 170 Nguyễn Tám, 170 Nguyễn Tám. Mã nào em lên rồi em qua một lần không quay lại. 170 của chị Trâm là 170 của chị Thanh Nga, 170 của chị Phúc Châu. Rồi ok, cảm ơn mấy baby nhiều nha. Đây con này gọn sống size 22. Cái này để rau xào rất là đẹp nha mọi người. Đây mọi người thấy không, mướp xào rồi đó, mướp xào lòng gà rồi đó. 1, 2, 3, 4, 5 cái. 5 cái này chỉ có 250 rồi. 250 5 cái giùm em. 250 5 cái nha. Đây đẹp xuất sắc mọi người yên tâm. 250, 250 5 cái giùm em. 170 của chị Loan Phú Tài. Loan Phú Tài cho em số điện thoại nha. À, hai mai là anh, sorry ạ. À. Loan Phú Tài cho em số điện thoại nha. Bên em là chuyển khoản đi hàng, đơn trên 1 triệu hỗ trợ 50% tiền ship. Cái dĩa 8 cạnh size 20 ạ. Dĩa 8 cạnh size 20 nha mọi người. 1, 2, 3, 4, 5 cái. Rồi 5 cái này là 260 giùm em. 260 dĩa 8 cạnh size 20 ạ. Sale duy nhất hôm nay thôi nha mọi người. Cho em coi cái 260 giùm em con này đi ạ. 260 set này 5 cái nha. Cái gì quên mất rồi, chén ăn cơm. Chén ăn cơm. Đây con này là răng cưa nhuyễn, răng cưa nhuyễn size 21 và sâu lòng là 5. Đây cả nhà, đẹp xuất sắc luôn, sâu lòng. Ở dưới đây có chữ Made in France ARC, em bé cầm cung tên nha mọi người nha. Hàng chuẩn Pháp ạ. Rồi 5 cái này là 295, 295. Đây, 295 có sâu lòng. Mã là 295 giùm em, 295 ngàn. Đây, chén 60 ngàn một cái, chén Pháp 60 ngàn một cái giùm em. Mã là 60, mã là 60 cả nhà yêu. ARC, em bé cầm cung tên đàng hoàng ha. 60 ngàn một cái ạ. Rồi, dĩa cơm sườn, dĩa cơm sườn. Bé này là size 24 nha, size 24 mọi người. 5 cái dĩa cơm sườn này là 340 ngàn, mã là 340, cái dĩa này lớn nha. Mã là 340. Rồi ok, hết cái này em lên đồ inox nữa nha. Mấy anh chị ai còn muốn xem đồ Pháp thì nói em biết ạ. 340 ạ, 340 còn nguyên tem luôn. 340 giùm em, kéo qua. Rồi ok, em ngân lên bình giữ nhiệt, hồi nãy anh trai nào kêu nha. Ai còn muốn coi đồ Pháp thì nói em biết nha mọi người. Ai lên con này màu hồng nữa lít. 61 ngàn, mã 61. 340 của anh Tân Ngô Thành. 340 em chốt của anh Tân Ngô Thành. 340 của anh Tân Ngô Thành. Thêm con này full inox. Chén cơm 60 ngàn một cái, chị lấy bao nhiêu cái ạ? À? Rồi con này là 77, mã 77 giùm em. Mã 77 lao sẵn đi. Chị dễ thương mà còn đẹp nữa. Cảm ơn nha. 61 em chốt cho Thanh Nguyên, cho em số điện thoại đi ạ. À. Bên em là chuyển khoản đi hàng. Tô Pháp không có, à, tô có tô nha, có tô giùm em. À, 63 ngàn, mã 63. 77 em chốt cho Huy Đẹp, cho em số điện thoại đi ạ. À. Ba cái chén cho Cúc Châu nè. 77 Huy Đẹp rồi nè, lên chảo nữa có luôn baby, có hết á. Rồi đây em này, size 21 mọi người coi vân đá nè mọi người, nhức nách. Em này là 105, đẹp xỉu luôn, có từ 105 giùm em. Ngô Thành 10 cái chén. Đây em lên cái em lên dĩa cho lên tô cho mọi người nha. Con này size 16 và sâu là 6 nè, cho em chiếc lông này. Rồi cái này 5 cái chén cho Nguyễn Tám giùm mình đi bạn ơi. 10 cái chén cho anh Tân Ngô Thành, 3 cái chén cho chị Cúc Châu. Rồi cái này tô là 70 ngàn một cái nha mọi người. Mã số 2 đi ạ. Tô này mã số 2, 105 cho Na Hoàng. Đây em lên mẫu tô này mã số 1 nè, 70 hết đó mọi người. Mọi người nói là tô số 1, tô số 2 bao nhiêu cái là em biết nha. Đây tô này là số 2 đi, tô em bán đồng giá hết. À, số này là số 2 ạ, à. Số 2 nha. Tô này là tô số 1, tô số 1 kèm số lượng. 105 chút rồi, để em lên thêm cho. Con này là size 18 và sâu lòng là 6 nha. Rồi con này mã số 5. Đây tô đây mọi người, tô nó tô con thôi ạ. À. Tô số 5 70 ngàn một cái nha. Tô số 3, tô số 3 có vẻ là lớn nhất á. Tô số 3 có vẻ là lớn nhất nha. Tô số 3 size 18 và sâu lòng là 6 nha. Tô số 3. Bình giữ nhiệt hả? Rồi em lên thêm liền. Đây số 4 mọi người, số 4 là dạng tô tròn. Em này là size 18 và sâu lòng là 6 nha.
tô số 4 có số hết nha mọi người. 4 nè, 3 nè, cái 3 nè, cái 3 nó như thế này. Rồi 2 nè, cái 2 nè. Rồi cái này là 5. Tô 5 là như bông cúc vậy đó. Rồi số 1 đây nha, số 1 ok chưa? Rồi tiếp tục. Đây em lên bình giữ nhiệt nữa đi mấy anh chị còn xem bình giữ nhiệt á. Đây em lên bình giữ nhiệt cho mình nè. Con này tầm 1 lít hiệu Themos nha, 137.000, 137, mã là 137. Rồi em Ngân chào mấy anh chị mới vô nha. Mấy anh chị chia sẻ mạnh tay giùm em Ngân đi ạ. À, em Ngân dành rất là nhiều phần quà cho những khách chia sẻ nhiều nhất, nhiều nhì và nhiều ba nha. Cuối like thì em Ngân sẽ công bố kết quả cho mình trên trang nhà gốm Tuệ Lâm, mọi người vào nhận quà nha. 137 anh Trí Hùng cho em số điện thoại đi ạ. 137 anh Trí Hùng. Rồi, con này là nãy nói mấy quên rồi. 110 giùm em ạ, 110, mã là 110, mã là 110, thêm chảo đẹp đi bạn ơi. Đây bé này 1 lít nha, mấy anh chị chia sẻ mạnh tay giùm em nha. 149.000, con này 1 lít chuyên giữ nóng ạ. 149.000, mã là 149 giùm em, 149. Tô mã số 3 và mã số 2 cho chị Cúc Châu, mỗi thứ một cái hả chị? Mỗi thứ một cái hả chị? Số 3 hai cái à, ok. Mã số 4 hai cái rồi, ok. Tô số 4 hai cái cho anh, số 3 hai cái cho chị luôn. Đây số 4 là tô tròn nè, số 3 là tô này nè chực. Nè, lấy đi, bấm đi nha. Rồi còn ai lấy tô comment em biết ạ. 45.000 con này, mã 45. Mã 45 giùm em Ngân nha. Rồi bé Ngân lên bình này nửa lít rất là đẹp. Đây mọi người xem hiệu Themos nè. Con này là 61.000, mã 61. Còn chị Ngân 244 cái ạ. Có 260 chứ 264 cái. Em lên con chảo chiên trứng lòng đẹp mọi người. Lòng đẹp vỏ đẹp. À, xem lại tô 2 và tô 3 61 nghìn phong đi. Tô 2 và tô 3 đi ạ. Tô 2 như vậy giống cái tô con của mình á, tô 3 này. À, giống cái tô nước mắm của mình đó mọi người. Rồi 61 có chủ 61 là gì nhiều người chốt như vậy? 91.000, mã 91 đâu coi 61 đây. À đây thích kiểu đấy hả? Đây bình nắp bật á, đây bình nắp bật còn mọi người, con này màu trắng nè. Tô số 3 hai cái bấm ra đi rồi lấy sao nè. Tô số 3 hai cái cho anh Tân Ngô Thành giùm mình. Đây số 3 hai cái. Rồi em này em Ngân cân cho cả nhà là 68 quý vị, mã 68 giùm em. Mọi người thích bình hả? Đây như cái này là cái ly cà phê có nắp nè. Em này là 56.000, lòng rất đẹp nha mọi người. Bên em là bao nhiệt hết cho nên là mọi người cứ yên tâm. À, con chào mẹ. 68 chốt cho 68 chốt cho Thanh Nga ạ. Rồi cho em coi ly đây nè baby, ly đây ạ. Ly này bữa bán 90.000 một cái, không bớt 1.000 luôn á mọi người. Nhưng mà do vận chuyển á, nó tự cọ vô hộp đó, nó có xước một hai đường. Đó cho nên là em Ngân sale nhanh cho mình luôn nè. 4 cái đáng lẽ là 360, sale còn 260 nha. Mình đổ nước sôi vô cầm bình thường không nóng tay, uống bia uống cà phê rất là lâu tan đá nha mọi người. Dung tích của cái ly này là 450ml. Mấy chị mà mua, mấy chị bán sinh tố mua rất nhiều mọi người. Giống như khách người ta ngồi lâu sinh tố nó vẫn lạnh hoài luôn, không sao hết. 264 cái giùm em, 264 cái. Lên cái bình màu hồng cho mấy chị chưa chồng nè, con chưa nghỉ nè ơi. Rồi con này là 58.000 quý vị, mã là 58 giùm em. Một set ly cho chị Hiền Nguyễn, cho em số điện thoại đi ạ. Một set ly, ly này em bán chị có nghe khách khen chưa, nghe ai chê câu nào đúng mọi người. Một set ly cho chị, bấm set ly đúng không chị Thanh Tiền, Thanh Huyền Nguyễn giùm em. 58 chốt cho chị Hiền Nguyễn, có số chưa bạn? Rồi Thanh Tiền Nguyễn nè, 264 cái, một cái có mấy chục ngàn, có 65.000 à. Đây em lên con này là nhôm đúc nguyên khối luôn nha mọi người, lòng rất là mới luôn nè. À, một set ly cho chị Lưu Ngân, có số chưa? À, em gái hôm nay đẹp quá, em cảm ơn anh Cường Quỳnh nha. Rồi 215.000 bao xài mọi người, rất là xịn nha. 215 nhìn cái lòng quá đẹp. 215. Đây một set ly nữa nè. Còn ai lấy ly không mọi người? Ly này em bán không biết bao nhiêu cái mà nói luôn hả? 4 cái ly cho anh Tân Thành Ngô, 4 set hay là 4 cái ạ? 4 set hay là 4 cái? Đây bé lên một cái nồi luộc xương. Cái này mọi người mình luộc xương là nó không có sợ rớt xương dâm. Bữa em hóc xương lợn, xương heo một lần tưởng chết rồi đó. Tô nào sâu lòng cho chị 3 cái. Rồi tô số 4 đi ạ. Lấy tô số 4 3 cái cho chị Phượng Chiến. Con này size 23 và sâu lòng là 9 nha. 4 cái cho anh Thành kìa. 215 cho Na Hoàng. Lấy bấm cái ba cái tô sâu lòng cho chị Phượng Chiến đi kìa. Nghe không vậy? Ba cái tô sâu lòng cho chị Phượng Chiến. Rồi 295 giùm em. 295, mã là 295 quý vị. Mã là 295. Bếp ga nha, bếp ga. Chị xem đây tô chị, tô này em nghĩ là sâu lòng nhất rồi nè, tô số 4. Tô số 4 sâu lòng như là 6.
Đúng rồi, sâu lòng là 6 được không chị? Mới đi về nghỉ chớ đau đó con hả? Không sao đâu mẹ, con ráng like xí không sao. À, không có bán hai cái ly à, em bán một set 4 cái tại vì em đã giảm giá rất là mạnh rồi. Mọi người không thương em gì hết trơn á. À, muốn giảm giá hả? À, có cái gì hot không giảm giá coi. Con này là 56.000, mã 56 giùm em, màu hồng. 6 hả? Thì tô pháp nó chỉ có màu trắng thôi chứ đẹp sao mà đợi. Muốn màu gì? Đây em lên con này, lên một cái lon cà phê cho mọi người nè. Em này là 66.000. 66.000 mã 66. 4 cái ly cho Nguyễn Tiền giùm em. 4 cái ly cho chị Nguyễn Tiền ạ. Không có xấu đâu chị, tại đồ pháp thì nó đơn giản vậy thôi. Đây em lên cái bình chiên giữ nóng nè, mấy cục vàng chia sẻ hết chưa? Để em chuẩn bị công bố đó nghe. 66 là gì bạn? Nguyễn Tám. Rồi, 201 giùm em, chuyên giữ nóng 1 lít nha. 201, mã là 201, cái quai xếp vô được nè. Hiệu Joji Rusi. Đây, em ngon lên một cái nồi to. Con này để luộc gà nha. Size 24 và sâu lòng là 14. Hao inox còn nhau nhôm thôi à, người ơi. Rồi, cái đứa này em coi coi nó có từ không đã. Bếp ga giùm em nha. Rồi, con này là 295, mã là 295 giùm em. 295.000. Cái, bây giờ em chỉ còn thao nhôm thôi à. Đây em ngon có một cái ấm mọi người. Nó có lưới lọc bên trong, mình có thể nấu nước đậu đen nè. Rồi xong rồi mình nấu rút bát đồ uống, rót trực tiếp luôn, không cần phải lọc lại. 129, loại này tầm 2 lít rưỡi nha. 129, mã là 129 giùm em. Thôi em sale thao cho mọi người đi ha. Rồi còn thao nè. Con này là size 26 và sâu lòng là 11. Mấy bữa là bán 45.000, sale cho mọi người còn 40 đó. Sale hôm nay thôi nha, 40.000 mã 40 giùm em. Mã 40, 40.000. Rồi, mấy anh chị chia sẻ giùm mấy Ngân nha. Đây, em chào mấy anh chị mới vô. Mấy anh chị có mua đồ hay không mua đồ cũng được à. Chỉ 40 cần... của chị Vinh Hạnh. 40 của Vinh Hạnh rồi. Chỉ cần mấy anh chị chia sẻ bài giùm em Ngân là được à. Em xin nhắc lại những cái quà sau đây. 40 của chị Trâm Ngọc. 40 Trâm Ngọc đây nè, hai cái chảo này nha. Rồi, một cái tô to rất là đẹp mọi người ơi. Cái này đựng cái đẹp lắm, quà tặng nha. Khách chỉ cần chia sẻ lên hội nhóm thiệt là nhiều, nhiều nhất, nhiều nhì, nhiều ba là được. Đây, thành 42 mấy cái đồ đựng kẹo nè mọi người. Mấy cái đồ đựng kẹo rất rất là đẹp luôn. Nguyễn, hai cái. Đây, Nguyễn mọi người chia sẻ giùm em ạ. Càng nhiều càng tốt nha mọi người nha. Đây, hai cái ly uống rượu nè, xịn không? Một trong những nha, một trong những. Rồi, cái đồ vắt nước cam nè mọi người. Chia sẻ mạnh tay giùm em nha. Đây, em lên thêm con này. Đây, tặng luôn nha mọi người. Đó, mọi người nhiều nhất, nhiều nhì, nhiều ba là được quyền chọn quà nha. Không cần mua hàng, chỉ cần chia sẻ, nhiều là được chọn, nhiều là được chọn nha mọi người nha. Đây, ok chưa? Chỉ cần chia sẻ thiệt là nhiều được chọn. Đây, cái bình hoa nữa nè, một trong những quà này ha. Đây, ở đây em có một cái cốc rót nè mọi người, tặng luôn. Đó, thích cái nào chọn cái đó, thích cái nào chọn cái đó. Đây, mã 40 một cái cho chị Ngọc Châu, Bùi Ngọc Hân nữa nè. Nó áp suất em có nha anh Kim ơi. Nồi áp suất em có hai cái 40 cho chị Hiền nữa. Cái thao gì mà 40.000 kiếm đâu ra mọi người, mới chưa xài đàng hoàng nha. Hai cái thao cho chị Nguyễn Hiền, có một mình em Ngân có thôi. Đây em Ngân lên để coi được bao nhiêu lượt chia sẻ rồi, có ai thương em không nè. Một chút xíu nữa mới được 1.000 nữa nha, chưa có được 1.000. Hôm qua tới 1.200 luôn đó. À, một cái cho Mộng Điền. À, anh nay mua nhiều có quà khuyến mãi không bé Ngân hả? Để em coi có nhiều cỡ nào nè. Chia sẻ đi à, chia sẻ giùm em đi nha. Càng nhiều càng tốt, để có gì em kêu bạn coi nhiều sao bạn tặng quà cho mình nha. 40 cho Mộng Điền, ở đây khách nào cũng mua nhiều hết. Nói vậy em biết làm sao luôn á. Đây gần 1.000 lượt chia sẻ rồi, cả nhà yêu chia sẻ mạnh tay giùm em nè. Một cái cho Thanh Nga. Một cái cho chị Thanh Nga, còn hết. Còn một cái cho chị Thanh Nga, chia sẻ mạnh, nhanh tay đi mọi người, nhanh tay đi ạ. Bữa bán 45.000 cái đàng hoàng, đây mọi người thấy không? Hàng mới, nguyên tem, giấy lót đàng hoàng. Chứ đâu phải là bán đồ tào lao đâu mọi người. 40.000 một cái chắc có em bán quá. 40.000 một cái giùm em, mã 40. Mã 40 đi ạ. Rồi em Ngân lên thêm cho mình ha, lên đồ ha. Đây, bình nước đi, con này nắp bọt. Trắng tinh luôn, trắng tinh như Ngọc Trinh ạ. 69.000, mã 69. Mã 69 quý vị ơi. Đây, biết Ngân lên con quánh nhôm cho anh chị. Size 18 và sâu lòng là 8. Con này là có bắt từ và cái cán gỗ rất là đẹp nè. Rồi em này là 108. 108 giùm em. 69 Ngọc Bích ạ. 69 của chị Ngọc Bích. Đây cái bình tập thể thao ha. Cái bình này mình cầm đây nè. Đây con này là 61. Mã 61 giùm em. Mã 61 xí nha mọi người. Cho em lên cái set dĩa này cái mọi người ơi. Nó đẹp quá em phải lên thôi mọi người. Em tính ngưng đồ pháp rồi mà cái này nó đẹp thiệt. Rồi con này là size. Con này là nó size 25 nha quý vị. Size 25 đẹp và mỏng nhẹ luôn. Còn tem nữa nè. Rồi năm cái này là
300.000, 300.000 năm cái, rất là đẹp nha mọi người. 300.000 năm cái giùm em. 300.000 năm cái dĩa, dĩa oval, cái này nó giống như là hình quả trứng vậy đó. Đây nó như vậy, nó không phải tròn nha. Rồi ok, 300.000 năm cái dĩa pháp đẹp giùm em. Tại đẹp quá phải khoe một cái mọi người. Lên cái nồi nhôm, con này là size 21 và sâu lòng là 17. Bé này em ngân cân cho mình là 100, em bán 120. 120 giùm em, còn mới nè, chưa gắn nấm luôn. 120.000 nồi nhôm mới chưa xài nha mọi người. Mã là 120 anh chị. Rồi mấy cục vàng của em thích cái gì comment đi em lên liền cho mình nha. Quà tặng bữa nay nhiều quá chừng trời luôn rồi. Ê quên, trời quên một chút, để quên cái miếng này lại. Một chút quên cái miếng màu đen. Rồi 120.000 cái nồi mới, nồi nhôm mới chưa xài. Mã là 120 giùm em. Lên mấy cái nồi to, cái bình to dưới chảo đẹp giùm em. Mã là 120. Đây em ngon lên con chảo nhôm nguyên khối nè. Bếp ga nha, lòng màu nâu rất là đẹp. Con này em ngân cân cho cả nhà là 165. 165 nhôm nha mọi người. Mã là 165. Đồ thủy tinh đẹp, đẹp lắm luôn á mẹ. Mấy cái này là con lựa từng cái luôn à. 120 cho Huyền Võ. Cho em số điện thoại đi Huyền ơi. Bên em là chuyển khoản đi hàng. Đây như cái bình này mọi người nhìn nè. Bên cổ nè, từ cổ vô trong là nó mới tinh. Rồi con này là 149. 149. Mã là 149. Có đũa pháp không cho chọn bộ. Pháp làm gì ăn đũa anh. Pháp nó ăn dao muỗng nĩa. Dao muỗng nĩa bên em bán 180 một ký. Nửa ký 100.000. Pháp nó ăn dao muỗng nĩa nha. Anh Thành thử em hả? Phải không? 149 chốt cho chị Thanh nha. Đây bé này là Sahara Tiger 300ml, 61.000 còn nguyên tem luôn nha mọi người. Mã 61 giùm em. Đũa hả? Để em sale luôn nha. Đũa em sale cho cả nhà luôn nha. Đây đũa này là 50.000 một túi. Hôm nay mọi người mua 1 em tặng 1, mua 2 em tặng 2, mua 3 em tặng 3, mua 10 em tặng 10 nha mọi người nha. Ok không? 61 cho Tiền Nguyễn ạ. À. Mua 10 tặng 10, mua 1 thùng tặng 1 thùng, mua 2 thùng tặng 2 thùng ạ. À. Ok chưa ạ? À? Rồi, 50.000 một túi nha. 50.000 một túi, mua 1 tặng 1 giùm em, mua 1 tặng 1. Ghê không? Thấy uy tín không? Mua 1 là tặng 1 đàng hoàng. Rồi, em lên con này màu đỏ có dây đeo nha mọi người, đẹp nha. Rồi, bé này là 135, 135 giùm em ạ. À. Mã là 135, bình giữ nhiệt 135.000 có dây đeo luôn. Mã là 135. Ôi cái này đẹp dữ vậy. Cái này xịn nha mọi người. À nó như vậy nè. Cái lồng của nó mở ra mở vô được nè mọi người. Xịn quá vậy. Wow. Rồi ok. Rồi cái này em ngân bán cho cả nhà một cái duy nhất luôn nha. Để dành chiên đồ mọi người. 50 vui vẻ đây ạ. 50 vui vẻ một cái duy nhất luôn. Hàng độc nè. Rồi cái chân để trái cây trên bàn cúng. Ê chân này đẹp quá sao không để nhà mình. Chân này đẹp quá giờ để cúng địa nhà mình đi. Rồi em lên nha. 50 em ngân xin chốt. Trời ơi muốn bể cái điện thoại luôn á. 50 mới giật nè. 50 chốt cho Huyền Võ. 50 cho Huyền Võ nha mấy đại ca. Đây em lên con màu hồng nửa lít này. Đứa này em ngân cân cho cả nhà là 62.000. Mã 62. Tao coi được nhiêu lượt chia sẻ rồi. À, lượt chia sẻ là được một xíu nữa. Được 1.000 rồi. Chút nữa. Gần được 1.000 rồi mấy cục vàng. Đây em lên con này có từ luôn nha. Rồi đứa này em ngân cân cho cả nhà là con này là 204 nha mọi người, hàng hiếm nha. 204 giùm em, rất là dày luôn á. Mã là 204, ruột ngon lành. Để chị đĩa hoa quả hả? Mọi người thích đĩa hoa quả hả? Lấy dĩa khác đi chụp. Đây mới ngon lên con này. Con này không quay, size 27, sâu lòng là 7 nha. Vân đá, có từ luôn nè, cho mọi người xem nha. Vân đá đàng hoàng. Rồi em này là 151, 151, mã 151, đuổi nhựa Nhật nha. 204 chút cho Thanh Huyền Nguyễn. 204 cho Thanh Huyền Nguyễn ạ. Đũa này đũa nhựa của Nhật nha mọi người ơi. Đây em lên cho cả nhà. Nhiều size quá ta, nhiều size quá ta. Rồi lên nha quý vị ơi. Chân nhỏ chân to đầy đủ hết nè. Vô. Bạn có bán đĩa hoa quả đem lên nè. Rồi cái đĩa nhỏ nhất size 12 nè. Đứa này em ngân bán cho cả nhà là 45.000. Kéo qua đi Quỳnh, có hai cái nha, 45 có hai cái nè. Hai bịch đũa cho Nguyễn Tiền, rồi mua 2 tặng 2 là 4 nha. Mua 2 tặng 2 là 4 cho Nguyễn Tiền nè. Rồi, 45 nguyên khoan một cái nè. Con này là size 18 nha. Chảo đá có cán không xốp, cái chảo vừa rồi không xốp, lấy cái chảo có quay mà vân đá giùm mình coi. Con này 75.000 quý vị, 75.000 mã 75. Kéo qua đi.
con này là size 20 nè, con này là 90, mã 90 giùm em, mã 90, ok chưa? Kéo qua đi, mã 90. Đây chảo vân đá có quay đúng không? Một bịch đũa 50 tặng 50 cho Vinh Hạnh một bịch nè. Hai bịch đũa của chị Hồng Vân tặng hai bịch nè. Đó Ngân rất uy tín mọi người, nói tặng là tặng thôi. Đây chảo vân đá có cán nè thầy ơi. Ôi con này nó rơi vô con chảo xịn luôn, rất là dày nha. Đẹp lắm, con này bao xịn luôn, không xịn trả tiền lại ạ. Size 30. Em này là 220, đẹp xuất thần luôn, 220 quá xịn. Rồi cái mã 90 chốt cho anh Tân Ngô Thành ạ. Một bịch đũa cho chị Hà tặng một bịch ạ. Một bịch đũa cho chị Hà. Chị Hà hết đau chứ chị Hà. Nãy giờ em nhìn cái avatar là em ngờ ngợ. 50 đũa. Rồi, 50 là 50 túi ha bà nội, hay là 50 sao? Đơn xài đơn vị túi giùm em đi ạ. 220 chốt cho Trung Nguyễn Minh ạ. 220 cho Trung Nguyễn Minh. Chị Hân là 50 bịch đũa phải không? Tặng 50 bịch ha. Ok chưa mọi người? Chị Hân nghe em nói không? Chị Hân lấy 50 bịch đũa hay sao? Xin một bịch tặng một bịch nè. Xin một bịch tặng một bịch. Lấy mã 90 hai cái là cái gì ta? Có một cái à bà nội. Một bịch đũa sao một bịch tặng một bịch. Túi 50. 50 túi đúng không? 50 túi tặng 50 túi cho chị Bùi Ngọc Hân và mình. Tân Ngô Hành một tặng một, đưa cho lấy 5 thùng đi Trực ơi. 50 đũa tiếp. 50 mọi người xài đơn vị túi giùm em đi. 1 túi, 2 túi. 50 này là 50 túi hay là 50 sao ạ? 50 túi đi cho dễ ạ. 5 túi đi, xài đơn vị túi đi. Bùi Ngọc Hân 5 thùng, Bùi Ngọc Hân 5 thùng. Đây, Tân Hành Phan anh Nguyên Phan là sao ạ? Mọi người nói rõ em lấy cho chính xác nha mọi người ơi. Giá sao đũa mà anh đũa 50 ngàn một túi, mua một tặng một. 50 túi, Ngọc Hân là 5 thùng đó, lấy cho Ngọc Hân 5 thùng. Đây trời ơi mọi người, nó đẹp hơn người yêu cũ là chắc rồi đó. Thêm một túi tặng một túi, một túi tặng một túi cho Vinh Hạnh nè. Rồi ok chưa mọi người, thấy em uy tín không? Mua 5 thùng tặng 5 thùng đàng hoàng nha. Mua 5 thùng tặng 5 thùng ạ. Không em là sao bà nội? Rồi đây con này, con này em ngân cân cho chán má ghê. Rồi con này bán cho cả nhà là 490, mới tin chưa xài nha. 490 ngàn, mã là 490, con này là size 26 và sâu lòng là 13 nha. Rồi ok, 490 giùm em, mã 490. Rồi là lấy một túi đúng không? Ngọc Hân mua một túi tặng một túi nè. À, lấy thêm một túi của Nguyên Phan, mua một tặng một. Rồi mọi người cứ xài đơn vị túi, em bán đồ Nhật nha mọi người, chỉ có em là Việt Nam thôi mọi người ơi. Rồi còn ai lấy đũa nữa không ạ? Mọi người mua 5 thùng em tặng 5 thùng thôi mọi người, mua về bán lại luôn có gì đâu. Quá đã. Rồi ok chưa? Đây cả nhà yêu mới vô em chào mọi người nha. Em nói lại nè, mọi người có mua hàng hay không cũng được, nhưng mà nhớ chia sẻ bài giùm em nha. Mình chia sẻ càng nhiều cái khả năng nhận được quà càng cao. Em sẽ tặng quà cho người chia sẻ nhiều nhất, nhiều nhì và nhiều ba. Những món quà như sau, mình có thể chọn một trong những nha. Đây mini rất là đẹp nha mọi người. Một cái đồ vắt cam nè, xịn lắm nha, đồ vắt cam. Đây là những cái vỏ kẹo nha, chọn một trong những nha mọi người. Chọn một trong những nè. Ai xịn chưa? Đây một cái tô thủy tinh rất là đẹp nha, đẹp lắm mọi người ơi. Cái này đựng gỏi, đựng xà lách rất là đẹp. Đây con này là cái đồ miệng rót nè, và hai cái ly. Mình chọn một trong những món quà nha mọi người, cứ chia sẻ banh xác giùm em đi mọi người ơi. Đây xịn lắm, một tặng hẳn cái nồi men nha. Mình sẽ được chọn một trong những món quà nãy giờ em Ngân giới thiệu cho mình đó, ok chưa? Chia sẻ mạnh bạo lên giùm em quý vị ơi. Không mua đồ cũng được, chia sẻ vẫn được tặng bình thường nha. 5 túi rửa cho ai kìa? 5 túi rửa cho chị Thúy Huỳnh Ngọc Thuy, cho em số điện thoại. Rồi ok, thêm một túi rửa cho anh Tân Thành Ngô là 5 tặng 5. Mở kho lấy đi bạn ơi, 5 tặng 5 nè. Lấy bấm cái kế của anh Tân Thành Ngô đi, 1 tặng 1. Rồi ok, cảm ơn mọi người nha. Mua càng nhiều càng tặng mọi người, mua một thùng tặng một thùng mà. Rồi ai mới hỏi em cái gì? Đũa Nhật nha mọi người ơi. Nãy mới thấy ai hỏi em cái gì em quên mất bà luôn rồi. Đây em Ngân lên con này, chia sẻ mạnh bạo lên quý vị. 53 ngàn, mã 53 giùm em. Mã là 53, một cái bình nước nhỏ nè, 53 ngàn. Em lên chảo đẹp nha. Con này là size 26. Đây bếp da nha, vỏ rất là đẹp. Con này là 136. 136 giùm em. Lấy cho chị Hà hai túi nữa bạn ơi. Bấm này, có rây, có luôn cho mình cái rây ơi. 53 cho anh Tân Ngô Thành. Con này là 63 ngàn quý vị, màu đỏ, mã 63, rây đâu? Rây này là rây của Nhật đàng hoàng, 49 ngàn một cái mọi người ơi, mới 100%. Size 25, sâu lòng là 8 nha, hàng siêu thị Nhật đàng hoàng.
49.000 một cái, bao xài luôn mọi người. Mấy cái này nó dẻo cực kỳ. Nhà em có một cái đập nó như đập trâu vậy, nó chả bị làm sao hết á. Cứ mớp thì đè lại thôi, không sao hết. 49.000 một cái, anh chị nào mua từ 10 cái là còn 45 nha. 49 cho chị Nguyễn Hiền. Chảo chiên trứng Tifan em úp bán chưa? Chảo vuông á, chưa nha. Chưa, để em lên liền. Rồi còn ai lấy 49 không mọi người? 49 hơi bị xịn luôn á. Đây nè, bền lắm. Nguyễn Tuyền một cái cho chị Nguyễn Tuyền. Rồi còn ai? Cái này rây bột nè, lược mắm, lược me nè mọi người. Nói chung miền Tây xài nhiều. Vắt nước cốt dừa. Một cái cho chị Thúy Quỳnh à. 136 cho Thái Phạm, cho em số điện thoại nha. Bên em là chuyển khoản đi hàng à. Vinh Hạnh một cái nè, Mơ Vùi một cái. Ai xài cái rây này rồi cho em xin comment coi mọi người. Ai đã dùng cái rây 49 rồi cho em comment đi ạ. Cho em xin cái review đi mọi người. 49.000 một cái bao xài mọi người. Em thấy với mình là xài hơi bị nhiều luôn á. Mã 49 nha, 49 giùm em. Đây em ngân lên, thêm một cái cho chị Nguyễn Hiền. Thêm một cái cho chị Nguyễn Hiền. Còn ai lấy không ạ? Lấy 10 cái còn có 450, lấy 10 cái cho rồi. Rồi con này là 103, mã là 103. Mã là 103, một cái nữa cho Nguyễn Tiền. Ray xài ok em. Dạ em cảm ơn Trâm Ngọc nha. Ray size 25 nha. Ray size 25 à. Cái này nó có cái đồ gác để mình gác lên nồi, lên thao nè mọi người. Mình đặt vô mình gác lên nè. Đẹp to, xài đã lắm mấy chị. Đó mọi người thấy không? Lọc cua được không? Được chứ. Đây, cái ray nè rất là khách nhau ok nha. Lọc cua được nha. Rồi 49 giùm em nè. 49.000 một cái. Ray này đập trâu bền nhé mọi người. Ok, ngon lành luôn mọi người ơi, bao xài mà. 49.000 một cái, mọi người cứ chốt thoải mái đi ạ. Có vá hớt bọt không chị? Có vá hớt bọt không chị? Đây em ngân lên con này cho cả nhà nha. Con này là ôi đẹp quá mọi người ơi. 150 giùm em đi, hàng mới luôn. 150. 150 một cái ray 49 cho chị Thanh Nga. Một cái ray 49 cho chị Thanh Nga, một cái cho chị Trang Nguyễn Thu ạ. Một cái cho chị Trang Nguyễn Thu, em bán cái này còn mà mấy trăm cái á mọi người. 150 em chốt cho Hồng Vân, cho em số điện thoại đi ạ. Bên em là chuyển khoản đi hàng, đơn trên 1 triệu hỗ trợ 50% tiền ship. 150 cho Hồng Vân đi mấy bạn ơi. Rồi ray hớt bọt ạ, ray hớt bọt. 20 một cái, 20 một cái giùm em luôn. Ray hớt bọt, mua chảo bé kia là sao hả? Bé nào? 20 một cái luôn đi mọi người. 20 một cái khô máu đi mọi người. Cái này mình vớt bọt nó đỡ tốn nước dùng mọi người. Nếu mà mình vớt bằng cái vá là sẽ mút bỏ nhiều nước trùng á. 20 một cái giùm em. Ga nha người ơi, ga nha, ga. 20 cho Kim Ngân Phan, 20 cho Kim Ngân Phan, bấm đi Quỳnh ơi. Nhóc đây nè, bấm thoải mái đi. 20 cho Kim Ngân Phan. Còn ai lấy cái ray thì comment giùm em đi ạ. 20 cho chị Hiền Nguyễn một cái ray bột. Rồi em lên con chảo. Ôi ga, ga. Đây con này là một hơi dễ thương quá, là trong cái hình gấu nè. Bếp ga giùm em 115.000. 115, mã là 115. Con này là size 26 nha. 20 Vinh Hạnh, 20 Hà Phương, ba cái hớt bọt em ghé lấy ok Nghĩa nha. Cho em số điện thoại đi ạ. Thế xã. Rồi có ai lấy cái 150 kia không ạ? Có quánh inox không em? Trời ơi, có nha. Mọi người chia sẻ mạnh bạo lên mọi người. Mới giờ này mà còn tám mấy là buồn rồi đó. Rồi ok, không sao ạ. Rồi, hai cái 20 cho chị Mai ạ. Đây, quánh inox bên em đầy mọi người ơi. Mấy cái hàng xài bền là em nhiều lắm. Chảo Tifan có nha, 150 chốt lại cho Thanh nha. Con này size 19 và sâu lòng là 9. Cái đó mới luôn mọi người, mua mấy trăm ngàn á. Có từ nha. Rồi con này em ngân cân cho cả nhà là 207, mã là 207 giùm em. 207 quánh inox nha. Tìm cái chảo trứng từ, chiên trứng từ đây có luôn. Đây con phát có từ đây nè, mọi người thích phát từ thì lấy cái này. Bán ép cam hả? Ép cam tặng thôi mọi người ơi, để tặng thôi chứ bán gì đâu mọi người. Con này là size 28 nè, 243.000. 243 có từ, mã là 243. Anh Tân Thành Ngô có cái 20 nữa đó bạn. Chảo chiên trứng đây em coi. Bếp ga mới chết chứ. Con này 93.000 nhưng mà lòng kim cương đẹp lắm nha. 93, mã 93. Thao inox hả? Còn thao inox không mấy bạn? Còn thao inox không? Hết rồi hả? Đây, chảo chiên trứng đây nè. Tên tèn, màu xanh có từ nha. Có nắp vung nồi bán không? Có nha chị, chị đo size nhắn tin cho nhân viên ạ. Con này là 83.000. Đây đây, mã 83. Vuông hả? Chảo vuông từ có luôn, chiều hết mình khô máu. Mấy anh chị chia sẻ bài mạnh lên giùm em nha. 50.000 mã 50 quý vị. Bình màu cam mã 50. Quánh nhỏ cho cái quánh inox nhỏ đi trời ơi, có luôn. Cân hết đó mọi người.
chảo Tiffan có người chốt rồi mọi người, có người chốt rồi đây, từ à 86 mã 86 giùm em đi, mấy cục vàng mã 86 83 cho Nguyễn Tám đây, quánh nhỏ có từ nè, chảo chữ nhật từ mới không bị thua, size 17 và sâu lòng là 9 nha, đồ si mà mọi người phải trầy vải xước thôi. 112 mã là 112 có từ luôn á nha. Rồi em lên con này vân đá trong ngoài 99 điểm nha mọi người, rất là đẹp. Đứa này là 80 mã 80, mã 80 giùm em. 86 Thái Phạm cho em số điện thoại đi ạ. Bên em là chuyển khoản đi hàng nha mấy cục vàng. 112 cho Hương Diễm. Rồi một cái chảo mới bán cái nè, tập trung vô nè dân chơi ơi, tập trung vô, mới tin luôn nè. Rồi con này 80 chút rồi ạ, 80 của Vinh Hạnh đúng không? 80 của Vinh Hạnh đúng không? Cái này là để tặng cho khách chia sẻ bài thôi mọi người, không bán đâu. Những cái đồ đẹp ở đây là tặng cho khách chia sẻ bài chứ bán gì đâu mọi người. Rồi con này mới nè, con này mới ạ, 130.000, 130.000 mới can luôn, bảo quản kỹ giùm em. 130 đây em lên con màu nâu này, xài bếp ga nha mấy nè, lòng kim cương đàng hoàng, size 27. Đứa này em ngân cân cho cả nhà là 118, mã là 118 giùm em. 130 Trang Nguyễn Thu ạ, 130 của Trang Nguyễn Thu. Rồi em ngân lên cái bình màu xanh nửa lít, con này là 51.000, mã 51 đi quý vị, nó có khóa này bóp vô đây mới vặn được nha, mã 51. Rồi mọi người chia sẻ nhiều lên giùm em coi có từ nha. Đâu em coi ai nhất ai nhì rồi, chưa được 1.000 lượt chia sẻ một chút xíu nữa, ráng lên mọi người một chút, em tặng quà đây nè, chia sẻ mạnh mẽ lên giùm em coi, không ai thương em hết trơn á. 51 chốt cho, tập trung 51 em chốt cho Hồng Vân, 118 của Ngọc Ly, 118 Ngọc Ly à, bán đi tặng cái khác à. Dạ không à, trời ơi còn chút xíu nữa được 1.000 lượt chia sẻ rồi, chia sẻ đi còn nhận quà mọi người, trời ơi đồ tặng quà cỡ này, cái đồ vắt cam này mọi người mới tin luôn á, mới ken xà beng luôn á nha. Đây em tặng quà hơi bị xinh luôn á nha, chia sẻ đi mọi người ơi, thích thì lấy cái bình hoa cũng được nha. Ba khách chia sẻ nhiều nhất à, ba khách chia sẻ nhiều nhất. Rồi vô em lên một con chảo to nè, con này là size 35 và sâu lòng là 8 nha. Đứa này em ngân cân cho cả nhà là 275 đây mọi người, xài bếp ga nha, 275 mã là 275 giùm em. Chảo nhỏ mini nhôm không, chảo nhôm mini có chiên à, lên chảo gấu bán đi, có chiên trứng chữ nhật càng nhỏ càng tốt đẹp. Cái hồi đầu like có một cái 45 có ai lấy chưa, có người lấy rồi hả, có người lấy rồi, hồi đầu like có một cái nhỏ xíu mà có người lấy rồi anh trai ơi. Đây em ơi, chị chia sẻ mệt mỏi luôn á, bây giờ chia sẻ ở chế độ công khai giùm em nha, chứ không là mất vé đó nha. Đây em lên con này cả nhà, em ngân sale cho mọi người nha, mới 100% luôn. Mình chiên trứng nè, mình chiên bánh nó sẽ ra hình con gấu nha, cái này là thép xài gan rồi được hết luôn, ôi xin lỗi xài từ được luôn, size 28 và sâu lòng là 13 nha mọi người. 150 một cái, mua một tặng một, 150 tặng mua một tặng một, tức là tính ra cái có 75.000. 150 giùm em ạ, mã gấu đi mọi người, 150 mua một tặng một là được hai đó. Nồi nhôm mini nay có không, có nồi nhôm mini ông lên giùm em nha, 150 một cái mã gấu giùm em, mua một tặng một, hàng mới full hộp nha, giấy tờ đầy đủ nha mọi người, chuẩn nhật nha. 150 gấu cho Vinh Hạnh, một cái tặng một cái, một cái tặng một cái cho Vinh Hạnh ạ, à, tính ra có 75.000 một cái rồi mọi người ơi. Tiền Trần một cái tặng một cái luôn ạ, à, Vinh Hạnh mua một tặng một, Tiền Trần mua một tặng một đấy mọi người thấy không, bán nhanh gọn lẹ, mua một tặng một ạ. À, rồi còn ai lấy gấu comment gấu đi ạ, à, mua một tặng một, 150 một cái tặng một cái nha, ok chưa, thấy không, mua đồ bên em quá trời quà tặng, lời ơi là lời luôn ạ. À, rồi mấy ngân lên thêm cho mình con chảo nè, lòng kim cương size 28 nha. Ai dân chơi nhìn phát biết chảo xịn liền, có từ luôn nha mọi người. Em này là 169, mã là 169 giùm em, 169.000. Lên bình nước đẹp giùm em nè. Đây mấy ngân lên bình nước cho mình, còn ai lấy gấu nữa mọi người, mua một tặng một đó nha. Đây mấy ngân lên cho mình, truyền trần cho em số điện thoại nha. Bên em là chuyển khoản rồi mới đi hàng ạ. À, rồi em này là 61.000 quý vị ơi, mã là 61 giùm em, mã là 61, dễ thương quá nè, bình hoạt hình, mã là 61 ạ. À, cho em mấy cái ủ cháo đi, em lên ủ cháo cho cả nhà nha, lên hàng nhôm đi chị. Rồi còn nồi nhôm lên giùm em, nồi nhôm đi. À, 61 cho chị Hồng Vân, cái giống cái đỏ kia không là cái gì, chảo nhỏ hả,
80.000 mã 80 không ạ. À. Mã 80 giùm em hiệu Joji nửa lít nè. Truyền trần cho em số điện thoại đi, đem lên cái ủ cháo cho cả nhà 150, mã là 150. Mã là 150 ủ cháo nha mọi người nha. Có bé nhỏ nên có cái này. 80 cho Nguyễn 8. Lên cái bình màu xanh cho nó dễ thương nè. Con này chỉ có 64.000 thôi ạ. À. Mã 64 giùm em. Mã 64. Rồi Bé Ngân lên bình nhỏ mini size nha, màu hồng. 80 của Nguyễn 8 rồi, 150 là gì bà? Ủ cháo. Rồi Hồng Trần, chị vẫn chờ đơn cũ chưa thấy giao. Hồng Vân, chưa thấy giao. Coi đơn chị Hồng Vân giùm mình đi. 49.000 mã 49, 64 của Truyền Trần. Mọi người ơi, mọi người lạc đơn là mọi người báo em liền. Đây, 150 giùm em ạ, à. 150. Mọi người lạc đơn là báo em liền, em xử lý. Mọi người để lâu quá không biết sao luôn á. 49 chốt cho chị Nguyễn Hà. 49 cho chị Nguyễn Hà. Kịp không? Rồi, 150 cho Nguyễn Tuyên nha, Nguyễn Tuyền. 112.000, loại này 1 lít giùm em. 112.000. Mã là 112. Mã là 112, 112.000 ạ. Rồi ok chưa cả nhà? Mọi người lạc đơn thì mọi người báo liền để em kiếm nha mọi người ơi. Đây em lên con này, nhiều khi bên vận chuyển nó làm mất của mình á. Con này là 222. 222, mã là 222. Mã là 222 ạ, 222.000. Đi đâu? Chị ơi, đơn chị đi bữa thứ bảy có mã vận đơn rồi mà mình đợi thêm ít hôm nữa xem như thế nào. Bữa nay mới có thứ ba mà đúng không? Mới có thứ ba mà. Rồi ok chưa? Đổi lại màu xanh dương hả? Rồi ok. Đổi lại cái màu xanh dương cho chị đó, cái ủ cháo đổi lại màu xanh dương. Rồi tiếp tục. Hả? 222, 3 số 2. Đây Bé Ngân lên con chảo chiên trứng nè, màu đỏ nha, xài bếp ga giùm em 22 xăng. Đứa này là 116.000 mọi người, xài bếp ga dày lắm. 116, mã là 116 giùm em. Mã là 116. Mai nhận được. Dạ, con này là 42.000, mã 42, mình mới mà, đơn mình mới mà. Em tưởng đâu mất hồi đời nào chứ em hết hồn luôn á. Rồi lên cho em mấy cái nồi inox đi. Với cái ấm. Ok, làm em hết hồn, em tưởng đâu đơn bị mất hồi đời nào chứ. Đây Bé lên con này 1 lít cho mình nè. Con này là 117, mã là 117 giùm em, 117.000. Mã là 117, loại này 1 lít nha quý vị. Mã là 117. Đây Bé Ngân lên con nồi inox nè. Con này là tôi đi đơn thứ 6 nay nhận rồi. Con này là size 29 và sâu lòng là 12 nha. Bếp ga quý vị, bếp ga. Rồi cái nồi inox này là 243, mã là 243 giùm em. Mã là 243, 243.000. Em Ngân lên cái ấm nha mọi người. Ấm này 1 lít nè, có lưới lọc bên trong hẳn hoi luôn. Bếp ga nha. Đứa này là 99.000, mã 99. Mã 99 quý vị ơi. Mọi người cứ yên tâm đi, từ 3 tới 5 ngày tùy theo gần hay xa mọi người. Tùy theo gần hay xa. Cho mấy cái chảo đẹp đi ạ. À. 99 em chốt cho Nguyễn 8, 99 của Nguyễn 8. Nồi inox mọi người, nồi nhỏ. Con này là size 18 và sâu lòng là 12 nha. Đứa này có từ luôn nè, có từ. Con này là 158, 158 giùm em ạ. Mã là 158. Mã là 158. Cái này là cái gì ngộ vậy? Cái này là cái bình thủy, có bình thủy nè mấy anh ơi, có vợ có đi đẻ không nè. Bình thủy này là 170, mã là 170. Mã là 170 giùm em, con bình thủy ạ. À. Cho vợ đi đẻ nha. Mã là 170. Rồi em lên con nồi xanh, ở sau còn có họa tiết nữa nha mọi người. Bếp ga size 24 Ultra Bio nha. Rồi 170 của anh Tân Thành, 159 Ngọc Liên. Con này là size 24 quý vị ơi, 122.000. 122, mã là 122 giùm em. 122.000. Em lên con bình 1 lít hiệu Themos bình xịn ạ. Bé này là 107, mã là 107 giùm em. 107 nha quý vị ơi. Mã là 107. Rồi bình chuyên giữ nóng, hồi nãy anh trai nào hỏi em nè. Con này nó dày cực luôn á. Đây. Dặn không nổi luôn. À đây. Rồi con này là 330.000, mã là 330. Mã là 330. Để mấy anh tối nay tạo sản phẩm, vợ mới đẻ được. Để mua cái bình nữa sao cực dữ vậy mọi người. Đây con này 1 lít có dây đeo nha mấy cô già. 1 lít có dây đeo luôn nè. Màu xanh 122.000, Joji Rusi. Mã là 122 giùm em, 122.000.
con này màu hồng ạ, màu hồng nửa lít. Bé này là 62, mã 62 giùm em. Mã 62. Rồi em Ngân lên thêm cho mình à, cho em mấy cái quánh đi ạ, mấy cái quánh trong kia đi. Em có con chảo chiên trứng, bé này là size 20 và sâu lòng là 6 nha. Em này là 103, mã là 103, có từ giùm em. 103.000, mã là 103. À, cho em mấy cái bình to ở dưới đi ạ, mấy bình to ở dưới kìa. Rồi, ok, cả nhà yêu cần gì thì comment để với Ngân lên cho mình nha mọi người. 103 cho Vinh Hạnh, 103 cho Vinh Hạnh. Đứa này hiệu Tiger 41.000, rẻ bèo như con mèo. Mã 41 giùm em Ngân, mã là 41. Đây em có cái quánh nhôm. Con này là size 22 và sâu lòng là 8 nha, có từ luôn anh chị, có từ luôn nè. 41 Nguyễn Hà. Quánh nhỏ có từ kho cá đây bonsai. 126 giùm em, 126. 170 nãy của ai vậy? 41 của chị Hà rồi. Đây lên lon cà phê nhí nè. Đứa này là 47, mã 47 giùm em. Mã 47. Nồi nhôm mini có không vậy huynh đệ ơi? Đây ai thích 41 lấy con này, 126 Huyền Võ. Đứa này 69.000 đẹp nè, 69.000. Mã 69 giùm em. Màu đỏ cũng có luôn. 47 em chốt cho Hồng Vân. 47 cho Hồng Vân ạ. À. Đây bình nắp bật nửa lít 75.000, mã 75. 69 chị Nguyễn Hà, mã 69, nồi nhỏ thép nha, size 16. Con này là 115.000, 115.000, mã là 115 giùm em. Bình có dây đeo nha mọi người, bình có dây đeo. Đây con này là 157, mã là 157 giùm em, 157.000. 1 lít nha mọi người, chuyên giữ nóng luôn á. Có dây đeo nè, 157. Lên mấy cái bình màu sắc đẹp đẹp giùm em đi. Em có con này màu xanh nha mọi người ơi. Nửa lít 55.000, mã 55. Mã 55 giùm em, nửa lít 55.000. Đây quánh nhỏ kho cá nè mấy chị. Size 18 và sâu lòng là 8 nha. Cái đứa này có từ luôn mà nó nhẹ nữa. Có 115.000 à, 115. Cái nắp mình có thể nhìn vô đồ ăn bên trong. 115.000, mã là 115. Đây mấy chị thích bình màu hồng phải không? Con này nửa lít 67 giùm em, mã là 67. 67.000 nửa lít nha. Chảo mini bằng nhôm hả? Chảo nhôm mini có không giật? Đây em lên con này, xịn lắm, thép trắng mọi người. Có miệng rót luôn, 157 thép trắng. 157 quánh thép trắng nha mọi người. Có miệng rót luôn nè. 67 Song Anh, em chào Song Anh nha, lâu quá không gặp. Đây con này 99.000, có từ kho cá, có miệng rót hai bên luôn nè. Nấu mì cũng được, nói chung làm gì cũng được. Cái quánh này nó rất là đa năng mọi người, tùy mọi người thôi. Đây lên lon cà phê, màu cà phê nha. Kéo ra đi chị. Đây em này là 65.000, mã 65. 99 cho Huyền Võ, 99 cho Huyền Võ. Mã 99, 99 của Huyền Võ giùm em Ngân. Đây anh gì đó ơi, anh nào nãy kiếm nhỏ nè. Xong rồi anh 65. Đây con này là thép nhỏ nha. Xong anh cho em lại số điện thoại đi ạ. Bên em là chuyển khoản đi hàng nha. Ủa xong anh là khách mới hay khách cũ ta? Hồi đó cũng có xong anh. Ờ không biết phải là cùng tên hay không. 65 chốt chưa Quỳnh? 65 chốt cho Nguyễn. Rồi. 8, 65 Nguyễn 8. 99 chốt rồi đúng không? Rồi. Rồi ok, tiếp tục. Con này 83.000 thép nha. 83.000, chảo nhỏ nhưng mà nó nặng. 83.000 nó bằng thép luôn đó mấy chị ơi. Đây em lên con này màu đỏ có từ, lòng đẹp. Bé này em Ngân bán cho cả nhà 100 vui vẻ, hàng xịn nha. 100.000 mã 100. À, vẫn mua cái lon cà phê tầm nửa lít có chặn đá. Ok em có liền nè. Đây nửa lít có chặn đá hả? Kiếm giùm em một ít coi. Đây hiệu Tiger 36, mã 36. 100 cho Vinh Hạnh, 100 cho Vinh Hạnh giùm em. 100 cho Vinh Hạnh. Rồi đứa này là 48.000, mã 48 màu xanh nha quý vị ơi. Mã 48 giùm em. Đây với Ngân lên thêm 36 chị Hà. Này là 48.000. 48.000 mã 48, 100, 100 có chủ rồi baby. Đây lon cà phê nửa lít có chặn đá đây nè. 48 có chủ chưa ạ? Quỳnh. 48 của Huyền Võ, 48 của Huyền Võ. 36 có chủ rồi anh chị ơi. Đây đứa này có chặn đá luôn, 63.000 nửa lít, đúng nửa lít luôn á. 63.000 mã 63. 48 có chủ rồi mấy baby ơi. Đây em lên con Fortex này nè. Con này là 41, mã 41 giùm em, mã 41. Chế chưa ngủ hả chế? Nửa lít nè, chặn đá 75.000 mã 75. Mã 75, 63 Nguyễn 8 có bình trà không em bán không còn một cái luôn á mọi người. Đây nửa lít cà phê hiệu Thêm Hốt 66.000,
có cản đá luôn, mã 66, bình cản đá em có đầy mọi người, mã 66 nha. Quan trọng là mọi người phải hỏi thì em mới lên được chứ. Đây, con này có cản đá luôn, nửa lít màu hồng. Đứa này là 59, mã 59, 66 của chị Diễm Hương ạ, 66 chị Diễm Hương nha. Bình 1 lít hiệu Themos 2 khóa mọi người. Cho mọi người coi cái ruột nè, sạch bon. Rồi, con này là 99 dùm em, mã 99. Mã 99 rồi, em cảm ơn chế nha. Đây, lên thêm bình màu xanh cho mấy anh, 59 xong anh, cho em số điện thoại đi ạ. Em tưởng xong anh cũ. Rồi, con này là 84, đẹp nha mọi người, mã 84 dùm em. 99 Huy Đoàn, 99 Huy Đoàn ạ. 99 của Huy Đoàn, lên cái hộp cơm cái đi cho nó tỉnh ngủ nha mọi người. Anh Huy Đoàn chốt chắc nha. Sao ạ? Rồi, anh Huy Đoàn chốt hàng chắc chắn dùm em nha, đừng có chốt xả Quỳnh FE bực lắm nha anh ơi. Chị Quỳnh khó tánh lắm nha. Nói chơi chứ mọi người mua hàng chắc chắn dùm em ngon nha mọi người ơi. Mua xả tội nghiệp tụi em mọi người. Rồi, 420 ngàn, 420 ngàn, mã là 420. Bình đựng nước 510, chưa qua sử dụng có không bé đâu anh Minh. Em bán đồ si mà, anh Thắng Minh hỏi kỳ. Em bán đồ si mà kêu chưa qua sử dụng. Thiệt tình luôn á. Rồi, con này em ngân cân cho 420 của Huy Đoàn ạ. Rồi, con này 45, mã 45. Dễ ương quá nè, cái cản đá màu hồng luôn nè. Dễ ương hình chiếc tim nữa nè. Mã 45. Rồi, mấy cửa hàng của em chốt hàng chắc chắn giùm em nha. Xả em buồn nha. 66, mã 66, nửa lít màu xanh ạ. Mã 66, lấy mớ chảo đẹp lên tôi coi cha. Mã 66, 45 của Trâm Ngọc. 45 của Trâm Ngọc. Hai chà chà, đẹp quá. Màu đỏ nha. Lòng màu nâu, size 24 nè. 126 ngàn, đẹp xỉu. 126 ngàn dùm em, muốn xong anh cho số chưa. Rồi, tiếp tục nha. Đây, với Ngân lên con này. Nước Mỹ mọi người, cờ Mỹ nè. Rồi, con này 53, mã 53 dùm em. Mã 53. Còn bộ đựng hộp cơm Nhật không, theo dõi like dùm em nha mọi người. Con này là 70, mã 70 ạ. Mã 70 ruột đẹp, vỏ đẹp nè. Mã 70 ạ. Hậu cần nó cho cái gì em bán cái đó. Mọi người em đâu dám đòi hỏi, nó đấm em sao em ngồi có một chỗ. Rồi, con này 1 lít nè, đâu dám sai mọi người. 120 giùm em, 1 lít nha. 53 xong anh, 53 xong anh, bình bên em bao nhiệt hết, mấy anh chị cứ thoải mái mua. Rồi, em ngon chào mấy anh chị mới vô, em nói lại lần nữa nha. Mấy anh chị mới vô dành ít thời gian chia sẻ giùm em, càng nhiều càng tốt vào hội nhóm nha mọi người nha. Đây là một trong những món quà mà anh chị có thể nhận được nếu như mình là người chia sẻ nhiều nhất, nhiều nhì và nhiều ba nha mọi người nha. Đây, mấy cái giỏ này đựng kẹo hoặc là cắm hoa nhỏ nhỏ để trên bàn rất là xinh nha. Vậy mà em tặng mọi người đó nha. Một cái miệng rót nè. Đây, rồi cái thố đẹp lắm mọi người ơi, xuất sắc luôn á. Mọi người mua rồi thì mọi người biết nó mắc cỡ nào mà em tặng luôn á nha. Đây, hoặc là lấy hai cái ly, hoặc là lấy một cái đồ vắt cam đẹp nha, chứ không phải tặng đồ xấu đâu à. Chảo nè, lựa một trong những nha mọi người nha. Mình chia sẻ nhiều là mình được tặng à. Đây, nồi men. Xịn chưa, một chút xong like là em công bố luôn. Em công bố người nào chia sẻ nhiều nhất, nhiều nhì, nhiều ba nha. Đó, ok chưa cả nhà. Đó, đẹp chưa. Chia sẻ mạnh tay giùm em nha. Thích lấy bình hoa thì lấy bình hoa cũng được. Cái này cắm bông dễ thương lắm luôn. Ok chưa. Bà chủ nói chuyện dễ thương ghê. Mà lên hàng nhanh quá, không kịp nhìn. Để em chốt chặt, em lên chậm lại. Sorry nghe, em nhanh rất quen rồi mọi người ơi. Tại vì chậm thì nó chán mọi người. Rồi, con này là 137 ạ. Mã là 137 dùm em. 137 ngàn. Lên coi lại hộp cơm 450 có chủ chưa? Có chủ rồi anh ơi. Thích là mình phải lụm liền chứ suy nghĩ là mất liền. 137, con này 1 lít nha mọi người. Đẹp quá trời, mấy cái bình này em tuyển lựa nè, đẹp lắm. 137, mã là 137 dùm em. À, cái kẹp này hình như là nó xài được cho nhiều cái khác luôn á mọi người. À, thấy chưa. Có mấy cái loại gì nè, mình sẽ xài chung kẹp được á. Đây, rồi ok ha. Xịn sò, cái kẹp này nếu mà có một bộ là bán mắc lắm luôn á. Có từ. Con này là 121 dùm em. 121 xịn nha. Mã là 121 quý vị. Chậm lại em ơi hả, có người lấy rồi. Con này là size 21 và sâu lòng là 10. Tại mạng anh chậm á, hộp cơm nãy giờ qua lâu rồi. 112 ngàn cái quánh nhôm dùm em. 112 quánh nhôm nha quý vị. Mấy cái nhôm đem xuống bán đi ông chật. 112, mã là 112 dùm em. Thiệt, có chậm cỡ đó mà còn kêu chậm nữa thiệt á. Em này là 47 ngàn, mã 47. Bình 137 hiệu gì em? Cho coi bình 137 à. Nó không để hiệu chị ơi. Nó không để hiệu.
nó không để hiệu nha. Chị thích kiểu này mà có hiệu à, lấy cái inox có hiệu giùm em đi. Lên con này cho nó xịn nè, size 28, sâu lòng là 6, mới tinh luôn, có từ 47 của Hai Nguyên. Em bao nhiệt hết mọi người cứ yên tâm ạ. Con này bán cho cả nhà là 240.000, bao đẹp mọi người, Tifan nha. 240, mã là 240, mã là 240. Lên một cái nồi nhôm nhỏ nhỏ xinh xinh. Em này là size 22, sâu lòng là 10. Bình quay sách giống thích hả? Em cũng like nhanh lắm hả? Rồi đây em ngon lên cái nồi nhôm 85.000 quý vị, mã 85. Cái bình dạng quay sách ngang á, bình inox quay sách ngang giùm em đi. Có, đợi em cái nha. Đây lên con Zuzi màu xanh nhỏ nhẹ nè. Đứa này là 42.000 quý vị, mã 42 giùm em. Mã 42, bình quay sách có nha anh Bình Nghĩa. Đây con này tầm 1 lít nha anh trai, mấy đứa này giữ nóng là ghê lắm luôn, có dây đeo nè. Anh hỏi cái này đúng không? Mấy cái miệng nhỏ này là chiên giữ nóng nha. Đứa này là 216, mã là 216. Còn đồ xứ Mỹ giờ em còn dĩa chia phần chị, giờ em còn dĩa chia phần. Rồi 216 giùm em, 85 Thịnh Nguyễn. 85 Thịnh Nguyễn, cho em số điện thoại đi anh Thịnh ơi. Bên em là chuyển khoản đi hàng, đơn trên 1 triệu sẽ hỗ trợ mình 50% tiền ship nha. Đây con này tầm 1 lít rưỡi nha quý vị, miệng rộng dễ vệ sinh, mình rút nguyên cái tay vô rửa cũng được nữa. Rồi con này là 190, 190. À, Tiến Nguyễn Văn. Khách cũ hay mới vậy? Tới cái tên thì quen, cái hình thì lạ. Hả? Anh Tiến Nguyễn Văn cho em số điện thoại nha. Bên em là chuyển khoản đi hàng, đơn trên 1 triệu hỗ trợ 50% tiền ship à. Like lẹ lên chút đỡ mất thời gian, ai thích thì mua kỹ quá làm gì. Khách mới anh Thịnh, anh Tiến Nguyễn Văn cho em số điện thoại à. Quay khác có không hả? Thì nói như vậy thôi à. Xứ Mỹ mọi người, size 26 nha. Size 26 cả nhà ơi, dĩa xứ Mỹ. Rồi cái này em ngon bán cho cả nhà 100.000 một đĩa nha. Đĩa xứ Mỹ chia phần à, 100.000 một cái giùm em, đẹp lắm nha mọi người. Còn có 1 chồng nè, còn có 1 chồng tầm 25 cái là hết nha. 100.000 một cái, đẹp lắm. Hàng này là hàng Corelle nha mọi người, Made in USA đàng hoàng. 100.000 một cái giùm em, còn có 25 cái thôi, rất là đẹp. Nhẹ nhẹ nha Quỳnh ơi, làm một cái thì bùm một cái là đi Mỹ luôn á. Từ từ đi, cho em thêm bình quay sách. Bình quay sách thì có những dạng như vậy thôi anh ơi. Đây với ngon lên con chảo đẹp, size 28, có từ màu nâu nha, lòng đẹp luôn. Rồi đứa này với ngon con cho mình là 162, mã là 162. Có mọi người thấy không? Like nhanh cũng bị la, like chậm cũng bị la. Một cái đĩa chia phần Nguyễn Phan giùm em ạ, 100.000. Cho em so với mấy shop kia like chậm quá. Em so với mấy shop kia em like chậm quá trời vậy hả? 199, mã là 199. Mấy shop kia like nhanh dữ lắm hả? Lần đầu tiên em nghe luôn á, em chỉ nghe phàn nàn là em like nhanh thôi, em chưa giờ nghe phàn nàn là em like chậm luôn á. Một cái đĩa chia phần cho Nguyễn Tiền, em nghe em bị sốc luôn á Hai Nguyên. Ờ hai gì? À Hai Nguyên, em bị sốc luôn á. Rồi con này là 55, mã 55. Mã 55 ạ, 55. Lấy một cái đĩa chia phần cho anh Thành kìa. Trời tôi bị sốc. Đây bé lên con này nha. Nắp bọt nè, con này tầm nửa lít thôi mọi người, không tới 1 lít đâu. Rồi đứa này là 82, mã 82. 55 cho Song Anh, 55 cho Song Anh à. Ôi nhanh như này đã không kịp nhìn rồi. Vậy mà còn chơi chậm mới ghê chứ. Con này giữ nhiệt kinh khủng nha mọi người, nó hút ghê quá. 71.000 mã 71. Có đĩa kim loại tráng men loại bé không? Dạ không. Mấy shop kia like chậm hơn em nhiều. Có ủ trà lớn không? Ủ trà em hết sạch luôn mọi người, bán đắt quá. Con này là 53. Có cảng đá này nửa lít nè mọi người, loại lon cà phê nửa lít nè. 71 Nguyễn 8 nha. Đây em ngon lên con này 1 lít, có hiệu đàng hoàng, Sahara Tiger màu xám. 109, 109, mã là 109 à. Mã là 109, 53 của Ngọc Ly. 53 Ngọc Ly, ái chà, cái bình này nó màu xà cừ mọi người, đẹp lắm. Thấy không, nó ánh lên nè, tím tím nè. Con này là 50, mã 50, mã 50 giùm em. Mã 50 à, 50.000. Đây với ngon lên con này 47 nha, mã 47 quý vị. 300ml lon cà phê. Đây anh trai quay như thế này được không? Quay ngang thì nó chỉ vậy thôi. Đây con này là 1 lít nha quý vị ơi, Sahara Tiger 160, mã là 160 giùm em. 50 chị Nguyễn Hà, 109 Vĩnh Lộc ạ. 109 Vĩnh Lộc, 50 chị Nguyễn Hà. Rồi em lên con này. Con này với ngon con cho mình 300ml nha, 58 giùm em. 160 Diễm Hương, 160 Hương Diễm chứ, 160 Hương Diễm.
160 của Hương Diễm màu đỏ đi nha mọi người, chuột mini nè. Rồi con màu đỏ này là 64, mã 64 dùm em, 64.000 cái gì, mã 64 nữa lít. Ngủ đi ngon ơi, cái gì vậy bà nội, ta đang bán tự nhiên ngủ đi là sao bà nội. Rồi để coi được nhiêu được chia sẻ nè, chưa được 1.000, một chút nữa mới được 1.000 luôn á. Mọi người nghĩ thương em rồi. Đâu em coi, trời ơi còn sớm chưa có được 4 tiếng nữa, giờ này nghỉ là xếp la mọi người ơi. Ráng chút nữa mọi người, gán 40 phút nữa là chia tay rồi. Đây Josie Rusi nha, em này là 85.000 một lít nè, đẹp lắm, cái nắp của nó là cái ca nha, 85, mã 85. Ai ngủ sớm sao là huynh đệ được mọi người, để em nói chuyện mình sao mọi người. Con này nửa lít nè, 59.000, mã 59, lên chảo đẹp đi người ơi. Mã 59 với lên gan thép giấm nước nồi đồ đâu. Trời ơi, 85 cho Nguyễn 8 à, 85 cho Nguyễn 8. Mọi người giả bộ chia sẻ cho nó lên 1.000 lượt chia sẻ mọi người. Khổ quá mà. Đây 59 chị Nguyễn Hà, con này size 26 và sâu lòng là 8 bếp ga nha. Đứa này là 108, mã là 108, xài bếp ga dùm em đi quý vị. Đây em có một cái nồi nhỏ, kho thịt kho cá nấu canh được luôn mọi người, có từ. Đứa này là size, đứa này là size 21 và sâu lòng là 8, nắp đầy đủ luôn. Rồi em nồi inox này có 162.000 thôi cục vàng ơi. Mã là 162 dùm em, 162.000. Rồi em lên một cái chảo gang size 24 nha, sâu lòng là 5 mọi người, dắt con ghệ lên gừng cắm trại quý vị ơi. Rồi cái chảo gang này là 451, mã là 451 dùm em, mã là 451, 451.000. Lẩu nha mọi người, lẩu thép nha, cái này là thép đen đàng hoàng. Ô không phải, vậy là nhôm rồi, nhìn cứ tưởng thép đen. Bếp ga dùm em nha, không có nắp, size 28. Em lẩu này là 129, mã là 129 dùm em, 129.000 đi quý vị ơi. Em có đĩa chia phần nhỏ nè mọi người, đĩa chia phần nhỏ này 70 một cái nha. Con này là size 22 của Corelle luôn, của Mỹ luôn nha, 70.000 một cái, đĩa chia phần nhỏ Corelle. Đây, ngon lành cành đào, mã 70 dùm em, mã 70 nha, được có tầm 10 cái chứ gì, 2, 4, 6, 8, đúng 10 cái luôn á. Corelle nè, nhỏ còn có 10 cái nha mọi người nha, 10 cái dùm em, 2 cái cho chị Hà nè, 2 cái Corelle nhỏ cho chị Hà. Rồi còn ai lấy mọi người, còn 8 cái ạ, à, còn 8 cái. Rồi em thấy rồi, em thấy rồi, từ từ. Đây em lên một cái nồi lẩu nhôm nha mọi người, cái này nhôm đúc luôn, size 32 và ngang là 25 nha, sâu lòng là 6 quý vị ơi. Xài bếp gang giùm em ạ, à. Ủa xin lỗi, xài bếp ga, nói lộn, 367, 367, mã là 367, 367 giùm em. Cô Rê Le có để chia phần thôi hả em, có tô nữa chứ mày không có. À, một cái dĩa nhỏ cho chị Nguyễn Tiền kìa, còn 7 cái mấy cha ơi, còn 7 cái. Đây lên cái bình nhỏ màu hồng 300ml, 46.000 lon cà phê nha mọi người, mã 46 cho em chảo đẹp đi ạ. Mã 46. Đây con này lòng tổ ong nha mọi người, đẹp lắm, màu xanh có từ luôn nè. Đứa này là size 26 và sâu lòng là 7 nha. Em này là 172, 172, mã là 172. 172.000 đi mấy cục vàng của cui ơi. Rồi bé lên một cái bình nước nửa lít nha. Em này là 57, mã 57 dùm em, cái inox mã 57. Em like B nặng 2 tập thể dục, ngày càng nở nang đẹp thì không biết trả lời sao. 172 cho Trần Thị Thanh rồi, em cảm ơn nha. Đây em lên con này thôi mọi người, đừng chốt nha mọi người ơi, đừng chốt con này ạ. Con này hiệu cay đó, size 25 và sâu lòng là 7 nha, hiệu cay vui vẻ thôi, có từ ạ. Rồi con này bán cho mọi người 280 vui vẻ thôi, mã là 280, mã là 280, 280.000. Em lên cái bình 1 lít màu xanh rêu Josie Rusi 96, mã 96 dùm em. Loại này 1 lít màu xanh rêu nha, mã 96 ạ, 96. Hai của Vivi bữa mới xả đơn đúng không? Đúng không? Thấy bữa có Vivi xả đơn phải Vi này không? Đây con này có từ nha, cán inox luôn quý vị ơi, đẹp quá. Đứa này là 172, 172, mã là 172, mã là 172, chảo không quay. Ok chốt cho Vivi. Con này size 22 và sâu lòng là 6 nha, vân đá có từ. Rồi kéo qua đi. Rồi em này là 83.000, mã 83,
mã 83 dùm em nha. Con này nó không có quai kiểu nó vậy á. Để làm kho quẹt mọi người rất là ok luôn ý. Đây em lên con chảo màu vàng gold size 26, nhưng mà đứa này xài bếp ga nha. Được cái là cái lồng nó đẹp thôi mọi người. 83 cho anh Tân Thành Ngô. Đứa này là 103. 103 mã là 103. Mã là 103 quý vị ơi. Rồi em lên thêm con này. Con này là size 26 và sâu lồng là 7 nha. Có từ. Em này là 147, mã là 147 giùm em, màu nâu lồng trắng đẹp nha. 147 quý vị. 83 của anh Tân Thành Ngô. Rồi em có lon cà phê nhỏ nè, đứa này là 47, mã 47 giùm em. Cho mấy cái ấm với mấy cái nồi đây. Mấy cái ấm với mấy cái nồi. Ừ, cái ấm như này nè, cái ấm với cái chân. Bán luôn đi cha ơi. Đây em lên con này xài bếp ga tầm 1 lít nha mọi người, dễ thương lắm nè. Xẻ ghê không? Bên trong mới tinh luôn. Đứa này có 95 ngàn thôi, mã 95. Mã 95 đi mấy cục vàng, 95 ngàn. Thôi lên nhẹ cái chân đi. Rồi cái chân này em ngân bán cho mình là size 26 nha quý vị ơi. Rồi cái này bán cho mọi người 140 ngàn, mã là 140. 95 cho Tiến Nguyễn Văn, cho số chưa? 95 em chốt cho Tiến Nguyễn Văn ạ. Cho chưa? Hả? Rồi em này em ngân lên thêm cho mình nha. Có chưa? Con này là 47, mã 47. Tiến Nguyễn Văn cho em số điện thoại đi ạ. Khác. Tiến Nguyễn Văn cho em số điện thoại đi ạ. 140 em chốt cho anh Tân Ngô Thành. 140 cho anh Tân Ngô Thành. Cho em số điện thoại đi anh. Bên em là chuyển khoản rồi mới đi hàng nha. Đơn trên 1 triệu sẽ hỗ trợ mình 50% tiền ship. 45 ngàn quý vị. Mã 45. Mã 45 dùm em, màu hồng nhạt. Rồi ok ok, để em check lại coi được bao nhiêu lượt chia sẻ nè. Hôm nay một xíu nữa mới được 1.000, mọi người ác với em ghê á. Còn 17 lượt chia sẻ nữa là được 1.000 rồi quý vị. Để coi ai chia sẻ nhiều nhất nha. Tại sao cô Ngọc Anh vẫn chia sẻ nhiều nhất vậy? Cô Ngọc Anh vẫn nhiều nhất nha, chưa có ai vượt được cô Ngọc Anh nha mọi người. Rồi cả nhà yêu cần cái gì comment em ngân lên nè, em tính ốp rồi nè. Đây con này nồi nhỏ size 22 và sâu lồng là 6 nha. Có từ quý vị ơi. Đứa này là 121. 121 dùm em. Kho cá kho thịt ok mọi người. 121 mã là 121 nè. Mấy ngon lên con bánh inox dày đẹp nha. Có từ luôn. Đầy đủ nắp. Con này là size 22 và sâu lồng là 10. Em này là 156, mã là 156 dùm em. Mã là 156. Rồi em lên thêm cái ấm nữa nha. Đứa này là tầm 2 lít đó mọi người. 2 lít 6 luôn à. 2 lít 6 có từ nha. Em này là 138, mã là 138. Mã là 138 giùm em. Rồi ok, cảm ơn cả nhà nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của bé Ngân nha. À, bây giờ em ốp nha mọi người. Em chúc mọi người một đêm ngon giấc nè. Bên em là nhà gốm Tuệ Lâm và em là Ngân Cu Te. Chúc mọi người một đêm ngon giấc nha. À, bên em chuyển khoản đi hàng, đơn trên 1 triệu sẽ được hỗ trợ 50% tiền ship. Anh chị nào chưa cho số điện thoại thì cho bé Ngân xin số điện thoại nha. Ngày mai nhân viên sẽ chốt đơn cho mọi người vào tin nhắn Facebook Messenger á. Mọi người thấy đúng thì chuyển khoản em đi hàng cho mình nha. Nhớ để ý tin nhắn Messenger nha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều. Rồi một chút nữa em sẽ thông báo khách nào nhất nhì ba nha mọi người nha. Đổi anh lấy 138 nha, là cái gì ạ? Đổi cái nào lấy 138. Anh chưa cho số điện thoại á. Anh Tiến Nguyễn Văn cho em số điện thoại đi ạ. Chưa cho số điện thoại luôn đó bà. Hay vậy ghê á. Cho em số đi nè. Rồi ok, cảm ơn mọi người nha. Chúc mọi người một đêm ngon giấc à. Tạm biệt mọi người nhiều nhiều nha. Ở quên, cảm ơn nhiều nhiều nha. Để em ngon công bố giải thưởng. Hả? Anh chắc trên 2 triệu. Trên chứ. Rồi à, anh Tiến Nguyễn Văn cho em số điện thoại đi. Anh Tiến Nguyễn Văn chưa cho nè. Còn ai chưa cho mấy bạn ra lại cái xin một lượt luôn rồi đi ngủ nè. Rồi còn ai chưa cho không? Cho coi lại 121 đi Ngân, Ngọc Anh Nguyễn à, cho chị Ngọc Anh coi lại kìa. 121 là cái nồi nhỏ. Còn ai chưa cho em số điện thoại cho đi mọi người ơi. Đây. Dễ thương lắm chị, ok mà xài được từ luôn. Lấy đi ạ. Đổi 95 lấy 138 rồi cho em số điện thoại đi chàng trai. Chưa cho sao em liên lạc được nè. Rồi ok, cho em số điện thoại đi anh Tiến Nguyễn Văn. Được chưa? Rồi ok, rồi cả nhà còn cần gì nữa không em tắt nha. Chị về chị Ngọc Anh lấy không ạ? Lấy cho chị Ngọc Anh nè, 121. Rồi em chuẩn bị công bố số điện thoại nhận quà, mọi người vô chọn quà đi nha. Em công bố trên trang bay á, mọi người vô coi nha.
Bữa nay chị Ngọc Anh dứt rồi, chị Ngọc Anh nguyện vọng là lấy cái gì vậy chị Ngọc Anh? Có ai muốn thay đổi tình thế không mọi người? Chị Ngọc Anh muốn nhận gì vậy nè, để em biết nè. Alo anh Tiến Nguyễn Văn, cho em số điện thoại đi ạ. À, em ốp nha mọi người, bye bye nha. Sao em không bấm nắp tắt được vậy?